môn tranh đấu một, người tình nhỏ bên cạnh tổng giám đốc. Chương 1031, cô là ai? Khách sạn Á Châu. Cuộc thi đấu phục vụ rượu sẽ cử hành sau 48 tiếng, cả phòng khách quán rượu nhất thời lâm vào bầu không khí khẩn trương, sáng nay chưa tới 9 giờ, Nhã Tuệ sáng sớm liền mặc đồng phục màu đen, có mặt trong phòng khách quán rượu, nhiệt tình tiếp đãi các ký giả quốc gia trong khi chờ đợi, vẻ mặt của cô nghiêm túc, tay cầm điện thoại, phân phó nhân viên phía sau làm việc. Bắt đầu đếm ngược thời gian cử hành sau 48 giờ, bên trong phòng quan sát bận rộn rất nhiều kỹ thuật viên ngồi máy vi tính ngơ được chỉ thị của nhã tuệ. Đôi tay lập tức nhanh chóng hoạt động trên bàn phím, xôn xao kêu lên số máy của mình, nói. Máy 1 đã chuẩn bị xong. Máy 2 đã chuẩn bị xong. Máy 3 đã chuẩn bị xong. Toàn bộ hành lang trong nháy mắt, nhất thời sáng lên nổi lên 9999 ngọn đèn nhỏ thủy tinh, đèn nhỏ trói mắt phản xạ khác nhau phát ra ánh sáng óng ánh, dẫn tới mấy người quản lý và nhân viên tiếp tân trước đài rối giết ngẩng đầu lên nhìn, mấy ngày nay bởi vì cuộc so tài rượu, khách ra vào thật sự rất nhiều, từ đêm qua rạng sáng vẫn bận đến sáng nay, lục tục có các khách ở các nước khác nhau vào ở, tất cả đứng giữa đại sảnh, cơ hồ tất cả đều là kẻ yêu thích rượu đỏ, nghe được nhã tuệ ra lệnh, rối rít ngẩng đầu lên. Tò mò nhìn, bốn đầu vàng rồng chống trời, theo ngay chính giữa đại sảnh đèn thủy tinh mãnh liệt chiếu xuống, bắt đầu khí phách mà thần bí xoay tròn, màu đỏ, màu xanh lá cây, màu xanh dương bảo thạch, từng trận giả tưởng sáng lấp lóe, bốn đầu rồng vàng, dần dần mở ra hai mắt giống như vương giả thần bí, chậm rãi hoạt động kim quang trong vắt trên vảy, hướng về đỉnh trụ dơ lên cao xoay tròn, cuối cùng một hồi giống giận, vừa vặn bay ra ngoài, liền tạo thành một hàng chữ lớn trên đỉnh khách sạn Á Châu, chiếu vào mấy chữ giải thi đấu phục vụ rượu đỏ to đùng phía dưới. Lé lên, 48, không giờ một trận tiếng vỗ tay mãnh liệt. Trước đài, quản lý, phó quản lý nhân viên tiếp tân và các nhân viên công tác, phóng viên, cùng với tân khách lui tới, xôn xao chật lưỡi ngạc nhiên, vỗ tay. Nhã tuệ đứng ở trong hành lang, vẫn có chút sợ hãi mà nắm chặt bộ đàm, trên trán đổ đầy mồ hôi, lúc này mới thở ra một hơi, mủm cười, lại cầm bộ đàm lên, phân phó, chủ tịch hiệp hội rượu đỏ và các ban giám khảo khác đã tới rồi. Dưới thang mây, lời nói vừa ra audio điện tử võ tấn bền. Toàn bộ đại sảnh khách sạn, lập tức đi vào hơn 10 vệ sĩ đang mặc đồng phục màu đen, tất cả trong tay đều cầm theo cây côn hình tròn, vẻ mặt nghiêm túc mà cẩn thận mở đường dài ra 400 mét vuông, lại dơ lên cây côn trong tay, tạo ra khoảng cách tới trước đài cuộc thi đấu. Người không có phận sự không được vượt đầu qua cây côn đỏ, lộ ra ngoài sẽ bị ngăn lai, khách sạn Á Châu có cánh cửa lớn, lập tức phát ra ánh sáng chói mắt, trước mặt vượt qua rào chắn, như là cầu thang cao của Harry Potter, trái phải hai bên cửa được mở ra. Riêng phần mình xoay tròn thành nửa vòng tròn, ngừng ở giữa không chung, mà cơ quan phía dưới đại sảnh, rốt cuộc chậm rãi mở rộng ra cầu thang năm thước màu trắng, theo thời gian trôi qua, từng chút từng chút đi xuống đất. Mọi người tấm tắc kêu kỳ lạ, bởi vì nghe nói khách sạn Á Châu là có kiến trúc đẹp nhất trên thế giới, nó là do tưởng thiên lỗi mời đoàn người kiến trúc sư tự mình thiết kế, nó có thể theo thời gian cực nhanh, mà có thể sửa đổi hình thức cùng phong cách khác nhau, thậm chí nghe nói tầng trệt cùng tầng trệt giữa, có thể dỡ bỏ xuống, di chuyển về phía khác, nó có thể tránh sóng thần, càng có thể tránh qua kiến trúc chiến tranh thần kỳ. Nhã tuệ khẩn trương mà cùng phó quản lý tương đứng chung một chỗ, ngẩng đầu nhìn về cầu thang màu trắng kia đang từng chút từng chút đáp xuống, rơi vào 400 mét vuông ở giữa đại sảnh khách sạn, bốn cột vàng dòng bắt đầu phản chiếu hình ảnh cuộc tranh tài trên Nhật Bản, một người phụ nữ nước Pháp, khoảng 40 tuổi, đeo kính mắt, đang mặc đồng phục màu đen, tay cầm lấy cái ly thủy tinh chân cao, đang chăm chú nhìn chất lỏng màu đỏ như máu trong ly rượu. Nhiều người phóng viên xôn xao phấn khởi mà cầm lấy máy chụp ảnh, chụp được một màn kinh hỉ này. Tổng giám đốc tưởng đến rồi. Một tiếng hoan hô. Nhã tuệ đứng ở chỗ thang mây, chỉ huy nhân viên công tác, đem từng cái ly thủy tinh cao nửa mét, dựa nhanh vào bên cạnh hai bên bậc thang, nghe được tưởng thiên lỗi đã đến, cô lập tức tôn kính mà đi đại sảnh, đứng chỗ thảm màu đỏ, quả nhiên thấy một hồi roi màu đen phiên bản dài chậm chạp dừng lại, cô lập tức cúi đầu, cùng tổng giám đốc đợi. Cửa xe nhanh chóng mở ra. Một luồng gió biển thổi tới, tưởng thiên lỗi đang mặc âu phục màu đen, áo trong màu đen sấn, thay đổi thái độ bình thường ngày xưa, đeo cả vạt màu bạc, thần bí truyền kỳ mà cất bước đi ra xe, gió biển thổi mạnh, trong nháy mắt thổi tung áo âu phục của anh, thổi qua bên mặt kiên nghị của anh, đôi mắt lập lòe, ngẩng mặt thấy đại sảnh khách sạn đang đưa xuống thang mây. Dưới thông số yến hội sang cửa lớn, anh hơi hài lòng gật đầu, cất bước đi vào trong, nhàn nhạt mà gọi là nhã tuệ. Vâng, nhã tuệ lập tức trước mặt nhiều người quản lý, hơi đứng ra, cùng đông anh theo sát bước chân chậm chạp của tưởng thiên lỗi đi lên phía trước. Đếm ngược lúc khởi hành nghi thức, chuẩn bị xong chưa? Tưởng thiên lỗi vừa đi lên phía trước, vừa nhìn chỗ ngồi được bày ra, nhiễm nhiên biến thành tuyên truyền cho cuộc tranh tài rượu đỏ, nhân viên công tác đang làm việc trong bầu không khí khẩn trương phái đưa đơn tuyên truyền. 3 phút trước đã chuẩn bị xong, nhã tuệ nhanh chóng lên tiếng, thang mây mới mở rộng xuống, còn hoa bách hợp cầu cùng ly thủy tinh chưa bố trí tốt, đoán chừng khoảng 11 giờ, liền có thể hoàn thành toàn bộ. Mà nhiều người phục vụ rượu đang tiến thử khảo đề, khoảng giữa trưa sẽ đưa đến đây, từ giám sát thành viên, chủ tịch hiệp hội rượu đỏ, ban giám khảo cùng một chỗ đưa vào đại sảnh yến hội trường thi, niêm phong lại. Ừ, tưởng thiên lỗi im lặng nghe, sau đó đôi mắt hơi lưu chuyển, đứng ở bên cạnh điểm tuyên truyền, cầm lên một tờ giấy tuyên truyền, nhìn thấy phía trên từ các loại rượu trên thế giới, ở vạn mét vuông phía sau khách sạn, tạm thời dựng lên một triển lãm quy mô nhỏ, dẫn tới nhân sĩ và các chuyên gia Mỹ thực dối giết đi ra phía sau hoa viên, xem xét cùng nhấm nháp rượu ngon, tất cả đài truyền hình máy chụp ảnh cũng lần lượt đến. Đôi mắt của anh hơi lưu chuyển, nhìn lùa tuyến tuyên truyền trên tờ giấy. Nhàn nhạt hỏi, tạm thời dựng lên tất cả triển lãm rượu là ai chịu trách nhiệm. Phó Tổng Trần, Nhã Tuệ nhanh chóng nói, có lẽ anh ấy đờ nát bận rộn bên kia. Hôm nay tỷ lệ vào đây ra sao? Tưởng Thiên Lỗi chậm chạp buông đơn tuyên truyền, nhàn nhạt hỏi. Tổng Giám Đốc bỗng nhiên nhanh chóng đi đến phía so Tưởng Thiên Lỗi, vô cùng tôn kính nói, đêm qua 3 giờ sáng đã ở đây rồi, quản lý cùng nhân viên công tác trước đài, đã lần lượt sắp xếp cho tân khách vào ở hội sở cùng cần các nơi gần khách sạn. Trước mắt đã sắp xếp khách rất tốt, xin ngài yên tâm. Ừ, Vất vả mọi người." Tưởng Thiên Lỗi nói xong, liền quay người lại, nhìn về phía các quản lý, vươn tay vỗ nhẹ bả vai Nhã Tuệ, vô cùng hài lòng mà nhìn về phía cô, mỉm cười, "Nhất là Nhã Tuệ, làm tốt lắm." "Cảm ơn tổng giám đốc khích lệ, đây là đều nên làm." "Cuống hồ, các quản lý của chúng ta rất tận tâm, cố gắng hoàn thành hết thảy, đều hy vọng có thể bỏ một phần sức lực nhỏ cho khách sạn." Nhã Tuệ lập tức khiêm tốn nói. "Ừm." Um, tưởng Thiên Lỗi mỉm cười, liền cất bước đi về phía thang máy. Các quản lý nhìn về phía anh mà tôn kính không người, đưa mắt nhìn anh rời đi. Nhã tuệ, khoác minh nhìn tưởng thiên lỗi đi vào thang máy, lúc này mới xoay người nhìn về phía cô, nhanh chóng phân phó, nếu như yến hội bên đây đã giúp xong, cô nhanh đến quầy rượu phía nam ven biển nhìn xem, hôm nay nghe theo tổng giám đốc phân phó, mở ra khu rượu phía tây, dùng để tổ chức tiệc mừng lớn, nghe nói tào ngọc tình đã ở bên kia loay hoay sứt đầu mẻ chán, túi bụi vẫn cùng quản lý rượu vụ bên kia dùng ben Cô cùng khả hình quen thuộc, nếu như cô qua đó, chắc cũng có thể cho cô chút mặt mũi. Được, nhã tuệ gật đầu, vốn là quay người phân phó quản lý phó, nên chú ý chuyện này, chú ý một cái, cô liền nhanh chóng đi ra ngoài, nhìn sân rộng bên ngoài đại sảnh khách sạn, vẫn như cũ lần lượt tấp vào rất nhiều xe, khách mới vào cùng phóng viên khác tất cả đều đã đến, tâm tình của cô cũng không hiểu sao mà kích động lên, nhớ tới đường khả hình đêm qua sau khi rời mình đi, không biết đang học tập ra sao, hôm nay đều khiến thế giới chú ý nhất chính là trận đấu, huống chi, cô vẫn gánh vác trách nhiệm. Mùa thu đã đến, đường đi đến khu biệt thự độc lập ven biển bên cạnh quầy rượu, hai bên trồng cây hoa sen, cũng bắt đầu thời gian hoa sen nở rộ, một luồng gió thu quét tới, cánh hoa sen lay động, mê tình cùng lãng mạn như vậy, nhã tuệ đi theo đường hoa sen đi lên phía trước, vừa cầm di động, chuẩn bị muốn gọi điện thoại cho đường khả hình. Thế nhưng là vừa rồi gọi qua, cũng đã hiện ngừng lại. cô liền nhớ tới, tịnh kỳ bảo vệ đường khả hình an toàn, đêm qua khiến cô thần kỳ biến mất, điện thoại liền ngừng lại. nhã tuổi cầm di động, thấy vậy, hơi dừng bước lại, thật sự là có chút lo lắng đường khả hình đi đến nhà thủ tướng, có lẽ vui vẻ, có lẽ gây sự, dẫn tới thủ tướng không vui thì làm sao bây giờ? kết lại con bé này không biết đúng mực, có lẽ trong mắt người chị, em gái là đứa nhỏ mãi không trưởng thành. cô cầm di động nhìn hoa phù dung rơi trên mặt đất, khẽ cười khổ, nhớ tới Trần Mạn Hồng luôn luôn bất mãn bản thân luôn lo lắng cho Khả Hinh, nói cô ấy luôn sống tốt hơn mình. Đúng vậy, luôn sống tốt hơn mình, mặc kệ là sự nghiệp hay là tình yêu. Nhã tuệ hơi sướng sờ, nhớ lại ngày đó cùng lâm sở nhai cãi nhau chia tay, mới có hai ngày, cũng đã như cùng một thế kỷ dài rằng giặc, toàn bộ thế giới trống rỗng, ngẫu nhiên ngồi trước bàn làm việc thất thần, cũng sẽ mềm lòng, thế nhưng là lời nói đêm đó của lâm sở nhai, giống như châm đâm thẳng vào trái tim của mình vẫn luôn đau đớn càng làm cho cô cảm thấy hai người không thích hợp không thích hợp cô bé này nghĩ tới đây liền nặng nề thở một cái nghe từ trạch minh cười nói thất tình đau nhức kỳ thật chỉ là một loại không quen qua thì tốt rồi lại bận rộn một chút thì tốt rồi cô nghĩ tới đây liền tăng tốc độ đi phía trước con đường uyển chuyển vô cùng âm u tình ý bạn nào thích đọc trước gần phun liên hệ nhé mặt cười Nhã tuệ vừa cầm di động, vừa lại phân phó phó quản lý, nhất định phải cẩn thận thang mây trên ly thủy tinh, còn có nói với bộ xanh hóa khi làm vườn, phải cẩn thận không nên đến gần vị trí nước hoa, bộ xanh hóa có một loại nước hoa, đụng phải hoa sẽ bị hủy, cô cầm di động, vừa muốn cúp điện thoại, rồi lại không yên tâm dặn lại, nói, anh phải nhớ kỹ. Mặc kệ sau đó, ngành kia đến chỗ chúng ta mượn đồ vật, đều nhất định phải nói trước cho tôi một tiếng, mặc kệ là một cái ly, hay là một trang giấy, biết không? biết rõ quản lý lưu trả lời lúc này nhã tuệ mới yên lòng cúp điện thoại mới chịu cất điện thoại đi lên phía trước ai biết vừa muốn lên sườn núi ngẩng đầu rồi lại thấy lâm sở nhai mặc âu phục màu đen thẳng đường đeo kính mắt có viền vàng của riêng anh đang đi tới bên này cô thấy anh hơi sững sờ lâm sở nhai thời điểm này cũng dừng bước lại nhìn về phía nhã tuệ cũng hơi giật mình hai con người lưu chuyển cực nhanh có chút khẩn trương mà nhìn cô trong lòng của nhã tuệ trong nháy mắt giống như mềm nhũn, thật ôn nhu mà nhìn anh. Lúc này, một luồng gió thu bay tới, đưa tới rất nhiều cánh hoa phù dung bay tới, rất trước mặt hai người, như mang đến từng trận hóa giải mâu thuẫn, hóa giải hiểu lầm. Anh, một giọng nói dịu dàng từ phía sau bay tới. Nhã tuệ vừa muốn nói chuyện, rồi lại nghe được giọng nói này, không khỏi khẽ giật mình, ngẩng đầu nhìn về phía trước. Một cô gái mặc váy ngắn bó sát, bên ngoài khoác áo choàng lông thỏ, khoảng 20 tuổi, khoác đến bên hông, mà nó dày cao gót màu trắng, để lọ tư thái gợi cảm, ngọt ngào hoạt bát mà đi tới, thoáng cái vui vẻ bổ nhào lên người lâm sở nhai, bàn tay nhỏ bé lập tức lòng vào tay anh, cùng anh nắm chặt 10 ngón tay, mới uyển chuyển bước tới trước mặt anh, yêu kiều nói, anh cũng không đợi em nữa. Chán ghét, nhã tuệ sắc mặt cứng ngắc, trái tim như bị người đánh xuống một búa, hai con người có chút vội vàng và đỏ lên mà nhìn về phía cô gái trẻ kia lâm sơ nhai có chút lúng túng khẩn trương nhìn thoáng qua nhã tuệ vội vàng muốn bỏ tay cô gái kia ra làm gì vậy đáng ghét cô gái kia thoáng cái ôm lấy lâm sơ nhai thân mật ngọt ngào mà cười nhã tuệ dường như mình sẽ ngã xuống trong nháy mắt mắt cô nhìn quanh bộ dáng có chút thương tâm thật sự không cách nào che giấu được liền vội vàng nhìn lâm sơ nhai gật đầu ngay lập tức đi qua người họ bước lên phía trước này lâm sơ nhai liền vội vàng muốn bỏ tay cô gái kia sốt ruột xoay người, khẩn trương mà nhìn về phía bóng lưng của cô, kêu, nhã tuệ. Em chờ một chút, cô ấy là ai? Cô gái tức giận kêu lên, chết ôm chặt cánh tay lâm sơ nhai, không cho anh đuổi theo. Nhã tuệ nghe tiếng nói thanh thúy kia, cặp mắt của cô nhanh chóng chấn động rơi nước mắt, trong lòng mãnh liệt tê dần, không đợi người phía sau kêu to, liền nhanh chóng chuyển qua đường mòn, che miệng vừa khóc thút thiết nỉ non vừa đi lên phía trước, nhanh chóng biến mất trong cây cối chương 1032, chơi trốn tìm. Khách sạn Á Châu thu hút nhất cũng như truyền kỳ nhất ở đây, trừ kiến trúc kinh điển và phục vụ đầy tiêu chuẩn, còn có nhà hát được khen không hết lời, ca kịch, vui chơi trên nước, cùng đến trường đua ngựa, dĩ nhiên vẫn kể cả người ngoài nói chuyện say xưa đến gần bờ biển, gần một cây có hầm rượu nằm dưới đất, bên trong có vườn nho đạt tiêu chuẩn được đưa tới hầm rượu, còn có đến từ các quốc gia trên thế giới, tương lai có khả năng là không gian rượu ngon nhất đáng giá tỷ bạc hôm nay hầm rượu sắp sửa cử hành cuộc thi đấu phục vụ rượu đặc biệt mở ra hầm rượu để được quan sát hơn nữa ở viện bảo tàng bên cạnh hầm rượu mở bữa tiệc đỏ rực ở bên trong dọn vài chỗ vách tường ra nở rộ yến hội tham gia yến hội này toàn bộ đều thuộc về giới chính trị giới kinh doanh các công tử nổi tiếng thiên kim trong đó không thiếu những siêu sao nổi tiếng cùng với thế giới người mẫu chỉ thấy đến gần bờ biển một quầy rượu đúng kiểu tiêu chuẩn đứng ở trong mặt cỏ phía trên khắc ký hiệu của quán rượu Á Châu. Nhìn vào trong đại sảnh, chỉ thấy cất trong quán rượu là vài gốm sứ gần vạn năm, độc vầng, còn có thùng gỗ được trang trí bên trong, từ từ đi vào trong, chính là nối thẳng hầm rượu dưới đất sâu khoảng 50 mét, bên trong ánh nến lập lè, có thể thấy rõ rất nhiều rượu đỏ được để bên trong khung vách tường, có vài dòng suối uyển chuyển, xoay tròn trước tất cả khung vách tường, phát ra tiếng vang len keng len keng rất êm tai, nếu ai đứng ở bên trong, cũng sẽ cảm thấy tâm tình thả lỏng không khỏi trở nên nghiêm túc mà mong đợi. Bởi vì rượu kia y như máu, giống như thế giới chỉ có chất lỏng màu đỏ, tùy thời mang đến kích thích cho người khác, mê tình, yêu nhã, lãng mạn và các loại thể nghiệm, người thật lòng nhiệt tình yêu thương rượu đỏ, bọn họ còn mở ra mấy chai rượu đỏ trước, luôn là lộ ra tâm tình kích động cùng mong đợi, thậm chí mang theo dịu dàng cùng khẩn trương mà người ta không kịp chuẩn bị, còn có hưng phấn. Có lẽ nói như vậy, trên cái thế giới này, mỗi loại đều giống nhau dụng tâm trả giá, đều đáng giá để người khác dùng tấm lòng thành kính để chờ đợi cùng tôn trọng. Những bãi cỏ trên mặt đất, dối rít hứng lấy gió biển thổi giạt rào đang ui sướng nghe tiếng tân khách cười nói, bọn họ mọi người mặc hoa phục, có lẽ đứng ở đại sảnh quán rượu Âu, có lẽ đứng ở trên có, bàn về cuộc so tài phục vụ rượu lần này. Tào Ngọc Tình đang dẫn hai người phó giám đốc, đang lục tục dẫn khách đi tới bên trong quầy rượu, lúc này, đã có rất nhiều nhân viên dọn món ăn lên, dối giết đẩy xe đựng thức ăn đi vào, một phó giám đốc đang đứng ở một bên lo lắng hỏi quản lý lưu rốt cuộc khi nào thì tới quản lý rượu vụ lại làm khó dễ nữa sao thật sự là gấp chết người rồi khách cùng nhân viên làm việc dối rít xôn xao trên đất cỏ gần cây dừa già không biết là cây gì sôi nổi kết tơ trắng như tuyết hứng gió bồng bềnh xa xa một bóng dáng màu đen đã tiêu tụy cùng vô lực như vậy nhã tuệ sắc mặt tái nhợt nện bước bước chân đi lên sân cỏ mềm mại Đi qua một gốc cây một gốc cây cây dừa cao lớn, lại cảm giác tâm càng ngày càng chua xót, hai mắt rung rưng, không nhịn được nhớ lại cô gái vui vẻ lúc đó, vóc người nóng bỏng, dựa sát vào trong ngực của Lâm Sở Nhai thì mười ngón tay đan chặt vào nhau bộ dáng ngọt ngào, hai người xem ra quả thật xứng đôi với nhau, nhưng anh và cô gái xinh đẹp đó đi chung với nhau, không phải trời đất tạo nên sao? Vốn là người đi trong biển hoa, lòng của cô đau giống như bị xoắn lại, đau đến không cách nào hô hấp cái loại khổ sở khó chịu đó, khiến cả người cô nhất thời mềm nhún, không khỏi dựa vào một gốc cây cây dừa bên cạnh, đau lòng ngẩng đầu lên, nhìn về phía quán rượu đang ở phía trước, có đôi tình nhân tay trong tay, cùng nhau ngọt ngào mỉm cười đi vào quán rượu, rồi giết nói chuyện, cho tới bây giờ cũng không có nếm thử rượu ngon trong quán rượu, loại cảm giác đó nhất định là muôn vàn yêu thương khiến cả người hưng phấn. Nhã tệ dựa vào cây dừa bên cạnh, hứng gió biển mãnh liệt, cảm giác cơ thể của mình lạnh đến thấu xương, không khỏi nhớ tới, sau khi khả Hinh khôi phục gương mặt, lại khó tránh khỏi đau đớn và khổ sở khó nén, trốn ở trong biệt thự của Tô Thụy Kỳ tròn 3 tháng, vô luận mình cầu xin cô ấy như thế nào, cô ấy đều không chịu đi ra gặp mặt mình, còn để lại một lá thư như vậy, nhớ tới những thứ này, tâm giống như bị xé rách, đau tê tái. Khi đó mình, toàn bộ thế giới đều trống giống, cũng may lâm sở nhai để cho mình đến làm việc trong nhà hàng của anh ta. Khi đó, đang mùa đông, thời tiết lạnh quá, như gọt xương, nhã tuệ thường xuyên một người ngồi ở chỗ bàn ăn, nhìn con đường rền vang, lá cây bay tán loạn, vẫn còn đang lo lắng tình huống của khả hình, lúc này lâm sở nha sẽ vào lúc này, đẩy cửa thủy tinh trong suốt của phòng ăn ra, dơ lên nụ cười quan tâm đi tới, thỉnh thoảng cúi đầu phui nước chen vai mình thì cười đặc biệt lớn tiếng, lúc này, ánh nến lập lè, giống như yêu người giống hệt ngọn lửa nhỏ, yếu ớt, nóng bỏng, thiêu đốt. Bầu trời mùa đông, luôn là tối tăm làm cho người khác muốn ôm nhau, Nhất là lúc một người cảm thấy buồn bã Nhã tuệ dịu dàng ngồi ở trước bàn ăn Có chút xấu hổ ngăn cản ánh nến Nghe Lâm sở nhai vẫn nói không hết chuyện cười Cô thỉnh thoảng sẽ ném mất thương tâm trong lòng của Khả Hinh Khẽ mỉm cười cũng không lâu sau đó Vẫn là khuôn mặt tiểu tụy như vậy Khi đó Lâm sở nhai Vẫn như cũng chưa từ bỏ ý định nói với cô một chuyện cười liên quan tới chị và em gái Có một ngày chị gái và em gái chơi trốn tìm Chị gái biết em mình thích ăn đùi gà cho nên đợi đến lũ cầm gái trốn, chị gái xoay người nhìn khắp cả phòng vui vẻ mà cười hỏi em gái có muốn ăn đùi gà không? Một hồi lâu, bên trong rèm cửa sổ lay động, truyền đến âm thanh ô ô của em gái ăn, ăn. Nhã tuệ nghe lời này, cô không nhịn được cúi đầu cười một tiếng, không khỏi nhớ tới mình và Khả Hinh khi còn bé cũng ở trong nhà mình chơi trốn tìm, mình cũng đã từng đứng ở giữa nhà vui vẻ cười hỏi Khả Hinh, chỗ này chỉ có kẹo que, em có muốn không? Khi đó tiểu khả hinh, mặc một cái quần trắng, nhất thời từ phía dưới ghế salon đầy nhện vội vàng chui ra, đôi tay nhỏ bé tràn đầy bụi bậm, trong miệng cũng không quên gọi muốn, muốn. Cô chảy nước mắt khi nhớ lại khả hinh khi còn bé, không nhịn được cười, nước mắt lại đau thương từng dòng rất xuống. Thật sự thật sự thật lo lắng cho khả hinh sau khi gương mặt khôi phục, không có ý nghĩ muốn xong tiếp, nếu sự thật là như vậy, cũng tình nguyện mặt của cô cũng có một chút không trọn vẹn, khiến sinh mạng kiên định một chút nghĩ tới đây cô không ngừng rơi lệ cuối cùng càng nghĩ càng đau lòng không khỏi đưa tay che mặt nhẹ khóc sống lên lâm sở nhai trầm mặc nhìn cô nặng nề thở một hơi do so dự một lát cuối cùng nghiêng người cũng không để ý ánh mắt kỳ lạ của nhân viên nhẹ ôm cô gái trước mặt vào trong ngực vỗ vỗ phía sau lưng của cô khi đó buổi tối mưa phùn lất phất hai bóng dáng liền như vậy trầm mặc dựa sát vào nhau từng bước từng bước có tiết tấu đi về phía trước ba tháng ngày ngày như thế vì sao không có nghĩ tới người đàn ông này đã vì mình đã bỏ ra kiên nhẫn củn yêu thương một luồng gió lạnh thổi tới nhã tuệ sắc mặt tái nhợt mềm nhũn dựa vào cây dừa bên cạnh chảy nước mắt mà nghỉ đến ngày cô và lâm sở nha yêu nhau thật ra thì anh ta thật sự rất sủng ái mình rồi lại mang theo yêu thương đặc biệt cho mình tôn trọng cùng tự do đó là chính là sức quyến rũ thành thục nước mắt không nhịn được chảy xuống cô không khỏi nhớ tới lần cãi nhau chia tay đêm hôm đó, lòng cô đau nói câu kia, chúng ta ở chung một chỗ lâu như vậy, cũng không có cãi nhau một lần, đây không phải là chuyện tốt sao. Anh đột nhiên nói chúng ta không thích hợp, anh có biết em bỏ ra biết bao nhiêu tâm tư mới đuổi kịp anh. Thật không có một khắc không nghĩ nhớ tới anh, còn nghĩ muốn kết hôn với anh. Anh có nghĩ tới cảm giác của em hay không? Một tiếng nước nở truyền đến. Nhã tuệ lập tức đau lòng mà ngồi sổ người xuống, che mặt khóc giống cây dừa lúc này, muốn theo gió biển, lay động róc sách rơi xuống, nghĩ che giấu nước mắt của cô gái kia, bất đắc dĩ quá cao, mà không cách nào giúp cô được, chỉ đành phải làm một tiếng thở dài. Trần Tuấn Nam bước nhanh từ trong quán rượu đi ra, mới vừa rồi xử lý xong chuyện của Tào Ngọc Tình và bộ phận rượu vụ, nghĩ tới nhã tuệ không phải tới đây giúp đỡ sao, sao lại không thấy người. Anh ta đi nhiều chỗ, hỏi qua nhiều nhân viên, cũng không có người nhìn thấy cô, đang kỳ lạ đi tới bên cạnh mấy cây dừa thì nghe được một tiếng nức nở, anh ta cau mày nghi ngờ đi về phía trước, đi qua cây cối rậm rập, rốt cuộc đã tới trước cây dừa có người đang khóc, kinh ngạc nhìn bóng dáng quen thuộc kia, nhất là khi nhìn khuôn mặt dịu dàng nhã nhận của cô, đang lặng lẽ cúi đầu đau lòng rơi lệ, NHH ta không nhịn được kêu một tiếng, giám đốc lưu. Nhã tuệ lập tức đau lòng ngẩng đầu lên, nước mắt đau khổ chảy xuống, thấy là Trần Tuấn Nam, cô liền cảm thấy luống cuống ngượng ngùng cùng đỏ mặt vội vàng đứng lên đôi tay luống cuống hơi sửa sang lại váy của mình nhìn anh ta khẩn trương gật đầu một cái cũng không kịp chào hỏi liền muốn rời đi này trần tuấn nam lập tức tiến lên nắm cổ tay của cô kỳ quái nhìn bộ dáng kia của cô nhỏ giọng hỏi em làm sao vậy ai khi dễ em đã xảy ra chuyện gì nhã tuệ trong lòng đau xót không nói ra lời chỉ là khổ sở cúi đầu khẽ chấp hai mắt nước mắt tràn qua lông mi dài chảy xuống Trần Tuấn Nam liền giật mình, nhìn cô gái này đau lòng bộ dáng tiểu tụy, cũng muốn nói mà không thể thốt ra lời. Nguồn t s i s d o c t com Nhã tuệ đau khổ đứng trong gió rét, trong đầu không khỏi nhớ lại lâm sở nhai vừa rồi dắt tay cô bé ngọt ngạt kia, lòng chua xót khổ sở, nước mắt chảy xuống thì trên trán có vài sợi tóc xốc xếch, bồng bềnh lay động. Trần Tuấn Nam hơi nhắc mí mắt, nhìn bộ dáng cô như vậy, có lẽ biết cô xảy ra chuyện gì, liền nặng nề thở một hơi, do so dự một hồi, liền bước lên trước, nhẹ đem cô gái trước mặt, dịu dàng ôm vào trong ngực, vẫn là giới hạn khoảng cách lễ phép giữa nam và nữ. Nhã tuệ dựa vào trong ngực của anh ta, hơi lưu chuyển ánh mắt, bản năng muốn cự tuyệt, bất đắc dĩ trong lòng tất cả đều là lâm sở nhai tay nằm chặt tay cô bé ngọt ngào kia, trái tim đang lúc đau đến như vậy mệt mỏi cùng vô lực, không nhịn được cơ thể mềm nhũn. Hai mắt nhắm lại, nước mắt lại chảy xuống, dựa vào bờ vai của anh ta, nhỏ giọng nức nở. Lâm sở nhai thật khẩn trương mà từ phía trước đi tới, nhìn chung quanh hoàn cảnh chung quanh, lại nhìn phía đại sảnh quán rượu đang náo nhiệt, cản lại một nhân viên làm việc, khẩn trương hỏi thấy giám đốc lưu không? Không có, mọi người cũng đang tìm cô ấy. Một bộ trưởng cũng vội vàng nói. Ngoặc kép chấm 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 ngoặc kép. Lâm sở nhai đôi mắt vội vàng lưu chuyển, nặng nề thở một cái, Hướng lấy gió biển, cất bước đi trở về, vừa đi vừa vòng nhìn hoàn cảnh chung quanh, nghĩ tới người này rốt cuộc cô ấy đi đâu. Vừa đi vừa đi qua rừng dừa, thật muốn điên rồi mở miệng kêu to, ai biết vừa vội vàng quay người, lại thấy bóng dáng Nhã Tuệ khóc thầm, cư nhiên đang dựa vào trong ngực của Trần Tuấn Nam, giống như mình lúc an ủi cô, trong lòng lập tức cảm thấy đau nhói, sắc mặt liền tái nhợt nhìn cô. Nhã Tuệ không có phát hiện, như cô đắm chìm trong bi thương, nước mắt từng dòng thương tâm chảy xuống. Trần Tuấn Nam cũng không nhịn được vươn tay, khẽ ôm cơ thể của cô, vỗ vỗ phía sau lưng của cô. Lâm Sở nhai giống như rất bình tĩnh nhìn một màn này, cắn chặt hàm răng, hai mắt rung động có chút đau lòng, lồng ngực phập phồng khó chịu, lộ ra chút tức giận cùng hơi thở mất mát, cuối cùng trầm mặc đi về phía trước. Chương 1033: Giống vẻ kim cương. 10 giờ sáng. Tưởng Thiên Lỗi trở lại phòng làm việc, ký tên vài văn kiện quan trọng sau khi xử lý việc ở công ty con Nhật Bản cùng Hàn Quốc xong, mới trực tiếp đáp lại lời mời của Chủ tịch Hoàn Cầu, đến Bách Cúc Viên phía sau tòa nhà, vừa thưởng thức phong cảnh hoa cúc nở, vừa thưởng thức những món điểm tâm với chủ đề cúc mà đầu bếp vừa làm. Bách Cúc Viên Khắp mặt cỏ xanh, dòng suối nhỏ chảy quanh, thỉnh thoảng có thể thấy vài con thiên nga trắng tuyết, nhón chân dài gầy gầy, đi giữa dòng suối, khắp nơi đầy cúc vàng, cúc vạn thọ, cúc cam, cúc xuân hoàng, và cúc hoàng kim, mà lúc này loài cúc tây đầy khí phách, đã ở bên dòng suối, trình ra sắc đỏ thấm, xinh đẹp đón gió nở rộ, cúc ba màu cũng đã phủ kín giữa bãi cỏ giả sơn kia. Tưởng thiên lỗi vừa cất bước dọc theo con đường nhỏ đá cuội quanh co đi về phía trước, vừa thưởng thức những đóa cúc vàng tháng 9 nở rộ hai bên đường đi, vốn được xưng danh là nữ hoàng hoa, là giống cúc, tao nhã nhất, thanh nhàn nhất trong số các loài hoa, chỉ thấy những cách hoa tươi kia hệt như ngón tay thon ngọc của thiếu nữ, vươn cánh và đung đưa ra bên ngoài, thập phần lịch sự tao nhã gợi tình, anh hơi dừng bước chân, hai tròng mắt ngưng nhìn một cây cúc tháng 9 trong đó, đứng giữa mặt cỏ. Thập phần tươi đẹp lóa mắt, dịu dàng lấp lánh, anh liền mỉm cười, nhớ tới ân nguyệt sung xưa nay rất yêu thích hoa, liền căn dặn đông anh nói, năm nay trời thu hoa nở rất đẹp, hiếm khi gì diệp ở trong nước như vậy, cô mau đi tìm một bình hoa cổ bằng sứ thời đường loại thượng đẳng, phải hình quả trứng, trồng mấy chục bụi cúc tháng 9 này đưa đến phòng tổng thống, đặt cạnh hồ sen, cho bà lúc rảnh rỗi mà thưởng cúc, đừng để đến cuối hè sẽ tàn, ảnh hưởng đến tâm tình của bà. Vâng, Đông Anh mỉm cười, gật đầu xác nhận. Tưởng thiên lỗi không nói nữa, mà tiếp tục cất bước đi qua con đường quanh co nhỏ hẹp, sắp sửa đến bên cạnh đình nghỉ mát, ai ngờ lại nhìn thấy trang hạo nhiên, mặc sơ mi đen cùng quân tây, thập phần đẹp trai ngồi xổm trước mặt cỏ xanh kia, trong tay cầm từng nắm từng nắm thức ăn cho động vật, toàn bộ đều ném đến gần 20 con chim vẹt đẹp đẽ dị thường phía trước mặt, vừa lấy thức ăn cho chúng, vừa vuốt cằm, dường như đang cùng chúng nói gì đó, thần thần bí bí. Lông mày anh nhíu lại, nhìn người kia lại đang suy nghĩ, cậu ta rốt cuộc lại muốn đùa giỡn cái gì đây? Trang Hạo Nhiên vẫn ngồi xổm giữa bãi cỏ xanh, nhìn hơn 20 con chim vẹt kim cương vùng rừng rậm nhiệt đới châu Mỹ mà mình sáng nay vừa kêu an an mua về, mỗi con đều có bộ lông tươi đẹp sáng lấp lánh, khí thế hiên ngang, Mị lực đẹp trai. Cái đuôi vẹt thật dài kia, so với những giống vẹt tương tự tính ra là tương đối thô kệch, hình thể lớn, bắp thịt vững chắc, bất kể là đi lại hay cúi đầu mổ đều thể hiện khí thế dũng mãnh của nó. Nghe nói loài vẹt này rất dễ được huấn luyện bởi con người, cùng với những loài vẹt nặng hơn khác, tương đối dễ chung sống, nhưng cũng có thể bảo vệ người yêu, cắn những động vật xa lạ, tuổi thọ dài đến 80 tuổi, không sợ bội tình bạc nghĩa đối với chim mái. Trang hạo nhiên bỗng cười rộ lên, vô cùng đắc ý nhìn hơn 20 con vẹt đã mua về kia, nghe nói chúng thông minh tuyệt đỉnh, học một ngày sẽ nói được tiếng người, đây không phải giống mình sao. Ca tính hoạt bát động lòng người kia, anh lại vừa cầm lấy nắm thức ăn ném về phía một con vẹt có bộ lông màu lam trong số đó, nhìn nó mặc dù chân bị một chiếc vòng trang sức nhỏ đáng yêu khóa lại, nhưng vẫn không mất đi cá tính oai phong, lúc cúi đầu mổ, vô cùng hăng hái, anh hài lòng nhìn nó, cười rộ lên nói, ăn đi từ từ mà ăn ăn xong rồi anh sẽ mang bọn mày lên lầu dạy bọn mày nói chuyện tiểu hinh hinh tiểu tinh tinh tiểu tâm tâm tưởng thiên lỗi đứng giữa mặt cỏ sắc mặt có chút cổ quái nhìn bóng lưng trang hạo nhiên nhịn không được nói tôi nói cậu chán nuôi ngựa rồi phải không hay thay đổi thú vui nếu thật muốn như thế này để tôi đem truy phong làm thịt ăn trang hạo nhiên nhất thời ngồi xổm tại chỗ quay đầu nhìn tưởng thiên lỗi hơi bất mãn nói mới sáng sớm anh không thể nói một vài lời hoa mỹ được sao? Cần gì phải nói giết rồi ăn thịt ác độc như vậy chứ? Tôi cùng cậu nói những lời hoa mỹ." Tưởng Thiên lỗi chế nhạo, cười lạnh nói. "Nếu như anh dám đến đây, tôi không ngại nhắm mắt nằm trên giường đâu." Trang Hạo Nhiên đem thức ăn ra xúc trong tay, toàn bộ ném cho vẹt ăn, sau đó mới ngẩng đầu, căn dặn nhân viên huấn luyện và An An nói, "Các người phải trông coi thật kỹ cho tôi, không để bọn chúng mệt hay đói bụng." dùng cái lồng chim cỡ lớn nhất mang đến, không được để chúng chịu ủy khuất. Một con bay đi, phạt các người một năm tiền thưởng. Vâng, An An đứng đó, vẻ mặt đua khổ nhìn Trang Hạo Nhiên, đang suy nghĩ anh rốt cuộc lại đang muốn chơi cái gì. Trang Hạo Nhiên nhịn cười xoay người, nhìn thấy tưởng thiên lỗi đã đi về phía đình nghỉ mát bên kia, thành viên ban giám đốc cũng đã lục tục kéo tới, anh thừa dịp đoạn đường nhỏ này không có ai. Đến gần người kia, mỉm cười nói, năm nay hoa nở rất đẹp, tôi đã sai người tìm bình hoa sứ cổ thời đường, hình chứng, trong hơn 10 bụi cúc tháng 9, đưa đến trong nhà anh, cho mẹ anh thưởng cúc. Tưởng thiên lỗi lập tức dừng lại, xoay người lại nhìn về phía trang hạo nhiên, trực tiếp ngưng mặt không khách khí nói, mẹ tôi thích gì, mắc mớ gì tới cậu. Đừng quan tâm dư thừa. Trang hạo nhiên dừng lại, mỉm cười nhìn anh. Tưởng thiên lỗi lạnh lùng liếc nhìn anh một cái, sắp sửa tiếp tục xoay người đi về phía trước. Thuận tiện qua đó một chuyến, Xem xem anh có cho người giấu của tôi hay không, nếu như trốn mất, tôi không phụ trách." Trang Hạo Nhiên cũng không hề gì, hai tay đút túi quần, bước tiếp con đường mòn nhỏ đi về phía trước. Tưởng Thiên Lỗi lập tức dừng bước lại, hai tròng mắt cường liệt chớp lóe, ngưng động nhìn một điểm nào đó phía trước, thật lâu sau, mới chậm rãi quay mặt sang nhìn về phía Trang Hạo Nhiên. Trang Hạo Nhiên cũng bộc lộ vẻ nghiêm túc nhìn anh, hai tròng mắt lóe ra tia nhìn sắc bén, nhàn nhạt hé môi, lạnh lùng mà thần bí nói: đã điều tra ra thân phận cha như mặt, có lẽ đến từ bộ đội đặc chủng nước Mỹ, cho nên thủ pháp tàn nhẫn đều là thông qua huấn luyện cường mà ra. Hơn nữa tôi còn hoài nghi, ông ta thông qua những nhân tài trong huấn luyện quân sự, trong đó có cả lính đánh thuê quốc tế. Tưởng Thiên Lỗi ngưng thần nhìn anh một hồi sau, mới chậm rãi nói, nói như vậy, ông ta cùng với chính phủ nhiều nước vẫn duy trì chặt chẽ mối quan hệ, hơn nữa lần này hợp tác chính thức là muốn rửa sạch ngọn nguồn, giả mạo chính đạo. Nếu không một tập đoàn sát thủ lớn mạnh như vậy, căn bản không cần phải dựa vào bất kỳ ai." Trang Hạo Nhiên mỉm cười. Tưởng Thiên Lỗi dừng lại nửa khắc, có lẽ biết kế hoạch của Trang Hạo Nhiên, nói: "Biết rồi. Tôi sẽ canh giữ cô ấy thật tốt." "Đừng mềm lòng a." Trang Hạo Nhiên lại nhìn không được trêu chọc anh, cười rộ lên nói: "Chỗ đó, tôi không bao giờ muốn đi nữa, là nơi duy nhất khiến tôi sợ hãi." Tưởng Thiên Lỗi mặt lạnh, nhìn anh nói: "Cậu cảm thấy tôi là người dễ mềm lòng như vậy sao?" Huống chi, chuyện này không phải vấn đề cá nhân tôi. Lúc anh nói xong, trái tim vẫn còn khẽ run lên. Trang hạo nhiên trầm mặc nhìn anh, cũng nặng thở một cái, ngưng mặt nhìn xa xăm, cũng im lặng không lên tiếng. Sảnh số một hoàn cầu, cuộc họp mời dự họp cho trận thi đấu chuyên gia hầu rượu vòng cuối cùng, mấy trăm người đi qua màn hình lớn, ngẩng đầu nhìn chủ tịch hiệp hội rượu đỏ, dẫn theo các giám khảo, lúc 3 giờ chiều, xuất hiện trước đại sảnh khách sạn, giữa ánh đèn flash lóe lên kịch liệt, dọc theo cầu thang nhanh chóng cất bước đi lên trên, phòng tiệc lập tức mở ra, bên trong bố trí chiếc bàn hệt như trong trường thi, nhất là ghế dài màu trắng, đã bày lên bảng hiệu danh tính của các hầu rượu, tên thứ nhất đó là Đường Khả Hinh. Trang Hạo Nhiên cùng Tưởng Thiên Lỗi đồng thời nhìn về phía cái bảng tên kia, hai tròng mắt chợt lóe. Chủ tịch Hiệp hội Rượu Đỏ, dẫn theo giám khảo cùng giám sát viên, lại dò xét một lần cuối cùng trước khi thi, sau đó nhìn thấy một nhân viên nữ quốc tịch Pháp, mặc đồng phục màu đen, cùng với hai đồng nghiệp khác, bắt đầu dò xét bốn phía chỗ ngồi của đường khả hình với ống kính camera 360, phải ghi hình trực tiếp lại toàn bộ hành trình thi đấu của cô, chờ cô xác nhận rõ ràng toàn bộ, liền mới gật gật đầu, chủ tịch hiệp hội rượu đỏ cũng gật gật đầu, lại dẫn nhân viên tiếp tục đi đến ghế giải phía sau. Màn hình tinh thể lỏng cỡ lớn chợt lóe, lập tức lại tắt. Trang Hạo Nhiên chuyển qua vị trí ghế ra tổng giám đốc, mặt hướng về phía hơn 600 nhân viên cấp cao hoàn cầu, thả lỏng mỉm cười, mặt bộc lộ sự tán thưởng, nói tôi là một người yêu rượu đỏ, từng tham viếng những trang trại rượu lớn nhất từ các quốc gia trên thế giới, thỉnh thoảng cũng tham quan cuộc thi đấu rượu lớn, nhìn những hương rượu kia, mở ra dưới những bầu trời đất nước khác nhau, tôi lúc đó liền mặc sức tưởng tượng, khi nào đất nước chúng ta cũng có thể một lần cử hành trận thi đấu rượu đỏ. Con người tôi có chút chọn lựa, tự mình vẫn luôn làm những thứ tốt nhất, dẫn theo đoàn đội ưu tú nhất, làm nên chuyện xuất sắc nhất. Tôi có thể có chút theo đuổi sự hoàn mỹ, không cho phép thiếu sót. Nhưng đây là thái độ của tôi. Nay trận thi đấu rượu đỏ lớn này, cuối cùng đã đến giờ phút đếm ngược 48 tiếng đồng hồ nữa. Trước đó, thể hiện sự đồng tâm hiệp lực của các nhân viên hoàn cầu chúng ta một cách đầy đủ, sức mạnh như thành đồng, quyết tâm đồng tâm hiệp lực hoàn thành một việc. Dũng khí, thái độ, bất luận là nghi thức khai mạc, hay sau đó là chỉnh hợp địa điểm thi, lại đến chiêu đãi, An bài các thành viên của các quốc gia vào ở, không có chỗ nào được phép không ngay ngắn rõ ràng, chuyên nghiệp, cẩn thận, nhiệt tình, tốt đẹp. Nhân viên cấp cao nghe lời này, lập tức như được cổ vũ, tất cả đều ngồi thẳng người, trên mặt bộc lộ một chút tươi cười. Tưởng Thiên Lỗi ngồi trên ghế tổng giám đốc, cũng bộc lộ vui sướng tươi cười, nhìn quanh các nhân viên cấp cao, chậm rãi nói, tôi vẫn luôn không nhấn mạnh về tập đoàn, chỉ nhấn mạnh các vị cùng tôi và trang tổng tài là một đoàn đội, đồng tâm hiệp lực hoàn thành một việc. Thân phận mỗi người các vị đều có ảnh hưởng, đều là không thể thiếu đối với hoàn cầu. Trong khoảng thời gian này, vất vả mọi người. Các nhân viên cấp cao toàn bộ đều cúi đầu khiêm tốn, mỉm cười. Trang hạo nhiên cũng ngửa mặt cười rộ lên, nhìn về phía bọn họ nói, hôm nay trước lúc họp, tôi cùng với Tổng Giám Đốc Tưởng còn đang thảo luận, làm sao để thưởng cho các vị vất vả cực nhọc trong tháng tới này. Cuối cùng chúng tôi cùng nhau quyết định, sau khi kết thúc trận thi đấu lớn này, phàm là mỗi người nhân viên tham gia phục vụ cho trận thi đấu lớn này, từ cấp cao cho tới thành viên bộ phận cây xanh, toàn bộ đều thưởng cho nửa năm 6 tháng tiền lương, nhân viên cấp cao thì phát cho một phần 10 hoa hồng của cổ phần. Lời này vừa nói ra, toàn bộ nhân viên lập tức hồ lên ngẩng đầu, kinh hỉ nhìn về phía trang hạo nhiên, ngay cả tiêu đồng cùng an an, ngồi ở ghế thư ký, cũng ngạc nhiên vui mừng cười rộ lên, thật vui vẻ. Hai trong mắt tưởng thiên lỗi vừa chuyển, sắc mặt hơi cứng rắn kìm lòng không được quay đầu có chút không nhịn được nhìn về phía trang hạo nhiên cảm ơn mọi người trang hạo nhiên cười trận thi đấu lớn được cử hành tại khách sạn á châu đại bộ phận nhân viên tham gia đều là người thuộc tập đoàn á châu tiền này đương nhiên là do tổng giám đốc tưởng phát anh lại tươi cười sán lạn nhìn về phía các vị nhân viên cấp cao đang tâm tình vui sướng kia anh không khỏi một trận cảm xúc dâng trào suốt ngày lấy tiền của tôi làm lễ vật của cậu Tưởng thiên lỗi tức giận cúi đầu, mở nội dung chủ đề của văn kiện tiếp theo, môi bất động, nghiến răng nói. Đông Anh lúc này, cũng vẻ mặt vui sướng, mỉm cười nói, tiếp theo, sẽ tiếp tục thảo luận kế hoạch bố trí lần lượt những trang trại rượu. Cô nói xong, liền cầm điều khiển từ xa trước mặt lên, mở màn hình lớn, mọi người lập tức nhìn thấy giữa màn hình là một mảnh núi cao cùng với rừng rậm của phố núi xanh ngút ngàn, thậm chí xa xa còn có một vài thác nước đang chảy xuống trắng xóa, cảnh sắc thập phần yêu mỹ, phó tổng quản bộ rượu tay mặt Lauren cùng Vitus tới tham gia hội nghị, tấu lượng, một người đàn ông tuổi chừng 35, anh mở văn kiện ra, đứng lên giải thích nói, đất nước chúng ta đất đai màu mỡ, nhưng đất thích hợp để có thể trồng nho. Ít lại càng ít, thậm chí trừ vùng đất liêu ninh kia, thì vẫn chưa từng xuất hiện vùng nào có thể trông được giống nho yêu tú. Mà gần đây công việc của nhân viên chúng tôi có liên hệ với bậc thầy trưng cất rượu của Hoàn Cầu, thăm viếng nhiều nơi sắp sửa được đưa ra đấu thầu, phát hiện có một ông chủ lớn họ Chu, ông ta có lượng đất đai nhiều đến kinh người. Chỉ riêng thôn trang mà ông ta sở hữu, cũng đã trên 12 nơi. Cũng chính là người chủ mà trước kia chúng ta cùng bàn bạc. Trong đó ông ta có một nơi đặt tại một đỉnh núi ven thác nước, tư thế ngồi hướng nam, ven rừng ven hồ, hiện nay đang làm nghiên cứu tính chất và cấu tạo đất đai, đá của đỉnh núi, bậc thang núi, chân núi, phát hiện nơi này thập phần thích hợp để trưng cất rượu nho. Mà bác dịch tiên sinh, cùng Vitus, Loren tiên sinh, cũng kiểm tra toàn bộ cấu tạo và tính chất của mẫu vôi và đất đai thu về, đều công nhận như vậy. Thế nhưng vị tài chủ họ chu này, bất luận nhân viên của chúng ta hay quản lý thị trường tài chính tập đoàn Hàn Thị thuyết phục thế nào, ông ta đều thờ ơ. Trang hạo nhiên ngẩng đầu, nhìn về phía cảnh sắc yêu Mỹ giữa màn hình lớn kia, sắc mặt lại ngưng đọc, đưa ra ý kiến nói, tôi gần đây lúc kiểm tra văn kiện trang trải rượu của Hoàn Cầu, phát hiện bộ rượu trong ngoài nước, đưa ra văn kiện xin, Lập kế hoạch mua lại các trang trại rượu của các quốc gia sáp nhập vào trang trại rượu nổi tiếng, cơ hồ có chút bành trướng quá độ. Tôi là có ý định muốn ở trong nước, chỉnh hợp vùng đất hoàn mỹ nhất, dùng để sản xuất loại rượu nho kinh điển thuộc về đất nước chúng ta. Nhưng làm việc, đã muốn khai nguyên, cũng cần phải tiết kiệm. Việc từ từ bành trướng thị trường rượu đỏ, ai thương thảo ra kết luận như vậy, phải hao tốn nhiều tiền trong thời gian ngắn như vậy, bố trí sáp nhập nhiều trang trại rượu như vậy điều này hoàn toàn vi phạm trình tự lưu trữ và phân luồng tiền vốn của công ty. Sở nhai, cậu một người quản lý nắm giữ chìa khóa kho bảo hiểm lớn của Hoàn Á, sao trong chuyện này lại khinh suất như vậy? Bốn vị phó tổng của tưởng thiên lỗi đều không lên tiếng, mấy người tô lạc hoành cùng Tào Anh Kiệt cũng không lên tiếng, lâm sở nhai ngồi một bên, lạnh lùng cứng rắn. Trực tiếp mở miệng nói, tôi phụ trách việc lưu thông và dự trữ nguồn tiền của Hoàn Á trong nước đầu tư bên ngoài. Một thời gian trước, Thu được văn kiện của Trần Phó Tổng và trưởng bộ rượu cùng trình qua, hy vọng hoàn Á chúng ta có thể xuất tiền vốn cùng tập đoàn Á Châu khai phá thị trường rượu đỏ mới trên thế giới ở đất nước Chile. Còn đưa ra kế hoạch đưa bộ phận rượu trang. Tôi lúc đó chỉ liếc mắt nhìn kế hoạch này, không dám quyết định, liền mở một cuộc họp nhỏ bỏ phiếu. Toàn bộ nhân viên bộ phận chúng tôi đều nhất trí cho rằng hẳn là nên tránh vào giai đoạn hiện tại, dốc lòng bỏ vốn vào một thị trường không rõ ràng như Chile. Trần Tuấn Nam nghe lời này. Liên mất hứng, sắc mặt lạnh lẽo, nhìn về phía lâm sở nhai cười chế nhạo nói, chi lê, trong mắt lâm phó tổng ngài, còn là thị trường không rõ ràng sao. Nghĩ lâm phó tổng anh vẫn ở anh lâu như vậy, lãnh thổ quốc gia từ trước đến nay có thể tìm ra nơi trồng rượu nho, đã ít lại càng ít. Nhưng chi lê đã lấy một tư thái hoàn toàn mới, đã chặt chẽ tuân theo truyền thống, lại không hướng theo hướng đi của thế giới mà khai nguyên cách tân trong thế kỷ 20. Rượu nho của đất nước này đã nhảy lên vị trí thứ ba thế giới chúng tôi lúc đó đưa ra kế hoạch tiến quân vào thị trường Chile, đã làm điều tra thị trường rồi, thậm chí có chuyên gia ủ rượu còn tinh mắt, đều đánh giá cao về nguồn gốc, giá cả và dịch rượu của nó. Phong vị Nam Mỹ đạo thù kia, Pháp và Anh Quốc đều không có. Lâm Sở Nhai đột nhiên cười, hai tròng mắt bóng lạnh lẽo, ngẩng đầu nhìn về phía Trần Tuấn Nam, từng chữ từng chữ nói, Trần Phó Tổng ngài hiểu thị trường kinh tế sao? Lâm Phó Tổng, ngài cảm thấy tôi không hiểu thị trường kinh tế trần tuấn nam cũng vẻ mặt không khách khí nhìn về phía lâm sở nhai cười lạnh không thể tin nổi lại nói anh thật sự thấy vậy sao mùi thuốc súng này nhanh chóng tràn ra mấy người tô lạc hoành cùng tào anh kiệt còn có tiêu đồng nhao nhao quái dị ngẩng đầu nhìn về phía lâm sở nhai khó hiểu anh trước nay vẫn ứng xử không khéo hôm nay sao lại thế này đây thẩm quân dụ tiếu nạp phía bên này cũng kỳ quái nghiêng mặt nhìn hai người này nghĩ chuyện gì xảy ra Trang Hạo Nhiên cùng Tưởng Thiên Lỗi hai vị thần tiên này, cũng lập tức có chút không rõ chân tướng ngẩng đầu, nhìn hai người bọn họ, đây là thế nào? Lâm Sở nhai nghiêm túc, trong lòng bừng bừng một đoàn lửa lại kịch liệt bốc cháy lên, không chút lưu tình quay mặt sang, nhìn về phía Trần Tuấn Nam, trực tiếp nhanh chóng nói, thị trường kinh tế là một loại hệ thống kinh tế tự do, không phải kinh tế có kế hoạch, do quốc gia dẫn đường. Loại sản phẩm phục vụ cho hệ thống này, đều được quyết định bởi cầu và cung. Nó là tự do nó đồng thời cũng là không ổn định, rượu nho của đất nước này vào thế kỷ 20 mới dần tiến vào thị trường rượu đỏ quốc tế, chu kỳ mạo hiểm còn chưa trải qua, thậm chí còn chưa có. Nếu như chúng ta muốn đầu tư hay tiến hành kế hoạch hàng nhất, đầu tiên sẽ phải vào thời điểm nó vừa phát triển nhất hoặc là thời điểm lạc hậu nhất, tìm kiếm điểm đột phá hoàng kim của nó. Trần Phó Tổng, ngài có thể nói cho tôi biết, ở đất nước Chile này vẫn chưa hoàn toàn hình thành những pháp quy ổn thỏa và xác định của mình với rượu đỏ, vậy thì điểm đọt phá hoàng kim ở đâu? Trần Tuấn Nam lại một trận không thể tin nổi cười rộ lên, cuối cùng cũng lạnh lùng cương quyết, nhìn về phía Lâm sở nhai bực tức nói, Lâm Phó Tổng, ngài nắm giữ chìa khóa kho bảo hiểm của Hoàn Á, thật là quản quá tốt. Ở Chile phá vỡ rất nhiều thị trường rượu đỏ thế giới mới, bao gồm nước Mỹ, Australia, Argentina, vượt lên trở thành nước xuất khẩu rượu đỏ thứ ba thế giới như vậy mà cũng chưa phải thời kỳ hưng thịnh sao cái ngài gọi là thời kỳ hưng thịnh dự đoán chỉ là lafit của pháp lafi thiếu chút nữa làm cho thị trường bị đảo lộn lafit chính là lafit nó có giá trị tuyên truyền nó cũng độ cao về chất lượng và tính thưởng thức của nó giống như bất động sản có thấp có lên có xuống đây chỉ là đường cong tự nhiên không ổn định của thị trường kinh tế mà thôi lâm sở nhai lại kích động nhìn về phía trần tuấn nam tức giận nói 10 trang trại rượu đỏ lớn vô cùng nổi danh của thế giới, Pháp chiếm đại đa số. Chi lê năm nào tháng nào mới có thể bò lên trên đầu được hả? Loại rượu đỏ tân thế giới này vẫn còn chưa trưởng thành mà hình thành được văn hóa dịch rượu của chính mình, chẳng qua chỉ là kết quả của vòng tròn hệ thống kinh tế thay đổi mà xuất hiện thôi. Anh sao có thể vào loại thời khắc thay đổi này, đầu tư đại bộ phận tiền vốn? Mùi thuốc súng này càng lúc càng nồng nặc. Tất cả mọi người cũng không dám lên tiếng, có chút quái dị nhìn về phía bọn họ. Trang hạo nhiên hơi dựa vào vào ghế tổng giám đốc của mình, vươn ngón tay, tỏ vẻ cổ quái xoa cầm, trái liếc mắt nhìn Trần Tuấn Nam, phải liếc mắt nhìn lâm sở nhai, đầu óc bên trong đều quay vòng, nghĩ chuyện gì xảy ra. Tưởng thiên lối bình tĩnh, nhìn bọn họ cãi nhau, hơi ho khan một tiếng, mới dùng giọng điệu chỉ trang hạo nhiên nghe thấy, thông thả nói chẳng trách, cậu lại muốn nuôi nhiều vẹt như vậy. Trang hạo nhiên nghiêng mặt, nhíu mày, nhìn anh. Tưởng thiên lỗi cũng không khách khí quay mặt sang, nhìn về phía Trang Hạo Nhiên, nói, đều dùng để cãi nhau. Trang Hạo Nhiên nghe lời này, nhịn không được cười lên một tiếng, nhìn tưởng thiên lỗi nói, nếu là như vậy, không bằng anh đem mấy cái giang chó của Oscar đập dụng hết, gắn vào trong miệng anh. Không chừng hai ta hôm nay có thể nhất quyết phân cao thấp. Cậu, tưởng thiên lỗi trong lúc nhất thời vô cùng tức giận, chương 1034, cô ấy đi đến đó, cậu ta liền đến chỗ kia. Cửa lớn phòng học số 1, vịch một tiếng mở ra. Trần Tuấn Nam cùng Lâm Sở Nhai lập tức xuất hiện trước cửa chính, đồng thời mặt lạnh phẫn nộ liếc mắt nhìn đối phương một cái, liền tức khắc cũng không nói nhiều, liền mỗi người xoay người theo hướng của mình rời đi. Trang Hạo Nhiên cùng Tưởng Thiên Lỗi hai người tỏ vẻ khó hiểu đứng ở phía sau, nhìn bóng lưng hai người trước mặt cấp tốc rời đi, đều giống như khiêng cả mấy tấn bom, nhiệt lượng bất ngờ bùng phát, bọn họ đành phải cười bất đắc dĩ, cũng cất bước đi về phía trước. Tô Lạc Hoành, Tào Anh Kiệt cùng Tiêu Đồng, cũng đứng trước cửa, quay mặt sang liếc nhìn mấy người thẩm quân dụ cùng Tiêu Nại một cái cũng đang vẻ mặt nhàn nhạt, nhạt như vậy, đầy vẻ coi thường, mọi người liền mỗi người bày ra một sắc mặt, rời đi. Phòng làm việc tổng giám đốc, cửa, dầm rầm mở. Trang Hạo Nhiên dẫn đầu đi vào trước, vừa vào bên trong, vừa nhanh chóng nới lỏng nút áo âu phục, cởi ra tiện tay khoác lên sofa bên cạnh, mới tùy ý ngồi trên sofa, hướng về phía trước vừa thấy. Lâm Sở Nhai cũng rất nhanh đi vào phòng làm việc, ở sofa bên cạnh, khuôn mặt ngưng động, không lên tiếng, vẫn tức giận bất bình. Tô Lạc Hoành cùng Tào Anh Kiệt cũng đi tới, liếc mắt nhìn Lâm Sở Nhai đang kích động tức giận kia, liền không hiểu đi qua, ngồi xuống, kỳ quái nói, "Này, tôi nói cậu xảy ra chuyện gì vậy? Ăn phải thuốc nổ sao? Sao lại vô duyên vô cớ nhìn sắc mặt Trần Tuấn Nam vậy? Hiện tại cũng không như quá khứ, chúng ta thế nhưng là quan hệ hợp tác chặt chẽ." hơn nữa còn là ở trong địa bàn của người ta. Cậu vẫn luôn làm việc cẩn thận khôn khéo, hôm nay là thế nào vậy? Tôi thế nào hả? Lâm sở nhai cũng kỳ kỳ quái quái ngẩng đầu, nhìn về phía tô lạc hoành nhịn xuống sự bực tức trong lòng, trực tiếp kích động nói tôi chỉ là muốn bản công việc thôi. Tô lạc hoành nhất thời bất đắc dĩ nhìn lâm sở nhai, nhịn không được bật cười nói, nói thật, Trần Tuấn Nam đưa ra chủ ý tiến quân vào thị trường chi lê là không sai. Nó quả thật có tiềm lực rất lớn, chất lượng dịch rượu cũng dần dần tăng cao, giá cả cũng cao hơn. Hơn nữa chính phủ mấy năm nay, còn nghe theo ý kiến của chuyên gia Pháp, mở cuộc nghiên cứu chuyên môn, tiến cử những chủng loại ưu tú của Pháp, ý và nhiều nước khác nữa. Tôi nghĩ Trần Tuấn Nam nhìn ra Chile, còn có một nguyên nhân khác, chính là Chile cùng nước ta quan hệ thương mại nhất định rất tốt, thu nhập từ thuế so với cái nước khác cũng là thấp nhất, nghe nói còn truyền ra tin đồn, tương lai Trung Quốc sắp sửa miễn thuế quan vào cảng đối với Chile đây chính là một cơ hội rất lớn. Lâm sở nhai lập tức ngẩng đầu, nhìn về phía Tô Lạc Hoành nghiêm túc nói, cậu thấy được chỉ là điểm này thôi sao? Tô Lạc Hoành trầm mặc nhìn Lâm sở nhai. Trang hạo nhiên cũng hơi ngước mắt, nhìn anh. Lâm sở nhai nhìn về phía Tô Lạc Hoành cấp tốc nói thẳng, Chi Lê hiện nay nhắm vào thị trường rượu đỏ chưa được khai phá từ lâu của Trung Quốc chúng ta. Chính phủ bọn họ đã không chỉ một lần, hướng về đất nước chúng ta tung cảnh ô lưu, mấy năm nay đã có hệ thống lợi ích từ việc quảng cáo cùng tuyên truyền từ từ hình thành. Đích xác trong nước đã có không ít tập đoàn, cướp đi phần bánh ngọt này, thu mua không ít rượu vang của Chile, vì quan hệ mậu dịch của Chile và nước ta mở rộng ra sau này, mà lót đường thật tốt. Cử động này của Trần Tuấn Nam cũng không nói anh ta có gì không ổn. Nhưng vấn đề ở đây, hiện nay đã có Pháp, Anh, Đức, trước sau nhanh chóng đầu tư vào thị trường Chile, khiến cho thị trường rượu đỏ ở đất nước này nhanh chóng bành trướng cậu phải biết, phàm là thị trường phản ứng mạnh, tất yếu sẽ dẫn đến thời kỳ co rụt lại. Bởi vì dịch rượu của nó mặc dù tính giá cao, thế nhưng giữa quá trình này, cũng kiên quyết sẽ theo nhu cầu gia tăng, giá rượu cùng với chất lượng cũng sẽ tiến vào thời kỳ chịu khảo nghiệm. Hoàn cầu chúng ta hiện tại đã bỏ vốn gần 1.100 triệu bỏ vào hạng mục khách sạn dưới nước này. Mà hiện nay, đầu tư các hạng mục ở Anh, Pháp đã dần hình thành. Văn kiện đặt trong phòng làm việc của tôi, từng đống từng đống chất cao mỗi một cái không phải là đòi tiền sao cậu thực sự là ăn gạo mà không biết giá gạo trang hạo nhiên nhìn về phía anh hiểu ra đành nhàn nhạt, nhạt mở miệng nói ý của sở nhai là nhiều nước đầu tư sẽ khiến cho đất nước và công ty bành trướng ra dẫn đến tình trạng bong bóng chỉ một đòn sẽ lập tức vỡ tan bởi vì đầu tư đa số là quốc gia lớn về rượu đỏ tô lạc hoành lúc này quay mặt sang trầm mặc nhìn về phía lâm sở nhai tào anh kiệt cũng ngồi trên sofa tức khắc nhớ lại một việc nhắc nhở nói, đất nước chúng ta đã từng có một công ty chế tạo, đã từng có thời kỳ, bọn họ yêu cầu giá tiền công vô cùng cao, bất luận về kỹ thuật hay các phương diện khác về cung cấp trong thị trường này. Các tập đoàn lớn muốn ra công tìm bọn họ, cố ý mặc kệ nó, cuối cùng để cho công ty này càng lúc càng bành trướng, đến cuối cùng hoàn toàn phá sản, những công ty gia công lớn trong nước nhanh chóng đến phân chia nhau khối bánh ngọt này. Trong này cũng không thiếu những thủ đoạn trả thù. Lâm sở nhai trầm mặc một hồi, mới bộc lộ vẻ nan giải nói, tôi sao có thể không lo lắng về phương diện này. Chúng ta quản tài chính, vẫn luôn phải dự toán được những nguy cơ sẽ diễn biến trong tương lai. Không dám quá tin bất cứ ai, yêu cầu phải đa được lợi ích lớn nhất, mà đầu tư vào thị trường chi lê chính là pháp đại quốc rượu đỏ, tôi lại càng lo lắng về phương diện này. Giả như chuyện này là thật, như vậy diễn biến của việc này sẽ từng bước dẫn đến kết quả mà theo như tôi đã suy tính. Nếu quả thật hình thành bong bóng, như vậy tôi sẽ đợi sau khi lúc nó khủng hoảng, tấn công vào, dùng số tiền bằng nhau đổi lấy nhiều thứ hơn. Sau đó tôi sẽ tự làm giống như bộ phận tuyên truyền thị trường, thao túng thị trường rượu đỏ. Như vậy đến lúc đó, khối bánh ngọt này chính là của tôi. Ít nhất đại bộ phận đều là của tôi. Ngoặc kép chấm 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 ngoặc kép. Mọi người đều im lặng không lên tiếng. Tô Lạc Hoành lại nhìn về phía Lâm Sở Nhai, đột nhiên cười nói, nếu như không có hình thành bong bóng thì sao? Lâm Sở Nhai ngẩng đầu, nhìn về phía Tô Lạc Hoành bỗng nhiên cười nói, "Cậu được quá bận tâm, tập đoàn trong nước chúng ta đầu tư vào thị trường rượu đỏ của Chile, bất quá chỉ là mấy trăm vạn tới gần nghìn vạn đô la. Bọn họ là tập đoàn nghiệp lão về lương thực trong nước, vì sao bỏ vốn lại bảo thủ như vậy?" Cậu thử suy nghĩ một chút, quốc gia chúng ta về mặt nhận thức đối với rượu đỏ vẫn còn dừng lại ở những nước châu Âu như Pháp, Đức, Italy, vẫn là khoảng thời gian mù quáng hùa theo cho nên bọn họ lựa chọn xem chừng ý của tôi cũng là xem chừng hoặc là kiếm được khoản tiền lớn nhất hoặc là giữ lại tương lai khai phá nho viên cho đất nước chúng ta qua thời kỳ chúng ta xem chừng khảo sát thị trường xác định giá trị rủi ro đến lúc đó tôi tự nhiên sẽ cho trần tuấn nam vay giả như khi đó anh ta còn muốn cùng nói lời hợp tác với hoàn á chúng ta lời này vừa nói ra tô lạc hoành cùng tào anh kiệt không lên tiếng Trang hạo nhiên nhìn lâm sở nhai trên mặt một đống tức giật, nhịn không được cười lên một tiếng, nói cậu nếu như trong lòng có ý nghĩ như vậy, sao không ở đó nói thẳng ra. Đừng cho người khác cảm thấy cậu hành động theo cảm tính, điều này có vẻ cho rằng cậu không chuyên nghiệp, hơn nữa công tư không phân minh, hiểu chưa? Lâm sở nhai lập tức nghiêm túc ngẩng đầu, nhìn Trang hạo nhiên nói tôi sao lại hành động theo cảm tính. Tôi sao lại công tư không phân minh, tôi làm phó tổng cho anh lâu như vậy, tôi có từng công tư không phân minh sao anh còn không hiểu tôi tôi sẽ không lấy tiền của công ty đem ra tùy ý nói đùa cậu hôm nay rõ ràng là tâm tình không tốt cố ý dùng lời nói gây khó xử cho người ta trang hạo nhiên hơi lưu chuyển ánh mắt mỉm cười nhìn về phía lâm sở nhai nói tiếp cậu sao vậy cùng người ta kết thành hận thù rồi sao không có tôi chỉ là nhìn không quen anh ta bình thường tới tìm tôi bàn bạc công việc bày ra vẻ mặt kia hệt như tôi thiếu tiền của cả nhà anh ta vậy." Lâm Sở nhai lại mặt lạnh đáp lại. Chật chậc chậc, Tô Lạc Hoành cố ý nhíu mày, nhìn anh nói, "Trong bụng cậu có mấy cái ruột chúng tôi đều biết, nói đi. Có chuyện gì, nếu quả thật có chuyện gì, An Hem tôi có thể cho anh chú ý gì đó." Ngoặc kép chấm 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 ngoặc kép. Lâm Sở nhai lúc này mới trầm mặc cúi đầu không nói lời nào. Mọi người cùng nhau trầm mặc nhìn anh, Trang Hạo Nhiên ngược lại thấy dáng vẻ mất mát của anh như vậy, nói có liên quan đến nhã tuệ lâm sở nhai ngồi trên sofa ngưng mặt nhớ tới một màn vừa rồi trong rừng nhìn thấy cô nhã tuệ ngã vào lòng trần tuấn nam khóc thật đau lòng trong tim anh căng thẳng yếu ớt nói nếu như một đôi tình nhân làm sai mà không muốn nghe đối phương giải thích như vậy liền thật sự là hết mức rồi nếu như người kia còn yêu anh không phải lại đau lại xót xa trong lòng cũng muốn nghe đáp án cuối cùng này sao cô ấy thật sự không muốn bên cạnh tôi nữa rồi thật sự muốn cùng tôi chia tay. Tô Lạc Hoành cùng Tào Anh Kiệt nhìn anh. Trang Hạo Nhiên dừng lại nhìn anh, nói thẳng ra quan điểm của mình, không có nhanh như vậy đâu, đã từng yêu, không phải muốn qua liền qua. Chính là không muốn tốt với cậu, khẳng định bây giờ vẫn còn yêu cậu. Lâm Sở nhai hơi lưu chuyển ánh mắt, ngẩng đầu liếc mắt nhìn Trang Hạo Nhiên. Cho nên Mạc Hàn mới nói cậu chơi bời lung tung, sớm muộn gì cũng phải trả. Trang Hạo Nhiên bất đắc dĩ nhìn anh một cái mới thở hổn hển một hơi, nhớ tới Lãnh Mặc Hàn trước đã nói, giúp Lâm Sở Nhai một phen, trong lòng anh lặng yên suy nghĩ về chuyện này. Mặc kệ thế nào, Lâm Sở Nhai cười khổ một tiếng, nói, đều đã qua rồi. Anh nói cho hết lời, cũng đã nhàn nhạt đứng lên, trực tiếp mệt mỏi đi ra ngoài. Này, Tô Lạc Hoành nhất thời đau lòng nhìn người An Hem rời khỏi, bóng lưng kia vô cùng mất mát, anh liền khẩn trương xoay người, nhìn Trang Hạo Nhiên nói, lão đại, anh mau giúp Sở Nhai Lão tử cùng cậu ta làm an hem lâu như vậy, cũng chưa từng thấy cậu ta tiểu tụy như vậy. Ngoặc kép chấm 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 ngoặc kép. Trang hạo nhiên sắc mặt ngưng trọng, trầm mặc một hồi. Tiếng gõ cửa vang lên. Tiêu đồng cất bước đi tới, nhìn về phía trang hạo nhiên, mặc dù biết anh tâm tình không tốt, nhưng vẫn nhắc nhở nói, lão đại. Đã đến giờ họp với tổng giám đốc tưởng bên Hoàn Cầu, chủ tịch gọi điện thoại qua đây, căn dặn ngài đến sớm 15 phút, có chuyện giao cho ngài. Ừ, Trang Hạo Nhiên nghe lời này, hai chồng mắt chợt lóe, liền nhanh chóng đứng dậy. Lão đại, Tô Lạc Hoành gọi anh. Đừng ầm ý, Trang Hạo Nhiên trực tiếp cầm Âu phục lên, cất bước đi ra ngoài. Đại sảnh khách sạn Á Châu. Hai bên cửa thang máy đồng thời mở ra, hai đội nhân mã của Trang Hạo Nhiên cùng tưởng thiên lỗi đồng thời đi ra, chuẩn bị dẫn theo nhân viên cấp cao cùng thư ký đi về phía hoàn cầu họp. Vừa lúc đi về phía trước, Trang Hạo Nhiên đứng bên cạnh tưởng thiên lỗi, trên mặt bộc lộ chút quỷ dị tiêu ý, hai mắt hơi lưu chuyển một chút, mới lấy lòng quay mặt sang, nhìn về phía tưởng thiên lỗi bên cạnh sắc mặt đang ngưng đọc, nói, vừa rồi lúc đang học, tôi kỳ thực vô cùng tán đồng ý nghĩ của Tuấn Nam, thế nhưng sở nhai xác thực cũng có suy nghĩ của riêng mình, trước hết để chuyện này dò xét thêm một thời gian nữa, sau đó, cậu ấy tự nhiên sẽ cho vay, tôi cũng sẽ ký tên. Ngài cảm thấy thế nào? Tưởng thiên lỗi vừa cất bước đi về phía trước, vừa ngưng mặt không lên tiếng. Trang hạo nhiên nhìn dáng vẻ này của Na, nhịn không được lại cười nói, hơn nữa tôi cảm thấy, Tuấn Nam vì thị trường rượu đỏ chi lê, cũng xác thực có chút vất vả, cẩn thận, không bằng như vậy, tôi. Hoàn á tôi bỏ vốn cử Tuấn Nam đi chi lê một khoảng thời gian, khảo sát thị trường xem thế nào. Tưởng thiên lỗi lập tức dừng bước lại, chậm rãi xoay người, nhàn nhạt nhìn chằm chằm trang hạo nhiên. Trang hạo nhiên tức khắc mỉm cười lấy lòng nhìn về phía tưởng thiên lỗi nếu như tưởng thiên lỗi dừng lại một chút lạnh lùng nhìn kỹ trang hạo nhiên một hồi mới lại nói thẳng nếu như cậu dám cử tuấn nam đi chile tôi liền đem lâm sở nhai bắt đi châu phi sẽ đem quản lý khách sạn chúng ta lưu nhã tuệ cho lên mặt trang ai cũng nhìn không thấy ăn cũng không được cậu cảm thấy thế nào trang hạo nhiên sắc mặt vừa thu lại kích động nhìn người này hai mắt nhanh chóng chấp nháy tức giận nói ai anh người sao lại như vậy công tư chẳng phân minh cậu phân tôi liền phân, tưởng thiên lỗi sắc mặt tức khắc ngưng động, hai mắt lạnh buốt như mũi tên có thể bắn chết đối phương, nói cậu lại ra mưu ma trước quỷ cho tôi, cút ra ngoài cho tôi. Nơi này chính là địa bàn của tập đoàn Á Châu tôi. Anh nói cho hết lời, người đã nhanh chóng cất bước đi về phía trước. Trang hạo nhiên nhất thời im lặng nhìn bóng lưng tưởng thiên lỗi đang cấp tốc đi xa, hai mắt anh nặng nề chớp nháy, muốn nói gì đó, nhất thời cũng không biết phải nói gì, đành phải thở dài đoàn xe của tưởng thiên lỗi, nhanh chóng chạy tới đại sảnh khách sạn Á Châu, chiếc Rolls Royce màu bạc cũng dần chạy tới trước thảm đỏ khách sạn, chờ đợi Trang Hạo Nhiên. Tiêu đồng nhanh chóng đi qua, trước tiên mở cửa xe. Trang Hạo Nhiên đành phải bất đắc dĩ đi về phía trước, hai tròng mắt lóe ra, liền muốn suy nghĩ một chút về những chủ ý khác, người vừa đi về phía chiếc Rolls Royce, sắp sửa nới lỏng nút âu phục, ngồi vào chỗ ngồi phía sau. Tổng Giám Đốc Trang một giọng nói thập phần tức giận cùng bất đắc dĩ, mang theo một chút hơi thở ẩm ướt, gọi. Chương 1035, Vĩnh Viễn. Xôn xao, cá mập, một loạt âm thanh đồng thời vang lên phía bên ngoài bức tường thủy tinh khu vui chơi dưới nước, thế giới lòng biển thật vui vẻ nhảy lên. Bên trong bức tường thủy tinh có một vài con cá mập nhỏ thông minh, dường như biết được có rất nhiều bạn nhỏ đang đứng vỗ tay, chúng nó cũng vui vẻ hưởng ứng làm hài lòng các bạn nhỏ, hoạt bát bơi tới bơi lui thợ lặn mặc bộ đồ lặn màu đen cũng bơi theo những chú cá mập nhỏ bơi sang trái lại sang phải bầu không khí vô cùng náo nhiệt một thợ lặn khác cũng bắt đầu xuống nước trong tay cầm miếng thịt tươi bắt đầu bơi vào đội hình một bên bơi theo một bên đút thịt cho cá mập nhỏ xôn xao cá mập ăn cái gì vậy các bạn nhỏ lại vui vẻ vỗ tay nhảy lên thời gian một lúc lâu qua đi thợ lặn kia rốt cuộc thật vất vả bơi theo mấy chục vòng mới cho cá mập nhỏ ăn thịt xong anh cũng lập tức đong đưa chân đạp nước ngoi lên cuối cùng trồi lên mặt nước. Chỉ thấy Tưởng Văn Phong mệt đến đứt hơi, thở dốc, hai tay chống xuống mặt đất, để thân thể ngồi bên cạnh bể, tháo xuống mặt nạ oxy lộ ra một khuôn mặt đẹp trai, tóc ướt nhỏ từng giọt xuống, mắt liễm nhắm lại, vừa thở dốc vừa nghĩ đến mấy ngày hôm nay, mỗi ngày đều phải huấn luyện cá mập, cũng không phải một hai con, anh mệt đến đứt hơi, cơm cũng không được ăn, hắn liền thấy vô cùng tức giận. Phanh, Tưởng Văn Phong tức giận đem mặt nạ oxy đập vào mặt nước. Sau đó nhanh chóng cởi chân vây, cắn răng đứng lên đi đến khách sạn Á Châu. Đằng sau hoa viên khách sạn Á Châu, tỏa ra hương thơm của những khóm hoa, hai nhân viên công tác đang nhanh chóng bê một đĩa lớn đi về hướng vườn cúc. Khuôn mặt Tưởng Văn Phong lạnh lùng cứng rắn, đi qua bên cạnh họ, cũng không để ý đến ánh mắt kinh ngạc của mọi người, liền từ sau hoa viên đi vào đại sảnh khách Á Châu, vừa muốn đi lên tầng lại nhìn thấy Trang Hạo Nhiên đứng bên cạnh chiếc xe Rolls-Royce, hai mắt của hắn nóng lên lập tức bước nhanh qua đó tức giận gọi tổng giám đốc trang trang hạo nhiên hơi giật mình đứng bên cạnh cửa xe nghi ngờ xoay người lại nhìn thấy tưởng văn phong mặc một bộ đồ lặn cả người nước nhỏ róc rách vô cùng tức giận đứng trước mặt mình hai mắt của anh chợt lóe khuôn mặt lập tức lộ ra vẻ mặt nhàn nhạt im lặng không lên tiếng tiêu đồng cũng xoay người nhất thời nhìn thấy dáng vẻ ướt toàn than của tưởng văn phong hai chồng mắt cô cũng chợt lóe lên có chút kinh ngạc không nói nên lời thế nào mấy con cá mập có khỏe không? Trang hạo nhiên bộc lộ vẻ tươi cười nhìn về phía tưởng văn phong hỏi. Tưởng văn phong nghiến răng nghiến lợi nhìn trang hạo nhiên, hôm nay anh mặc áo sơ mi màu đen cùng quần tây, bên ngoài khoác áo vét màu trắng, nhìn qua vóc người vô cùng hoàn mỹ cùng thân thể cường tráng, cả người toát ra vẻ tiêu sái, lộ ra khí chất không thể thỏa hiệp, không giống tưởng ca ca, mặc dù thoạt nhìn anh rất lạnh lung nhưng thật ra rất dễ nói chuyện. Ánh mắt anh lại lập tức nóng rực nhìn ánh mắt sắc bén của Trang Hạo Nhiên, đầu tiên vẫn là bất đắc dĩ mà trầm mặc nhưng cuối cùng vẫn ngẩng đầu khuôn mặt bộc lộ sự bất mãn nói rốt cuộc anh còn muốn tôi ở chỗ mấy con cá mập ngốc nghếch đó bao lâu hả vẻ mặt trang hạo nhiên bình tĩnh nhìn về phía tưởng văn phong bỗng nhiên bật cười nói đến lúc nào cậu thích nơi đó mới thôi tôi vĩnh viễn cũng không thể thích nổi nơi đó tưởng văn phong trực tiếp nhìn về phía anh tức giận nói a à, trang hạo nhiên nghe nói như thế liền ngẩng mặt cười rộ lên nói trên thế giới này có rất nhiều thứ cậu không thích. Cậu không thích phòng hội nghị, cậu không thích phòng làm việc, cậu không thích ở trong nhà, cậu cũng không thích tôi. Cậu chỉ thích mỗi ngày đi khắp nơi, du ngoạn, đi Hàn Quốc, đi Nhật Bản, một mình vui vẻ, thời gian họp, chính mình lại không có tâm hơi, để cho tất cả các kỹ sư chỉ vì một mình cậu mà chờ đợi, từ sáng sớm đến buổi trưa, rồi đến buổi chiều, thời gian đều cứ vậy mà lãng phí. Bọn họ một ngày nhận được bao nhiêu tiền lương? đều bởi vì cậu mà hao phí. Tưởng Văn Phong nhất thời nghẹn lại trong lồng ngực, ngẩng đầu, cắn răng nhìn Trang Hạo Nhiên, một câu cũng không nói nên lời, không nghĩ đến, mọi hành động bình thường của anh, Trang Hạo Nhiên đều quan tâm theo dõi. Trang Hạo Nhiên lại bày ra vẻ mặt của một tổng giám đốc, nghiêm túc nhìn về phía Tưởng Văn Phong, nói tiếp, tháng trước, cậu nhậm chức tổng kỹ sư bộ phận thiết kế, cho tới nay mỗi ngày đều có hội nghị về các dự án lớn nhỏ. Tổng cộng cậu vắng mặt 32 cậu còn không biết xấu hổ. Anh nói xong, liền vung tay lên muốn đánh vào đầu tưởng Văn Phong. Tưởng Văn Phong lập tức quay đầu đi, cho dù tức giận nhưng lại không biết nói cái gì cho đúng. Trang hạo nhiên dừng tay lại, chừng lớn đôi mắt nhìn dáng vẻ bất mãn của tưởng Văn Phong, đầu tiên là dừng một chút mới nói tiếp tôi cảnh cáo cậu. Tưởng Văn Phong, tôi mặc kệ cậu là ai, anh trai hay là em trai cậu là ai? Tôi mặc kệ cậu có là nhà thiết kế thiên tài muốn đi nơi nào tìm linh cảm, Thế nhưng cậu đã nhận dự án khách sạn dưới nước này, dù cho có đi đến chân trời, cậu đều phải báo cáo rõ ràng hành tung của mình, không cần làm lãng phí thời gian của người khác, làm ra loại chuyện không coi ai ra gì này. Một là cậu cút ra khỏi hoàn cầu, hoặc là tiếp tục công việc cho tôi. Còn nếu cậu muốn lấy hộ chiếu, có thể, dẫm lên lưng tôi, tôi liền đưa cho cậu, nếu như thật sự cậu có bán lĩnh này. Anh nói hết lời, liền nghiêm túc lạnh lùng chừng mắt nhìn tưởng văn phòng một cái, mới tiêu sái xoay người chuẩn bị rời đi. Anh rốt cuộc dựa vào cái gì? Tưởng Văn Phong đột nhiên nhìn về phía bóng lưng của Trang Hạo Nhiên, tức giận nói. Trang Hạo Nhiên dừng lại bên cạnh cửa xe Rolls Royce, hai tròng mắt chợt lóe, cũng không có xoay người lại. Tiêu Đồng có chút khẩn trương ngẩng đầu, nhìn về phía Tưởng Văn Phong, bạn nào muốn đọc trước chương liên hệ, nhé mặt cười. Mấy nhân viên công tác cùng một số vị khách xung quanh, cũng có chút hiếu kỳ nhìn về phía này hôm nay tưởng văn phong đã tức giận triệt để lắm rồi, nhìn về phía bóng lưng cứng rắn của Trang Hạo Nhiên, nhưng vẫn không sợ hãi chút nào, hai tròng mắt nóng lên nói anh rốt cuộc dựa vào cái gì. Giống như toàn bộ hoàn cầu đều là của anh, anh ở nơi này bất quá cũng chỉ chiếm một nửa mà thôi, quyết định vẫn là anh trai tôi. Đừng cho là tôi không biết rõ ràng cuộc chiến giữa hai người, ai thắng ai thua còn chưa biết được. Anh liền ra vẻ như chính mình là chủ nhân, anh dựa vào cái gì anh có tư cách gì ra lệnh cho tôi như vậy? Anh cho rằng anh có bao nhiêu bản lĩnh? Bầu không khí liền ngưng lại, tiêu đồng tựa hồ cảm giác được một trận hỏa chiến muốn bùng nổ, vẻ mặt của cô bộc lộ sự khẩn trương, không dám lên tiếng. Trang hạo nhiên vẫn như cũ đứng bên cạnh cửa xe Rolls Royce, yên lặng suy nghĩ, nghiêm túc nhìn bờ biển rộng rãi, những con sóng vỗ dập dần, những chú chim biển như mũi tên mà lao theo những bọt sóng kịch liệt. Sắc mặt anh hơi cứng lại nhưng trong nháy mắt anh thong thả xoay người, hai tròng mắt giống như động vật ngủ đông sắp sửa đi săn, chiết xạ ra một tia nhìn lợi hại về phía tưởng văn phong. Tưởng văn phong cũng không sợ hãi chút nào, mắt hướng về phía trang hạo nhiên. Trang hạo nhiên thu lại khí thế của một mãnh thú sắp sửa đi săn, từng bước một đi về phía tưởng văn phong. Tưởng Văn Phong tuy có cảm giác bị áp bức, nhưng vẫn như cũ chăm chú nhìn chằm chằm Trang Hạo Nhiên. Trang Hạo Nhiên cuối cùng cũng đi tới trước mặt Tưởng Văn Phong, nhìn cậu trai trẻ này cũng mới chỉ hơn 20 tuổi, toàn thân toát ra khí thế nghé mới sinh không sợ cọp, anh đột nhiên nở nụ cười chế nhạo, chậm rãi mà thần bí đưa tay vào túi âu phục, lấy ra một chiếc ví da màu nâu, chậm rãi mở ra. Tưởng Văn Phong lập tức kỳ quái nhìn dáng vẻ này của anh, ánh mắt hơi lưu truyền, nghi hoặc không chú ý mà nhìn anh. Trang Hạo Nhiên yên lặng từ trong ví rút ra một trăm nghìn, kẹp vào ngón tay dơ lên trước mặt tưởng văn, hai tròng mắt lóe ra, tràn đầy khí thế mạnh mẽ, từng chữ từng chữ nói tôi có bản lĩnh gì. Tôi có thể biến 100.000 này, tương lai biến thành 100 triệu. Cậu có thể chứ? Tưởng Văn Phong nhất thời ngẩng đầu, nhìn chằm chằm vào Trang Hạo Nhiên. Hai tròng mắt Trang Hạo Nhiên cũng nhìn Tưởng Văn Phong, khuôn mặt lập tức cứng rắn, lại tiếp tục hỏi, cậu có thể chứ? Tưởng Văn Phong nhất thời không nói nên lời. Nếu như cậu có thể, tương lai, hoàn cầu sẽ là của cậu, chờ cậu có bản lĩnh này, lại tới tìm tôi đàm phán. Không biết trời cao đất dày trang hạo nhiên tức giận nhìn hắn một cái mới dăn dậy cậu phải biết đa số kiến trúc của khách sạn á châu đều là do cậu thiết kế tôi tôn trọng thiết kế của cậu tôi thưởng thức tác phẩm của cậu nhưng đồng thời cậu cũng phải biết rõ trên thế giới này cũng không có nhiều tập đoàn như vậy một công ty lớn mạnh như vậy hoàn cầu luôn ủng hộ những linh cảm không bờ bến của cậu tất cả đều là sự vất vả của các đồng nghiệp bên cạnh cậu đổi lấy nếu như cậu muốn thành công nhất định phải học được một điều không bao giờ được đem bất cứ người nào bên cạnh cậu trở thành khách qua đường. Bọn họ đều là nhân vật chính, không có tôn trọng, liền không có nhân tính kiến trúc. Cậu muốn cảm thấy mình là một nghệ thuật gia, thì phải có lý do danh chính ngôn thuận, đừng có tùy ý dung túng khắp nơi cùng lãng phí thời gian của người khác. Mỗi một chuyện, muốn dự đoán được nhất định phải có sự hy sinh. Điểm này cũng không ý thức được, xem ra tôi phải một lần nữa xem xét kỹ lưỡng, trước hết cậu nộp bản thiết kế lên cho tôi tôi muốn nhìn xem, thời gian cậu đi loạn xả khắp nơi, có thật sự là tìm kiếm linh cảm hay không? Trang hạo nhiên tức giận liếc hắn một cái, không nghĩ sẽ tiếp tục để ý tới hắn mà xoay người, chuẩn bị bước vào chiếc xe Rolls Royce. Tôi chính là đang tìm linh cảm, tôi theo thói quen tự do mà không có bờ bến, trạng thái luôn nhẹ nhõm để tìm linh cảm. Tưởng Văn Phong đột nhiên nói. Trang hạo nhiên dừng lại bên cạnh cửa, nghe những lời này, mới hơi nghiêng mặt lạnh lùng nói, phải không? Như vậy từ hôm nay trở đi, cậu khôi phục thân phận tổng kỹ sư bộ phận thiết kế, cậu có thể đi tới bất kỳ nơi đâu để tìm kiếm linh cảm, cũng có thể tùy ý cùng bất cứ ai vừa đi vừa ăn uống. Nhưng nếu như cậu lại đột nhiên biến mất, không báo cáo hành tung, tôi tuyệt đối không tha cho cậu. Bạn nào muốn đọc trước chương liên hệ, nhếch mặt cười. Anh nói xong, cả người đã nhanh chóng ngồi vào trong xe, hai tròng mắt lóe lên, vẻ mặt cứng ngắc phân phó lái xe. Tiêu Đồng đứng ở một bên, Ngừng đầu liếc mắt nhìn Tưởng Văn Phong một cái, cũng nhanh chóng ngồi vào trong xe, dặn dò tài xế lái xe. Chiếc xe Rolls-Royce khởi động, dần dần biến mất. Tưởng Văn Phong đứng trên thảm đỏ, nhìn chiếc xe kia dần dần rời khỏi, hắn nặng nề thở dài, cuối cùng cũng khôi phục thân phận, liền buông lỏng tâm tình, xoay người rời đi. Chiếc xe Rolls-Royce tiếp tục chạy như bay trên đường Tân Hải. Sắc mặt Trang Hạo Nhiên lạnh lẽo, ngón tay vẫn như cú kẹp tờ 100.000 hai chồng mắt lại lóe ra mấy phần lo lắng tiêu đồng ngồi trên ghế phụ lái xoay người nhìn về phía trang hạo nhiên mỉm cười nói mỗi lần hình như là anh luôn luôn chiếm tiện nghi của tổng giám đốc tưởng thế nhưng anh cũng thay tổng giám đốc tưởng chia sẻ không ít chuyện tưởng thiếu ra bị người thần bí theo dõi anh vẫn chưa nói bây giờ anh ta có thể tạm thời thu hồi tâm trạng khôi phục trạng thái làm việc không chạy loạn khắp nơi trong khách sạn nữa đó cũng là biện pháp bảo đảm an toàn nhất chúng ta cũng phái không ít người bí mật bảo vệ an toàn của anh ta đây chính là thời kỳ đặc biệt nhất chỉ là anh thật đoan uổng phải đóng vai kẻ xấu trang hạo nhiên im lặng không lên tiếng văn phòng ít nhiều có cá tính giống mình tôn trọng sự tự do trong cuộc sống đối với một nhà nghệ thuật gia bảo đảm tâm linh của hắn tự do cùng trạng thái thoải mái là chuyện vô cùng trọng yếu đồng thời cũng có thể bảo đảm tác phẩm của hắn đạt chất lượng cao đây cũng là vì khách sạn dưới nước mà suy nghĩ anh nặng nề thở dài im lặng quay mặt sang nhìn về phía biển rộng bên ngoài cửa sổ, sâu xa hỏi, như mặt bên kia có chuyện gì không? Tiêu đồng quay mặt sang, nhìn về phía anh mỉm cười nói, Phương Di truyền đến tin tức, tất cả đều bình thường. Nếu như anh không yên lòng, có muốn đi xem hay không? Hai tròng mắt trang hạo nhiên chợt lóe, phảng phất có điểm cấp thiết nhìn từng đợt sóng biển mạnh mẽ vỗ vào vách núi bên kia, thật là cao, là cao. Trái tim của anh không hiểu sao cảm thấy căng thẳng, nặng nề thở gấp, một lúc sau mới đè xuống trạng thái này, sâu xa nói, không. Tôi vĩnh viễn, cũng không muốn đi đến chỗ đó. Một trận sóng biển lại mãnh mẽ, mẽ vỗ tới, hướng thẳng đến khối nham thạch lớn đằng xa kia mà ập tới. Cứu mạng, một tiếng kêu trong trẻo cùng tuyệt vọng vang lên, xuyên qua tiếng sóng biển mà truyền đến. Audio điện tử võ tấn bền chương 1036, Bích Hải Lam Thiên, Biển Xanh Trời Xanh Cứu mạng, âm thanh trong trẻo nhưng tràn đầy sợ hãi tiếp tục vang lên xuyên qua tiếng sóng biển kịch liệt tựa hồ từ nơi xa xôi chuyển đến lại tức khắc biến mất trong thế giới mênh mông rộng lớn này một chú chim ưng màu đen lập tức bay lên bầu trời tràn ngập cảm giác khủng hoảng trong địa bàn của mình những vách núi sâu không thấy đáy sừng sững giữa mặt biển mênh mông đón những cơn sóng mạnh mẽ ập đến những bọt sóng vang lên lại theo vách núi sâu và tường núi đen trượt xuống lập tức bị thềm lục địa hút vào, dường như không muốn buông tha một sinh linh nào. Cứu mạng, âm thanh trong trẻo kia lại truyền đến từ trên đỉnh núi, dường như không ai phát hiện ra bóng trắng trên đỉnh núi kia, vô cùng có khả năng theo ánh mặt trời nóng rực mà biến mất khỏi thế giới này. Đỉnh núi, tràn ngập những bụi cỏ khô vàng, có vài con rắn hổ mang quỷ dị mở to đôi mắt tròn tròn, thong thả trườn thân thể của mình qua những bụi cỏ khô, truyền đến âm thanh xào sạc đáng sợ, một bàn tay nho nhỏ đang cố giấu trong bụi cỏ cố gắng để không bị phát hiện một luồng gió mạnh mẽ thổi tới trong nháy mắt thiếu chút nữa thổi bay thân ảnh nho nhỏ kia dường như nghe thấy tiếng nức nở nhưng lại kiên cường cắn răng nhịn xuống một bàn tay nhỏ bé khác lại kiên cường nắm chặt đỉnh núi rốt cuộc xuyên qua bụi cỏ nhìn thấy một cái đầu nhỏ màu đen mái tóc ướt sũng khuôn mặt đầy mồ hôi cùng máu tươi đôi mắt mở lớn mà ngấn lệ cắn răng kiên quyết liều mạng dùng bàn tay nhỏ chăm chú bám vào đỉnh núi treo ngược người trên vách núi giữa bầu trời rộng lớn giữa những luồng gió mạnh mẽ mà đung đưa đôi chân nhỏ kia đạp trong không trung thỉnh thoảng khát vọng đạp lên vách núi nhưng trái tim lại vô cùng sợ hãi thêm lục địa mênh mông những cơn sóng đánh vào mạnh mẽ hung dữ phía dưới đáy vực giống như giận dữ đe dọa dường như chỉ cần một sinh linh kế tiếp rơi xuống đều không chút lưu tình mà cắn nuốt cứu mạng âm thanh này mang theo chút mệt mỏi mà kiềm chế, run rẩy, co rút. Hai tay cậu bé nhỏ run rẩy mà nắm chặt đỉnh núi, ngón tay út sượt nhẹ qua khối đá nhỏ bên cạnh, hòn đá tức khắc dọc theo vách đá lăn xuống đập vào cơ thể cậu, sắc mặt cậu liền tái nhợt, hai mắt run rẩy kinh hoàng sợ hãi nhưng xuất phát từ sự cứng cỏi, nặng nề thở dốc, tiếp tục cắn chặt răng, xé rách lớp da khô đầy máu nơi khóe miệng, nuốt khan nơi cổ họng, ngẩng đầu mang theo vẻ mặt không chút sợ hãi nhìn về phía bầu trời xanh thẳng bóng trắng hòa cùng ánh mặt trời. Mười đầu ngón tay nho nhỏ kia bắt đầu dần dần không thể chịu đựng thêm nữa, từng ngón một bắt đầu buông thả. Nếu như, nếu như có một ngày, tính mạng của con treo leo trên vách núi, ngàn vạn lần không được chống đỡ cơ thể vào những ngọn cỏ nhỏ, nhất định phải chăm chú bám chặt vào những khắc đá cứng cáp trên vách núi. Chỉ có nó mới có thể cứu mạng con, chỉ có thừa nhận sinh mệnh là quan trọng nhất mới có thể cứu mạng con âm thanh này dường như từ phía chân trời sâu xa truyền đến. Cậu bé nhỏ này trừng lớn đôi mắt đang sợ hãi, nhớ tới lời dạy của sư phụ, đành phải cắn chặt răng, nhíu mặt lại, dồn hết sức lực cuối cùng dùng các ngón tay sống chết bám vào khắc đá trên đỉnh núi, nặng nề thở phì phò. Trên sườn núi có vài con rắn hổ mang rốt cuộc cũng tìm được đúng phương hướng cùng nhau tụ tập về phía vách đá, đồng thời nâng đầu lên, mở to mắt tròn vào tối tăm nhìn về phía sinh linh bé nhỏ đang bị treo ngược nơi vách đá cậu bé nhỏ cũng tức khắc thở dốc, ngẩng đầu đón luồng gió mạnh mẽ, mắt mở to nhìn về phía mấy con rắn hổ mang đang gắt gao nhìn chằm chằm vào mình. Thân thể nho nhỏ bỗng chốc tê buốt lạnh lẽo, dựa theo lý trí mà bám chặt vào vách đá, tùy ý để than thể treo ngược trên không trung, lại ngẩng đầu nhìn chăm chú vào mấy con rắn hổ mang kia, trong nháy mắt cảm thấy thật khủng bố, nhìn thấy sự quỷ dị, đáng sợ, cám dỗ, đầu óc của cậu nhanh chóng tê dại. Trên thế giới này, thứ đáng sợ nhất chính là dục vọng. Dục vọng cũng không phải từ trên người khác truyền đến, mà chính nó ẩn nấp trong sự tham lam của bản thân, sâu trong nội tâm mỗi người. Nếu có một ngày, con đối mặt với cám dỗ của chính mình, con muốn phản kháng nó thì quan trọng nhất, không phải chiến thắng nó. Mà là chiến thắng chính bản thân con, không phải sợ, sợ hãi trên thế giới này là không tồn tại, nó chỉ đến từ trong tưởng tượng của con. Nó thậm chí còn không mạnh mẽ bằng một bụi cỏ nhỏ. Hô hấp, không ngừng hô hấp nhắc nhở chính mình, chỉ cần con còn sống nhất định có thể nghĩ ra biện pháp cứu sống chính mình. Âm thanh xa xôi kia lại văng vẳng truyền đến. Cậu bé nhỏ mở to mắt, trong nháy mắt nhìn về phía mấy con rắn hổ mang kia, nhanh chóng cả thân thể bày ra dáng vẻ bảo vệ theo bản năng. Hai mắt mở to trừng lớn mang theo tia lợi hại sắc bén nhìn mấy con rắn hổ mang kia, nặng nề thở phi phò. Tùy ý để cho những luồng gió mạnh mẽ kia thổi đung đưa cơ thể mình, cậu bé vẫn gắt gao chừng mắt nhìn mấy con rắn hổ mang đang trượt dần về phía dưới, những đôi mắt tròn vo kia vẫn luôn nhìn chằm chằm vào mình. Hơi thở càng lúc càng gấp gáp. Cậu cắn chặt răng, cố gắng để lý trí của mình tỉnh táo, cúi xuống nhìn sóng biển mênh mông kia, mãnh liệt vỗ vào vách núi tạo ra những bọt sóng đáng sợ, liền nuốt một ngụm nước bọt nhớ tới thầy đã từng dạy mình kỹ năng bơi lội. Cậu biết rằng mấy con rắn hổ mang kia sẽ nhanh chóng trườn đầu xuống đây, cậu lập tức thở dốc, nước mắt rơi xuống biển lại nhanh chóng thả đôi tay nhỏ bé ra muốn thả rơi cơ thể mình xuống. A, à, một âm thanh tuyệt vọng truyền đi, làm chấn động sóng biển vô tận. Một cánh tay bỗng vươn ra nắm chặt lấy bàn tay nhỏ bé kia. Cậu bé nhỏ kia thở phì phò, toàn thân đầy mồ hôi, cả người vẫn lơ lửng trên không trung, khiếp sợ ngẩng đầu, nhìn thấy một thiếu niên mặc quần áo màu trắng, trên người có vô số lưu huỳnh, lại cắn chặt răng căn, khuôn mặt nghiêm nghị, hai mắt lộ ra sự kiên định vô hạn cố gắng hết sức nằm bò bên vách núi, tay đầy Lưu Huỳnh cắn chặt răng nắm chặt lấy bàn tay kia, không hề thả lỏng, cậu bé nhỏ nhìn thấy thiếu niên kia, tức khắc gọi, anh. Túm chặt tay anh, không được buông ra, anh kéo em lên, anh kéo em lên, cậu thiếu niên kia không nói hai lời, liền cắn chặt răng, đứng ở vách đá cố gắng nắm chặt bàn tay cậu bé nhỏ, từng chút từng chút kéo cơ thể cậu bé lên. Lúc này, một trận gió mạnh mẽ thổi tới, mét theo vô số Lưu Huỳnh đi xa, xa xa một đám rắn hổ mang lại ngẩng đầu bắt đầu muốn trườn cơ thể thong thả tiến đến cậu thiếu niên kia không có phát hiện ra bầy rắn đang đến gần mà vẫn cố gắng cắn chặt răng, dùng sức túm bàn tay cậu bé nhỏ tùy ý để mồ hôi tuôn ra nhễ nhại, trải qua mắt liếm, lại cố gắng kêu lên một tiếng, dùng sức kéo cậu bé nhỏ kia lên khỏi vách đá, lại ôm chặt thân thể nhỏ nhắn kia cùng nhau ngã bên trên vách núi, còn kia kịp cùng nhau thở dốc vẻ nặt cậu bé lại trắng bệch nhìn thấy bầy rắn đang muốn trườn về phía cậu thiếu niên kia cậu bé sợ hãi kinh ngạc quát to một tiếng thân thể giả vờ đánh về phía chàng thiếu niên kia ý muốn bảo vệ anh khỏi bầy rắn nhưng hai tay lại dung sức quá mạnh không cẩn thận liền đem chàng thiếu niên kia đẩy xuống vách núi a à, thân ảnh màu trắng kia trong chốc lát rơi xuống đáy vực mang theo một chàng âm thanh tuyệt vọng anh cậu bé nhỏ tùy ý để bầy rắn tiến về phía mình hai tay trống ở vách đá nhìn than thể rơi xuống vách núi kia, kêu to. Tổng giám đốc, một âm thanh âm kỳ quái vang lên. Trang hạo nhiên trong nháy mắt ngẩng đầu, nhìn ánh mắt kỳ quái của tiêu đồng, hai tròng mắt chợt lóe, vô thức cắn răng căn tay nắm chặt, tuy bình tĩnh, nhưng sự bình tĩnh này giống như một loại chịu đựng, nhiều năm qua không có cách nào thả lòng. Ngoặc kép chấm 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 ngoặc kép, tiêu đồng kỳ quái nhìn anh. Trang hạo nhiên im lặng không lên tiếng, ngồi phía sau xe, Nhớ tới chuyện phát sinh nơi vách núi, hai tròng mắt anh lóe lên, mang theo vài phần không kìm nén được cảm xúc, không khỏi lạnh nhạt nói, tôi vẫn cảm thấy trong quá khứ, đó là số mệnh của tôi cùng anh ấy. Số mệnh đã an bài tất cả, cho nên tôi chấp nhận, hôm nay tôi mới biết, đều không phải. Anh nói hết lời, khuôn mặt cứng ngắc, chậm rãi ngẩng đầu nhìn về phía mặt biển mênh mông ngoài cửa sổ, những cơn sóng mạnh mẽ, hai tròng mắt anh lại lợi hại như dao, mang theo một cỗ phẫn nộ muốn báo thù cắn chặt răng nói, nếu như đây đã không phải là số mệnh. Như vậy tôi sẽ để cho những người khiến cho tôi từng phải chống đỡ sinh mệnh này, trả món nợ này lại cho tôi. Tôi muốn để cho bọn họ nếm thử, treo tranh vinh trên vách núi sâu vạn trượng ấy rốt cuộc có tư vị gì. Tôi muốn bọn họ cũng phải có cảm giác như tôi đối mặt với. Bích Hải Lam Thiên Anh vừa nói xong, một cơn sóng biển mang theo luồng gió mạnh mẽ cuồn cuộn từ phía chân trời ập tới. Vách núi kia, vẫn là vách núi kia, chỉ là thời không rời đi, trong một hang động giữa sườn núi, không hiểu sao có một vài bóng đen đang di động. Một thân ảnh mặc áo sơ mi trắng cùng váy ngắn màu đen bó sát người, dừng lại trên vách núi, cô đi đôi giày cao gót màu đen đứng bên trên vách núi, tùy ý để những vụn đá nhỏ rơi xuống, bị nước biển nuốt hết, lại lộ ra tư thế hiên ngang nhìn xuống hang động phía dưới, không có chút sợ hãi nào. Biệt thự oải hương ở xa xôi kia, cùng với biệt thự của tưởng gia vẫn hạnh phúc như cũ, nhưng cũng lộ ra một khí thế nghiêm túc. Trợ thủ yên yên mặc trang phục màu đen, trong tay cầm một chiếc hộp nhỏ, đón sức gió mãnh liệt đi về hướng Phương Di, nói tất cả đã chuẩn bị xong. Phương Di nghe xong, nhìn hoàn cảnh xung quanh, hai chồng mắt lợi hãi không buông tha cho bất cứ một sinh linh nhỏ bé nào bay qua trước mặt mình. chương 1037, tỉnh lại. Edit, Hương Giang. Một chiếc máy bay trực thăng, chậm rãi bay đến đỉnh núi bên này, tạo ra luồng gió mãnh liệt phương di đứng trên đỉnh núi tóc dài đến eo trong nháy mắt bị thổi tung lại vẫn như cũ mặt lạnh ngẩng đầu nhìn lên chiếc máy bay giữa không trung máy bay trực thăng không ngừng xoay tròn theo chiều xoắn ốc dừng trên không trung một thời gian ngắn mới từ từ thong thả đáp xuống đất đến khi mấy vệ sĩ áo đen cùng với giang thành tiêu yên từ trong vách núi đi ra tiếp đón cửa máy bay mới mở ra trương thục giao ngồi cạnh cửa phi cơ mặt nhàn nhạt tươi cười ngưng nhìn về vách núi phía trước một bộ dáng đã sớm định liệu Máy bay trực thăng tới gần huyệt động, Tiêu Yên cùng Giang Thành tức khắc sai người chuẩn bị đón tiếp. Trương Thục Giao được hai vệ sĩ đỡ, đi xuống, tiếng giày cao gót vang lên cách cách, vào sơn động tối đen đột nhiên hơn 10 con rơi bay ra, muốn đâm hướng Trương Thục Giao. Trương Thục Giao con người chợt lóe, chém sạch mấy con rơi. Mấy con đằng sau, định bay lên tấn công cô, nhưng khi nhìn thấy ánh mắt sắc bén của cô thì chuyển hướng bay. Phương Di đứng trên đỉnh vách núi, nhìn máy bay trực thăng dần dần bay đi, Cô liền trực tiếp phân phó, tôi cùng với Yên Yên đi có việc một lát, các anh giám sát thật kỹ phạm vi 10 dặm quanh đây, một con kiến cũng không để lọt. Vâng, ba người phụ nữ mặc đồng phục màu đen tức khắc gật đầu. Phương Di cùng Yên Yên lập tức đứng bên vách núi, đầu tiên là vừa đi xuống vừa mắt nhìn, sau khi xác định phương hướng, trong nháy mắt nắm chặt pha ly, tung mình nhảy xuống, cánh tay tháo nút thắt, lập tức một sợi dây kim loại phóng ra, đầu dây như mũi tên cắm vào vách núi hai người như thần tiên thân hình phiêu giật mà có tiết tấu rơi xuống vực sâu vạn trược đáy vực đen tối dường như nổi sóng các cô mặt không đổi sắc vượt qua từng mỏm đá sắc bén thỉnh thoảng còn có vài con rắn độc hay vài con rơi rơi xuống tận đáy trong huyệt động tấm thép mở rộng ra hai người trong nháy mắt đồng thời chuẩn xác đứng trong tấm thép thu lại dây sắt nhanh chóng đi vào bên trong sơn động tối đen huyệt như một tòa thành ở thế giới u linh ở phương tây phát ra từng đợt rên rỉ như u linh khóc hơn, hoặc nhắn nhủ điều gì đó bằng thanh âm thê lương, cho tới bây giờ chưa ai nghe được tiếng quỷ khóc, tất cả là đến từ sinh linh, sinh linh lo lắng, sinh linh âm hiểm, sinh linh âm trầm, sinh linh âm mưu. Một chút ánh sáng cũng không có. Dường như thế giới này cho tới bây giờ cũng không có ánh sáng, sâu trong huyệt động, truyền tiếng nước rất nhỏ, thế nhưng chỗ này rất khô ráo, không có nước, chỉ có hai phòng nhỏ, trong đó có một đặc biệt to, được chắn song sắt, bên trong giam giữ một thân thể tiều tụy ẩm ướt cô ta dường như mất đi linh hồn thoạt nhìn thật đáng thương thỉnh thoảng còn nghe thấy tiếng nức nở của cô ta cô ta chỉ rơi lệ mà không lên tiếng thục giao bình tĩnh đứng ngoài song sắt không cần ánh sáng không cần nhìn người bên trong cũng biết bộ dạng của cô ta bây giờ thảm hại đến mức nào cô phân phó người mở cửa ra bình tĩnh đi vào tiện tay nhận lấy một chén trà nóng mùi hương thơm của chanh làm cho người ta không tự chủ tiết nước bọt Cô vừa nhàn nhạt phủ đầu, mở nắp bình trà, không cần ánh sáng cũng biết nước trà cực kỳ trong suốt. Quả nhiên, cô gái ngồi trên mặt đất đã phải uống nước biển mặn nhiều ngày, thỉnh thoảng chỉ có thể uống chút nước sông trong động, cực kỳ khát, lúc này lại ngửi thấy mùi thơm của mật ong, trong bóng đêm, cô lập tức run rẩy mở mắt, muốn hít nhiều hơn mùi hương quyến rũ này, cũng đã cảm giác được có người đứng trước mặt của mình, cô lại vô ý thức cứng ngắc run rẩy khuôn mặt, mặt áp trên nền đất, không nhúc nhích. Một loạt tiếng bước chân có tiết tấu truyền đến. Phương Di cùng Yên Yên đồng thời đi tới, cũng không cần ánh sáng, hết sức quen thuộc đến bên người thuộc giao, Yên Yên ngồi xổm xuống, tức khắc mở cái dương, dường như trong bóng tối, cũng có thể tìm gì đó bên trong. Như mặt nghe thấy âm thanh, lại vô ý thức lưu chuyển hai tròng mắt, yên tĩnh mà thở dốc lắng nghe, một người mất đi ánh sáng, tất nhiên sẽ phải có một bộ phận khác thay thế vào chỗ thiếu hụt. Thuộc giao thập phần hiểu, mỉm cười, liền túm chặt như mặt, dùng một loại ngữ khí trầm ổn hữu lực lại đạm yếu ớt từng chữ từng chữ làm cho người ta nghe rõ nói thực ra ngục giam là dùng để cứu người chỉ cần đi vào vẫn có thể được chuộc ra không sống thì chết không giống thế giới này có một khu vực màu đen tồn tại không ai quản mặc người tùy ý giết chóc nghe nói thượng đế mỗi ngày cũng có một chuyến nối thẳng xe những người có vọng tưởng muốn giết người lần nữa đưa ra ngoài tam giới chỗ đó không có thiên đường không có địa ngục không có hạnh phúc không có trừng phạt thân thể sẽ bay a à bay bay a à bay vĩnh viễn vĩnh viễn cũng không có kết thúc như mạt khẽ cử động trên mặt đất hơi rung động ánh mắt chết lặng thuộc sao nhấc mí mắt dường như trong bóng đêm có thể nhìn thấy người phụ nữ đang sống không bằng chết kia yếu ớt nói những người này sao có thể vọng tưởng không có trừng phạt tự cho là trời không biết không biết không biết đạt được mục tiêu lại có thể tự do tự tại trước ánh sáng thượng đế cho tới bây giờ đều là lãnh khốc nhất vô tình. Người cha nhẫn tâm của cô A đã từng đến nơi đó, nhận hết sự dày vò của cuộc đời, trải qua những chuyện kinh khủng nhất, ông ta rất rõ ràng chuyện gì là tàn nhẫn đáng sợ nhất. Hôm nay, tự tay ông ta đã đưa con gái yêu quý của mình vào chính phần mộ đó. Như mặt hai tròng mắt run lên, môi cũng run run, cảm thấy hai dòng lệ nóng hổi lướt qua mặt mình. Như mặt, thuộc giao nhìn về phía thân ảnh trong bóng tối, mặt bình tĩnh, Yếu ớt nói, cô nghĩ mình có thể giống như cha mình thoát khỏi nơi này sao? Ông ta là bởi vì từng vô tội, cô lại là trừng phạt đúng tội. Khách Dục Hải không để cho con gái có cơ hội trốn đi. Ngay từ đầu, ông ta đã tàn nhẫn chặt đứt con đường sống cuối cùng của cô. Cô khiêng bí mật lớn như vậy trên người, tựa như đường khả hình lúc đó. Mọi người lúc này đã đem ánh mắt dán chặt trên người của cô. Hận không thể xé rách cô ra, bao gồm những người ẩn trong bóng đêm kia người cô biết nhiều lắm như mà thở dốc hai tay run run rẩy rẩy nắm chặt đá vụn hai tròng mắt như xuyên qua một nơi nào đó thục dao nhấc mí mắt liếc nhìn cô một cái liền lại nâng chén trà mật lạnh lùng uống một ngụm phảng phất có điểm hiểu cô nói cô đã không còn lý do gì để tồn tại nữa làm nhiều điều sai trái như vậy nhưng việc gì cũng có hai mặt của nó cô còn sống đến tận bây giờ chứng tỏ cô vẫn còn giá trị tại nơi nằm ngoài tam giới này tôi cho cô một cơ hội. Cô nghĩ tôi sẽ tin cô sao? Suốt cuộc từ trong bóng tối, âm thanh yếu ớt truyền ra. Thục giao trực tiếp lạnh lùng ngẩng đầu, hai chồng mắt lợi hại nhìn chầm chầm vào bóng đen trên mặt đất, nói, như mặt, cô mau nói rõ ràng, hiện giờ chúng ta không phải đang đàm phán. Tôi bây giờ là đang cho cô một cơ hội, chỉ một lần duy nhất, cơ hội này, tôi chỉ cho cô một lần, qua hôm nay, cô sẽ phải nằm trong sơn động hắc ám này, sống không được mà chết cũng không xong mấy con rơi có thể làm bạn với cô, hôm nay chúng tôi ngăn chúng vào đây chỉ cho cô nghe tiếng sóng biển. Không cho cô cảm nhận được dù là một sinh linh sống, chỉ để lại tiếng sóng biển minh mông, mãi về sau. Tôi cũng sẽ thả rắn độc cho cô, tôi lại càng không thả dã thú cho cô, cho cô sợ hãi, sợ hãi, nhắc nhở cô còn là một người. Ngoặc kép, như mặt hô hấp nặng nề. Phương Di lúc này, lạnh lùng đi về phía trước, đến chỗ bóng đen trên mặt đất, nhận lấy ống thuốc yên yên đưa, mặt bộc lộ nghiêm túc, lạnh lùng nói, thuốc này nước. Là thuốc làm mềm bắp thịt cùng huyết quản của cô, nói cách khác, chỉ cần tiêm vào, mỡ trong thân thể cô sẽ từ từ toàn bộ biến mất, cuối cùng chỉ còn lại da bọc xương. Lưỡi, cô không thể động đậy có lẽ một ngày, cô chỉ có thể ngủ 3 giờ còn tất cả thời gian còn lại cô đều phải thức. Như mặt nghe lời này, thở dốc hai tròng mắt bắt đầu kịch liệt run rẩy muốn hoạt động thân thể, dần lui về phía sau, tay xiết vào mặt đất. Phương Di tiếp tục dơ ống tiêm, lấy nước thuốc, trực tiếp vô tình nói tiêm vào nước thuốc này, sau đó chúng tôi sẽ chặn sơn động này lại, rồi làm cho nó trở về hình dáng ban đầu. Đến lúc đó, tất cả mọi người, bao gồm cả cha cô cũng sẽ không thể nào biết được con gái yêu của ông ta bị nhốt dưới này. Tôi thậm chí còn muốn ở trồng một ít thảo dược ở khe đá, để hấp dẫn một ít độc trùng, bọn chúng sẽ từ từ ngửi thấy được mùi thịt hư thối, chui qua lỗ hổng vào chỗ cô như mạt cả người lạnh run cơ thể liên tục lui ra sau nước mắt hoảng sợ chảy xuống cô sẽ không chết mỗi ngày trong lúc cô hôn mê chúng tôi luôn tiêm vào cơ thể cô thuốc kéo dài sinh mệnh đến lúc đó hàm răng cô cũng sẽ dần dần hư thối phương di nói cho hết lời liền trong bóng đêm vung lên ống tiêm yên yên nhận lấy trong bóng đêm cất bước tiến lên chuẩn bị ngồi xổm xuống định tiêm vào người như mạt đừng qua đây đừng qua đây như mặt sợ hãi được co rút thân thể, lui vào góc tường, run run thanh âm, gọi. Thục giao tiếp tục dùng ngữ khí trầm ổn, bắt chúng trái tim của cô ta nói, như mặt. Quá khứ cô làm nhiều chuyện có lỗi như vậy, chẳng lẽ chưa từng nghĩ sẽ có ngày hôm nay? Chẳng lẽ còn nghĩ, có thể chạy khỏi sự trừng phạt? Cô có vẻ quá ngây thơ rồi. Như mặt tức giận ngẩng đầu, nhìn về phía thục giao trong bóng tối, thanh âm kịch liệt run run, khàn khàn nói tôi sao lại không nghĩ đến ngày hôm nay? Sao tôi lại muốn có ngày hôm nay? Các người làm sao có thể hiểu được chúng tôi? Chúng tôi là đứa nhỏ không ai cần bị vứt bỏ ở cô nhi viện, mười mấy đứa nhỏ chúng tôi mới có một Aji, động tí lại đánh mắng, vì tranh cướp ba mẹ mới đến nhận chính mình, còn lôi bạn ra một góc tối làm hại đối phương, như rạch quần áo hay mặt của đối phương. Tôi chính là đứa nhỏ như vậy, mỗi lần có ba mẹ mới đến, tôi là đứa nhỏ bị tẩy chay, có người còn cắt hay thả sâu bọ vào quần áo của tôi. Thậm chí lúc đó còn có một chị gái, vì sợ ba mẹ nhận mới tôi không thu nhận cô ta, cô ta ác độc cắt ngón tay của tôi. Tôi vĩnh viễn nhớ buổi sáng hôm đó, một mình tôi kinh hoàng sợ hãi trốn trên giường nhỏ, ôm tay của mình, khóc cầu xin tha thứ nói, Vĩnh Viễn vĩnh viễn cũng sẽ không nhận ba mẹ mới. Vĩnh Viễn vĩnh viễn cũng sẽ không. Tôi khi đó mới 6 tuổi, đã hiểu được, vì mạng sống, sẽ phải buông tha hạnh phúc của mình. Tôi trốn trong góc tối nhìn từng đứa trẻ được ba mẹ mới đón đi trong lòng tôi càng ngày càng lạnh càng lúc càng cô đơn nhìn những đứa trẻ tiếp tục bị cha mẹ ném ở cô nhi việt nhìn bọn họ nằm trong tã lót thê lương khóc tôi càng lúc càng không đồng tình tôi hiểu được đứa trẻ bị cha mẹ vứt bỏ cũng bị thượng đế vứt bỏ tất cả tín ngưỡng hết thảy tất cả tất cả gọi người hướng thiện đều là giả thế giới này là gạt người thế giới này phải đạp lên người khác mới có thể tiếp tục đi lên đi phải nhẫn tâm vô tình cầm kéo làm cho đồng bạn bị thương mới có thể chiếm được hạnh phúc. Hơn nữa sống rất khá. Thục giao cùng Phương Di trầm mặc nghe lời này. Trong bóng tối, truyền tiếng khóc run rẩy có thể thấy cô đã rơi lệ, hai mắt run rẩy dâng lên hận thù, hai tay masters với mặt đất, nghiến răng nghiến lợi nói, đêm hôm đó, tôi trốn ra khỏi cô nhi viện, lão viện trưởng xé quần áo của tôi, ánh mắt dữ tợn đáng sợ kia, rock ràng là không sợ cảnh sát. Hắn không sợ, tại sao tôi phải sợ? Trong tay tôi nắm một cái đinh, quát to một tiếng, đâm thẳng vào mặt hắn. Tôi mở to mắt, cảm giác máu tươi của hắn lăn xuống, hắn bụng mặt ở thống khổ gọi, tôi lại có một loại cảm giác khó hiểu. Tôi rốt cuộc hội đã phản kháng, tôi cũng dùng thủ đoạn với những đứa trẻ khác, tôi chạy ra một cô nhi viện khác, cầm chiếc kéo sắc bén trong tay, tôi đâm đứa trẻ sắp được bố mẹ đón đi một nhát. Tôi không chiếm được, người khác cũng đừng hòng đạt được. Nó vĩnh viễn không có cơ hội được cha mẹ đón đi. Tôi nhìn nó khóc, nhìn nó lăn trên mặt đất tôi thật vui vẻ nước mắt tôi vẫn chảy lại do vui vẻ mà chảy thế giới này không có thượng đế chỉ có chính mình trương thục giao vừa nghe lời này sắc mặt trong nháy mắt cứng ngắc nói cô đã trốn thoát sống trong tần gia xa hoa phú quý sao lại không biết quý trọng gia đình mới gia đình mới như mà cười chế nhạo trong bóng đêm ngẩng đầu cười lạnh nói bọn họ là gia đình của tôi bọn họ đáng sao bọn họ đã hủy diệt vườn nho Hủy diệt gia đình tôi. Nếu như không phải là bởi vì bọn họ, tôi còn có thể hồn nhiên thoải mái mà sống. Tôi đã từng có một khoảng thời gian tin thế giới này tốt đẹp, thế giới này hồn nhiên, cho đến khi tôi nghe tần gia lão gia sát hại một ngôi làng mấy trăm người, thậm chí nghe thấy mẹ tôi trước khi chết đã bị người khác làm nhục, trái tim tôi như rơi xuống hầm băng. Trương Thục giao cùng Phương Di, hai tròng mắt trong nháy mắt khẽ động. Như mặt mặt lạnh băng tiếp tục phẫn hận nói khoảnh khắc khi tôi biết tất cả chân tướng thế giới của tôi hoàn toàn sụp đổ tôi kéo thân thể băng lãnh từng bước một trở về phòng của mình buổi tối đó tôi không ngừng gặp ác mộng khi thân thể đầm đìa mồ hôi mở mắt ra đã phát hiện tần vĩ nghiệp như vậy háo sắc nằm bò ở trên người của tôi định hôn lên ngực tôi tôi kinh ngạc đẩy anh ta ra không dám tin người anh vẫn chiều chuộng tôi lại làm thế với tôi nguyên lai cha tôi nói không sai thế giới này khắp nơi đều là những người âm lãnh đáng sợ. Trừ thiên lỗi. Cho đến ngày nay, khi nhắc đến anh, ánh mắt cô vẫn ôn nhu như cũ. Trương Thục Giao mắt lạnh nhìn về phía như mặt, lại nhanh chóng nói cô thật là một người đáng sợ, cô đã yêu thiên lỗi như thế. Vì sao còn muốn làm thế với anh ta? Cô đã hãm hại quá nhiều người. Tôi đây không phải là hãm hại, tôi là thật tâm vì tốt cho anh ấy. Em gái anh ấy biết hết tất cả chân tướng về tôi tôi nhất định phải ép cô ta đến điên cô ta mới có thể sống tốt nếu như không cha tôi sẽ giết cô ấy tôi nhất định phải giết chết hạo nhiên và trang ngải lâm hoàn cầu mới là của anh ấy tôi nhất định phải ép chết đứa nhỏ trong bụng ân nguyệt dung mới không còn ai có thể tiếp tục tranh giành hoàn cầu với anh ấy như mạt yếu ớt nói trương thục giao nghe lời này thở dài một cái mới nói với cô ta cô điên rồi tôi chính là điên rồi như mặt nghiến răng nghiến lợi nói, tôi làm tất cả chẳng phải đều là vì yêu anh ấy. Hủy diệt tần vĩ nghiệp, hủy diệt đường khả hinh, chính là vì yêu anh ấy. Anh ấy vì sao không hiểu, tôi cũng có thời gian mềm lòng, tôi cũng có thời gian thiện lương, tôi cũng có thời gian cảm kích tần gia. Thế nhưng tưởng lão gia không tin tôi, ông ta vẫn không tin tôi là thiện lương, luôn luôn chừng mắt lạnh lùng nhìn tôi. Tôi tức giận, tôi khổ sở, tôi thậm chí còn vì thiên lỗi, mà cự tuyệt yêu cầu cha tôi đưa ra, đi hãm hại người tưởng ra, tôi cũng không có làm như vậy, nhưng ông ta lại dùng ánh mắt đó nhìn chằm chằm tôi, tôi hận a, à, ta hận đã như vậy, tôi liền cùng cha hảo hảo mà hợp tác để cho bọn họ sống không bằng chết. Trương Thục giao lại tức giận nói tất cả chỉ là ngụy biện, cô đã yêu tưởng tổng, tại sao còn lấy thân phận của phu nhân thị trưởng tham ô ăn hối lộ, thậm chí không ngừng sắp đặt âm mưu chuyện hoàn cầu, đẩy anh ấy rơi vào hiểm cảnh bởi vì anh ta không yêu tôi, như mà cũng thống khổ khóc lên, anh ấy đã yêu đường khả hinh. Tại sao anh ấy lại đối xử với tôi như vậy? Tôi vì anh ta làm nhiều chuyện như vậy, anh ta lại không thèm liếc nhìn tôi một cái. Trương Thục Giao lại oán giận nhìn về phía cô, nói chính là bởi vì cô làm nhiều chuyện thương thiên hại lý như vậy, mọi người mới vứt bỏ cô. Căm hận cô, bao gồm tưởng tổng, bây giờ cô bị nhốt ở đây, ngay tại địa bàn của tưởng gia, anh ấy lại không thèm liếc mắt nhìn cô lấy một lần, nếu như anh ấy đối với cô có một chút tình cảm sẽ không vô tâm với cô như bây giờ cô nói láo nhưng mà tức giận đến run rẩy kêu to tôi không có nói sai hôm nay chúng tôi còn có thể nói cho anh ấy chuyện cô hãm hại em gái anh ấy nói cho anh ấy biết chuyện cô đã sớm biết quan hệ huyết thống của anh ấy thậm chí cô còn sắp đặt để anh em họ trở mặt thành thù anh ấy sẽ hận cô hận cô tận xương trên cái thế giới này tất cả mọi người sẽ vứt bỏ cô Trương Thục Giao lại phẫn nộ nói. Như mặt nghe lời này, cả người run rẩy, hai mắt nháy liên tục, thở dốc. Phương Di lạnh như băng nhìn bộ dáng này của cô, hơi quay mặt sang, phân phó người ở phía ngoài nói, chuẩn bị. Sau khi chúng tôi đi ra, liền chặn hết tất cả các con đường, thả khối đá to xuống, nhốt cô ta ở đây vĩnh viễn. Đừng, đừng mà, như mặt lập tức phẫn hận sợ hãi lết đến bên chân Trương Thục Giao, nắm chặt chân của cô oán hận nói các người không thể đối với tôi như vậy cha tôi nhất định sẽ không bỏ qua cho các người ông ấy nhất định sẽ tới cứu tôi đến lúc đó nhất định sẽ xé xác các người ra trương thục giao nghe lời này cười nhìn chằm chằm chặt bóng đen kia lạnh như băng nói cô quá ngây thơ rồi một người cha coi con gái mình là một quân cờ để lợi dụng đem cô đẩy mạnh vực sâu vạn trường cô sao có thể trông chờ cái gọi là tình cảm cha con từ ông ta nếu quả thật có vì sao cô bị mất tích lâu như vậy, cũng không tới cứu cô? Bởi vì ông ta sớm đã mặc kệ cô, có lẽ lúc này ông ta đã ngồi hưởng khối tài sản lớn, hợp tác với các lãnh đạo chuẩn bị khai sáng Giang Sơn. Mà cô chỉ có thể chôn xác ở nơi sơn động này. Không có khả năng, hắn sở hữu mật mã của một tài sản lớn, còn có mấy vị lãnh đạo, tội tham ô của tất cả bọn họ đều nằm trong tay tôi, nếu như bọn họ phản lại tôi, chẳng lẽ không sợ tôi đi tố cáo? đến lúc đó để xem ai không được chết tử tế, như mặt phẫn hận kêu lên. Trương Thục Giao cười chế nhạo nói, đừng ngốc, mật mã là thứ dễ phá nhất trên thế giới này, cho nên lần này cô bị bắt, kỳ thực chính là bọn họ cố ý thiết kế một cái lồng. Để cô rơi vào đi tìm chết. Không có khả năng, mật mã kia là ngày đầu tiên tôi cùng thiên lỗi yêu nhau. Trên cái thế giới này bất luận kẻ nào cũng không biết. Bất luận kẻ nào muốn phá cũng không được, ủy viên chu hôm đó trốn trong phủ của tôi, Đem 12 công ty bán cho tôi, nếu như là cố ý gài bẫy, căn bản là sẽ không cùng tôi tiến hành hợp tác mua bán. Tôi rơi xuống nước ở khách sạn của hắn, hoàn toàn là ngoài ý muốn. Như Mạt mất đi lý tính gào thét ra. Không khí tạm dừng trong nháy mắt, tất cả như đình chỉ. Ánh đèn trong nháy mắt chợt lóe, toàn bộ sơn động tức khắc sáng sủa, xung quanh tràn ngập những bình rượu được bịt kín. Trương Thục giao cùng Phương Di ngửa mặt, trầm lãnh nhìn về phía Như Mạt như mà toàn thân nhiễm máu, trên mặt cũng đầy vết máu, run rẩy hai tròng mắt, nhìn những bình rượu trang trí cùng với những bức tượng cổ, cô vẻ mặt không hiểu nhìn tất cả, trái tim đột nhiên lạnh ngắt. Trương Thục Giao mỉm cười nhìn về phía như mặt, nói tôi nói rồi, tôi muốn cho cô một cơ hội. Cho cô một cơ hội chuộc tội, thế nhưng cô lại không muốn. Nghe rõ đây, chân tướng tôi vừa nghe là do tôi tự điều tra được không phải do cô cung cấp. Cô, như mặt lập tức lạnh lẽo phẫn nộ, nhìn về phía Trương Thục Giao. Phương Di cũng cười chế nhạo nhìn về phía người này, yếu ớt nói, mệt cha cô dạy cô cách làm thế nào để trong bóng tối hại người bằng cách hiểm ác nhất, lại không dạy cô nên đối phó với kẻ thù như thế nào để giành chiến thắng. Rõ ràng trong tay có vật chân quý như vậy, chúng ta sao có thể chôn cô vĩnh viễn trong cái huyệt động này. Hơn nữa còn là hầm rượu của tưởng gia, lợi địa phương Mỹ lệ như thế không thích hợp để có thêm phần mộ của cô như mạt lập tức vẻ mặt vẫn hận nhìn về phía phương di nghiến răng nghiến lợi cười lạnh nói phải không không có tôi các người nghĩ có thể lấy được khối tài sản kia trương thục giao hơi nhấc mí mắt liếc mắt nhìn cô một cái mới nhàn nhạt cười nói như mạt cô có biết nước mặn mặn mà cô uống hàng ngày là gì không như mạt quay mặt sang im lặng không lên tiếng là nước biển không phải nước biển trương thục giao nhìn về phía cô mỉm cười nói là bỏ thêm muối nếu quả thật là cho cô uống nước biển, cô còn có thể sống được đến bây giờ. Cho nên nói, trên cái thế giới này, đừng dễ dàng coi thường người khác. Ngân hàng Thụy Sĩ là một ngân hàng lớn, nhưng cho dù là mật mã, chìa khóa bảo hiểm bảo, hay là chỉ tay thì có là gì. Tôi chỉ cần cắt đứt ngón tay cô rồi thử từng ngón từng ngón một, chắc chắn sẽ có ngón đúng đi. Ngu xuẩn, như mạt mở chừng hai mắt, nhìn về phía cô. Trương Thục Giao cười chế nhạo liếc nhìn cô một cái, liền tiêu sái xoay người, lạnh lùng đi ra ngoài. Phương Di cũng lạnh lùng chừng mắt nhìn cô, rồi xoay người nhẹ nhàng rời khỏi, yên yên cũng đi ra ngoài, vung tay lên, cửa sắt lập tức vịt một tiếng, khóa lại. Các người rốt cuộc còn muốn nhốt tôi ở đây bao lâu? Như mặt lết đến bám chặt vào song sắt ra sức gào khóc, rốt cuộc nhìn thấy được một tia sáng, hai tay đầy máu tươi bám chặt song sắt đã hoen dỉ, nhìn về phía trương thục giao cùng Phương Di, lớn tiếng khóc gọi, thả tôi ra thả tôi ra, các người làm vậy, để rồi xem, cha tôi nhất định sẽ cho các người bầm thây vạn đoạn. Trương Thục Giao từng bước một đi ra ngoài, lạnh lùng lẳng lặng nghe như mặt vẫn hận gào lên như muốn xé rách cổ họng, mặt của cô theo sơn động lúc sáng lúc tối. Thâm trầm suy nghĩ hỏi kế hoạch kế tiếp, lúc đang chìm đắm trong suy tư, cô lại nghe thấy thanh âm của phi cơ, sau đó tiếng điện thoại vang lên, cô hơi nghi ngờ lấy điện thoại ra, thấy đó là điện thoại của trợ lý gọi tới, liền nhấc máy, alo, đầu dây bên kia vang lên tiếng nói. Trương Thục Giao vui sướng cười rộ lên nói, mặc hàn. Tỉnh rồi, chương 1038, quan trọng. Edit, Hương Giang. Bệnh viện. Giữa trưa, từng giọt nắng cuối thu, chiếu vào hậu hoa viên, làm bãi cỏ ánh lên ánh xanh, những bông hoa cúc trắng đón gió tùy ý đung đưa. Bên trong phòng bệnh, rèm cửa sổ gen trắng, đón gió lay động, trêu chọc ánh nắng, để lại trên mặt đất từng chiếc bóng mở như mặt đất nở hoa, ánh nắng chiếu lên bình hoa thủy tinh trên cửa sổ, chiết xả ánh sáng ra như kim cương, bình hoa lựu đỏ, vừa kiên nghị vừa yêu nhã. Gió, gảy rèm cửa sổ nhẹ nhàng đong đưa, lại không làm kinh động thân ảnh ôn nhu bên giường. Cô vẫn như cũng nhìn sâu vào người trên giường, hai mắt thỉnh thoảng lóe ra một điểm động tình ôn nhu, đẹp như hoa, kiều như mây. Một trận tiếng thở dốc truyền đến. Lãnh mặc hàn mặc áo bệnh nhân màu trắng, mặt mà tái nhợt tiểu tụy nằm trên giường bệnh, một ống màu xanh dẫn từ lồng ngực anh ra, thiết bị bên giường va vào nhau lạch cạch, anh dường như còn đang nặng nề trong lúc ngủ mơ, theo thói quen nhân mặt, vẫn như cũ lộ ra khí thế không thể phá vỡ, chỉ là giữa lông mày có nét u ám, cho thấy anh có tâm sự, hô hấp trầm trọng, lồng ngực phập phồng bất ổn, sau một lúc thở dốc, mắt của anh rốt cuộc hơi di động, bị hơi lạnh của gió làm tỉnh giấc, hơi mở hai mắt, lộ ra một điểm mệt mỏi. Vẫn như cũ như lần trước vậy, toàn bộ thế giới bị ánh sáng chói mắt chiết xạ được một mảnh tái nhợt, chỉ là thân ảnh màu lam kia, lại lần nữa mơ mơ hồ hồ xuất hiện. Anh có chút không dám tin, hai mắt tiểu tụy mệt mỏi, bị chiếu đến chói, vô thức muốn thấy rõ người phía trước. Toàn bộ thế giới một mảnh mơ hồ, dường như chỉ có vô số chấm tròn nhỏ, trên không trung khoái trá tùy ý phiêu động, sau đó không lâu, rốt cuộc tan đi, thân ảnh màu lam kia chậm rãi rõ ràng, thuộc giao mặc áo sơ mi màu lam cùng quần trắng bó sát người, ôn nhu ngồi bên giường, vén tóc ra sau tai, phủ mặt ôn nhu nhìn về phía chính mình, lộ ra nụ cười ôn nhu lay động nhân tâm, ánh sáng cho chiếu vào một bên sườn mặt ôn nhu của cô, có vẻ có chút không chân thực. Lãnh Mặc Hàn hơi giật mình, mắt khẽ động, mang theo một điểm nghi hoặc, lại vô ý thức mở hai mắt, rốt cuộc nhìn thấy Thục Dao đang mỉm cười, chân chân thật thật, an ủi nhìn mình, anh rốt cuộc khôi phục tất cả lý trí, nặng nề thở một cái, cảm giác thân thể của mình lại đau đớn, làm anh nặng nề thở một cái nhưng lại vui sướng mỉm cười, hai tay làm bộ nhẹ chống đệm giường, muốn ngồi dậy, khàn khàn hỏi, trở về lúc nào. Ngày anh hôn mê nhập viện, Trương Thục Giao nhìn lãnh mặc hàn, đang khổ sở chống thân thể ngồi dậy, cô vội vã vươn tay hai tay, nhẹ nắm cánh tay anh, quan tâm nói, anh không cần ngồi dậy, thân thể anh chưa hồi phục hẳn, cứ nằm nghỉ đi. Lãnh mặc hàn trầm mặc đau đớn nhẹ tách tay cô ra, tính cố chấp làm anh nghiêm mặt lại, cô chống thân thể ngồi dậy, cúi đầu nhìn thứ trên lồng ngực mình, liền có vẻ có chút không thoải mái cau mày tiện tay trực tiếp tháo nó ra ai y tá vừa thúc xe đi tới nhìn lãnh mặc hàn cư nhiên vừa mới tỉnh lại liền đem tháo cái ống cấp ra cô nóng ruột kêu sao anh có thể tháo nó ra không được làm vậy lãnh mặc hàn trầm mặt dường như không nghe được lời của cô chỉ là chợt cảm thấy mệt mỏi ngồi dựa vào ở trên giường nhắm mắt lại lại nghỉ ngơi một lúc ai y tá lại cấp thiết nhìn hắn trương thục giao hiểu ngồi ở bên giường Mặt không lộ ra tươi cười, nhìn về phía thái độ lãnh ngạnh, đạm mạc của lãnh mặc hàn, đành phải lắc lắc đầu, hơi xoay người, nhìn về phía y tá nói, cô bỏ qua cho, người này chính là như vậy, phiền cô đi báo cho bác sĩ, bệnh nhân tình, để bọn họ 15 phút sau tới nữa. Này, y tá nhìn về phía lãnh mặc hàn đang nhắm mắt dưỡng thần, không biết nên làm thế nào mới tốt. Đi đi, trương thục sao mỉm cười gật gật đầu. Được, y tá nghe thế đành phải cất xe rồi xoay người bước đi. Trương Thục Giao nhìn thấy y tá đã ra ngoài, khép cửa lại, mới ôn nhu quay mặt sang, nhìn lãnh mặc hàn vừa mới tỉnh lại, cả người lộn xộn tựa trên giường bệnh, lại hơi nhắm mắt dưỡng thần, dựa vào ý thức của mình, khôi phục thể lực. Cô liền trầm mặc cầm lên một chiếc gối dựa màu trắng, mỉm cười đem kê dưới lưng lãnh mặc hàn, để anh thoải mái dựa vào, mới nhấc mí mắt, nhìn anh một cái, mềm giọng nói, lâu như vậy không gặp, mà anh chẳng thay đổi chút nào cả, lãnh mặc hàn nặng nề thở một cái, mới hơi mở ra hai mắt, liếc mắt nhìn Trương Thục Giao, thanh âm vẫn như cũ khản khàn hỏi, mới bao lâu không thấy. Trương Thục Giao chỉ thật trầm mặc cúi đầu cười. Lãnh mặc hàn yên lặng nhìn cô một cái, kìm lòng không được quét ánh mắt đến bình hoa lựu bên cạnh cửa sổ đang tắm trong ánh nắng, thập phần xinh đẹp, Trương Thục Giao cũng quay mặt sang, mỉm cười liếc mắt nhìn kia hoa lựu, mới ôn nhu nói, em vừa đi thẩm vấn như mặt, nhìn thấy một gốc hoa lựu mọc giữa khe đá, em nhớ, ngày trước anh thích leo núi với Trang Tổng, vẫn thi đấu xem ai có thể bắt được bụi cây hoa lựu kia, nhưng anh lúc nào cũng thua. Nhưng là bất kể thế nào, khi các anh mang được hoa về nó đều đã héo rũ. Lãnh mặc hàn tiều tủy, lộ ra một điểm tươi cười, hai mắt hơi lưu chuyển, liền khôi phục thái độ nghiêm túc hỏi, thẩm vấn như mà thế nào. Trương Thục Giao ngẩng đầu, nhìn về phía anh, cười tự tin, nói cái gì nên hỏi thì hỏi, bắt cô ta phải khai hết. Chỉ là danh sách mấy ông lãnh đạo tham ô, còn cần một chút thời gian nữa. Em thắc mắc mãi chủ tịch khách sạn Huy Tư Đinh lại có gan lớn đến vậy, đi khiêu chiến với Hoàn Cầu. Thì ra hắn hợp tác với như mạt mở 13 công ty, chuẩn bị rửa tiền đen. Lãnh mặc hàn nhìn về phía Trương Thục Giao, hai mắt híp lại, có điểm không tin nói, chủ tịch khách sạn Huy Tư Đinh. Đúng vậy, Trương Thục Giao gật đầu. Lãnh mặc hàn hai mắt chợt lóe, bản năng phản ứng nhớ lại đường trí Long từng có mặt tại sự kiện khách sạn Huy Tư Đinh bị cháy. Trương Thục Giao rót một chén nước ấm cho anh, nói, mấy ngày nay em muốn bắt tay vào làm, điều tra mật mã như mà từ miệng cùng chuyện của công ty. Chỉ là giao dịch chợ đen, còn cần anh chỉ điểm. Hay là, em cũng đến ở bên cạnh phòng bệnh của anh đi, có việc gì cũng tiện trao đổi. Lãnh mặc hàn nghe nói như thế, hơi giật mình, vẻ mặt cổ quái, nói với cô, em bị bệnh sao? Không có, Trương Thục Giao nhịn không được bật cười nói. Vậy em ở bệnh viện làm gì? lãnh mặc hàn hơi nhấc mắt có chút trách cứ nhìn cô một cái trương thục giao nâng cốc nước ấm nhịn cười đưa đến bên miệng anh nói để tiện chăm sóc anh a à. ngoặc kép chấm 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 ngoặc kép lãnh mặc hàn thân thủ nhẹ nhàng ngăn chén thủy tinh trương thục giao đưa qua mặt bộc lộ mấy phần tiều tủy không muốn uống nước sôi không hiểu có chút nhớ nhân sâm nhân sâm ngàn năm trương thục giao cố ý oán trách nắm chén nước nhìn về phía anh lãnh mặc hàn đảo hai tròng mắt nặng nề thở dốc một hơi, mới nhìn cảnh vật bốn phía yên lặng, có chút bất mãn nói, huynh đệ gì chứ đều là giả. Anh bị bệnh nặng như vậy cũng không có lấy một bóng dáng vào thăm hỏi. Phốc, Trương Thục Giao kìm lòng không được cúi đầu cười rộ lên, vừa muốn giải thích. Mặc hàn, một tiếng gọi tha thiết, đột nhiên, từ hành lang bên ngoài truyền đến, hai người bên trong phòng bệnh còn chưa kịp phản ứng, ngoài tấm thủy tinh lóe lên một bóng đen, đã thấy tô lạc hoành mặc hắc sơ mi cùng quần đen, kích động đẩy cửa sông tới không thể tin tưởng mở to mắt nhìn thấy lãnh mặc hàn quả nhiên đã tỉnh lại nửa nằm ở trước giường bệnh cậu hoa một trận khóc lên không nói hai lời tựa như vận động viên nhảy bổ nhào tới kêu to cậu rốt cuộc tỉnh rồi tâm can của tôi lãnh mặc hàn cảm giác được trước mắt bóng đen chợt lóe còn chưa kịp ngăn cản liền bị một vật thể to lớn nện ở vào người mình đầu còn đánh thẳng hướng lồng ngực của mình anh a một tiếng nhân mặt lại một trận một trận đau đớn kêu lên Hoa hoa hoa, lão tử tưởng cậu sẽ không tỉnh lại nữa. khu chết lão tử, tô lạc hoành một bên nhào vào người lãnh mặc hàn, lại sờ lông ngực gợi cảm của anh, khóc đến chết đi sống lại. Lãnh mặc hàn lồng ngực đau đến không thở nổi, muốn ngẩng đầu kêu lên lại không kêu nổi. Mặc hàn, hai thanh âm nữa lại truyền đến. Lâm sở nhai cùng tào anh kiệt tức khắc kích động vọt vào gian phòng, cũng mở to mắt nhìn lãnh mặc hàn quả nhiên tình, bọn họ lập tức cũng kích động kinh hỉ quát to một tiếng, sau đó lại như vận động viên nhảy lao thẳng tới hướng lãnh mặc hàn kêu to mặc hàn cậu rốt cuộc tỉnh rồi phanh một tiếng giường kéo kẹt vang lên lãnh mặc hàn lại đau đến nói không nên lời đến sắc mặt tức khắc tái nhợt mồ hôi lạnh tỏa ra cảm giác lồng ngực của mình như bị xé rách rất đau anh muốn nói chuyện lại nói không nên lời tay nắm chắc âu phục của lâm sở nhai muốn đẩy cậu ta ra mặc hàn cậu làm tôi lo lắng muốn chết ha. Lâm Sở nhai xoát một trận nhảy lên, gấp thiết thở dốc vươn tay, cuồng loạn cởi âu phục ngoài của mình, mặc áo sơ mi trắng, xôn xao một trận, vừa nện xuống, sống chết ôm lồng ngực Lãnh Mặc Hàn, vuốt đầu của anh. Lãnh Mặc Hàn triệt để không chịu nổi, ngẩng mặt lên, mồ hôi lạnh tỏa ra thở dốc. Phốc, Trương Thục Dao đứng ở bên giường, nhịn không được một trận cười. Lúc này, Trang Hạo Nhiên mới nhanh chóng dẫn Tiêu Đồng đi vào phòng bệnh, vẻ mặt kích động kinh hỉ nhìn Lãnh Mặc Hàn quả thực tỉnh lại bị mấy xúc sinh ép tới không thở nổi, anh còn không kịp tươi cười, liền đi qua tức giận nói, mấy xúc sinh nhà các cậu, đứng lên hết cho tôi. Nếu đè chết cậu ấy, mấy người các cậu có xếp thành la hán tượng Phật đền cho tôi, tôi cũng không cần đâu. Tiêu đồng đi nhanh lên phía trước, kéo tay từng tên lôi ra, nhất là Tô Lạc Hoành, trực tiếp lắc lắc tay cậu, nói anh ấy bị thương thành như vậy, mới vừa hồi phục lại một chút. Anh lại đến đè lên anh ấy. Tô Lạc Hoành kích động đứng lên, nhìn lãnh mặc hàn thực sự chưa chết, lại nghĩ tới não bộ của anh bị chấn động, cùng một bộ dáng hôn mê không tỉnh, lại muốn bổ nhào tới. Được rồi, tiêu đồng một phen kéo ống tay áo của cậu lại, nghi ngờ nói với Trương Thục Giao, đúng rồi, chúng ta cùng một lúc nhận được tin tức, nói mặc hàn đã tỉnh lại, cô thế nào đến nhanh như vậy? Tôi ngồi máy bay trực thăng, đương nhiên nhanh, không cần chờ đèn xanh đèn đỏ thôi, Trương Thục Giao nói cho hết lời. Lại ôn nhu nhìn về phía lãnh mặc hàn, thật tình mỉm cười nói, dù thế giới này xảy ra bất cứ chuyện gì, đối với tôi anh ấy vẫn là quan trọng nhất. Lãnh mặc hàn nghe lời này, không khỏi nhấc mắt, nhìn cô một cái. chương 1039, phá. Trang hạo nhiên ngẩng đầu, sắc mặt hơi chút căng thẳng, mang theo vẻ khó tin, nhìn về phía thuộc giao cô ta là cái gì? Tổng giám đốc của Uy Tư Đinh. thuộc Giao đứng ở bên cạnh lãnh mặc hàn, nhìn về phía Trang Hạo Nhiên, nghiêm mặt nói, vâng. Đây là chính miệng như mặt nói, còn giao dịch ngày đó, đúng là cô ta đã trốn đi. Này thật là lưới trời lồng lộng tuy thưa mà khó thoát, lúc đó thật không nghĩ tới, tổng giám đốc của Uy Tư Đinh có liên quan chuyện này. Tôi đoán chừng còn có tập đoàn rượu khác, kết hợp các sự việc lại thì hẳn đã hoàn chỉnh chuyện này. Cuối cùng còn không phải muốn uy hiếp hoàn cầu sao? Uy hiếp hoàn cầu, lâm sở nhai ngồi bên cạnh, sắc mặt lạnh lùng, mang theo vài phần tức giận nói, bọn họ nghĩ hoàn cầu là một miếng bánh ngọt sao, khẩu vị có chút lớn thật. Chỉ bằng bọn họ, không biết tự lượng sức mình. Tô Lạc Hoành cũng ngồi một bên, nghiêm mặt nói tổng giám đốc của uy tư đinh này xưa nay thần bí khiêm tốn, khả làm việc lại thật sự cao siêu. Cũng là một người rất có dã tâm, cùng giám đốc Hàn từng có qua lại, về sau biến chiến tranh thành tơ lụa sao cũng không biết có hay không thật sự hóa giải rồi. Khả năng thông qua việc này, không biết giám đốc Hàn có thể hay không vạch tội ta lần này. Sao dùng biện pháp hòa bình để giải quyết tranh chấp? Hẳn là không, Trang Hạo Nhiên ngồi trên ghế sofa, gương mặt lạnh lùng đông lại nhìn vào một chỗ, hai mắt ánh ra tia sáng, cơ hồ khẳng định nói, Hàn Văn Hạo người này tôi rất hiểu. Hắn tuy có tiếng mạnh mẽ vang dội, đúng là làm việc cực có nguyên tắc. Huống chi, chỉ bằng tài lực của hắn, căn bản là không cần cùng những người này thông đồng làm bậy. Hơn nữa, hắn cũng không phải không biết chúng ta cùng giám đốc có quan hệ không có lý do đụng chạm chúng ta làm gì tào anh kiệt nghe nói như thế tiện thế càng trào phúng cười lên giận dữ nói như thế chỉ bằng quán rượu uy tư đinh của tổng giám đốc chỉ bằng hắn sao muốn hay không uy hiếp hắn lâm sở nhai nhìn về phía trang hạo nhiên nghiêm mặt nói nếu cậu muốn uy hiếp hắn tôi lập tức bắt đầu chuẩn bị lãnh mặc hàn chậm rãi mở mắt nhìn về phía trang hạo nhiên trang hạo nhiên chỉ nhàn nhạt ngồi trên ghế sofa di chuyển ánh mắt suy nghĩ chuyện gì đó, cũng không một chút kích động, ngược lại nén cảm xúc nói, không cần. Không cần, Tô Lạc Hoành cảm thấy kỳ quái nhìn về phía anh. Lãnh mặc hàn nghĩ cách biện hộ cho Trang Hạo Nhiên, nhàn nhạt nói tổng giám đốc đường trong sự kiện phóng hỏa, vẫn là phát sinh tại Uy Tư Đinh, nếu muốn lật lại bản án, tạm thời vẫn là không nên động vào hắn. Huống chi, kẻ đầu sỏ ở công ty cũng không có cơ hội hoàn thành, nhưng mặt đã giao ra mật mã, cũng công bố với phía đối tác, chuyện này đối với chúng ta dễ dàng xử lý ít nhiều rồi. Trang Hạo Nhiên nghe lời này, ngẩng đầu nói với Thục Giao, mang mật mã đến đây. Thục Giao đứng một bên, cũng đã pha đến ly trà chanh hoa ải thứ bảy rồi, đưa đến trước mặt lãnh mặc hàn, mỉm cười, nói có thể nói ra. Cũng có thể không nói ra. Mọi người cùng nhau nhìn về phía cô, nhíu mày hỏi có ý tứ gì. Trang Hạo Nhiên cũng trầm mặc ngưng mắt nhìn cô. Thục giao bất đắc dĩ lại muốn chuyển cốc trà lại kia cho lãnh mặc hàn. Lãnh mặc hàn nhàn nhạt, nhạt lấy tay đẩy, không uống. Cô sừng sốt nhìn về phía lãnh mặc hàn, bưng cốc trà này, bất đắc dĩ nói, này cũng đã 7 ly trà có mùi vị khác nhau rồi. Anh vẫn còn không uống, anh tới cùng muốn uống gì. Lãnh mặc hàn không lên tiếng, chỉ là nửa nằm trên giường bệnh, khách khí nói, anh thật sự không khát, mang đi đi. Thục giao đành nhìn anh một cái, thở dài một hơi đem cốc trà hoa lại kia đặt xuống, rồi mới xoay người nói với bọn họ, như mặt nói, cái chìa khóa mật mã kia, chính là ngày đầu tiên cô cùng giám đốc tưởng yêu nhau. a à, mọi người nghe xong đều trợn tròn mắt, nhìn về phía trương thục giao. Ngày đầu tiên yêu nhau, Trang hạo nhiên lại nhíu mày thuật lại những lời này, hai mắt nhanh chóng lưu chuyển, nhớ lại. Vâng, Trương Thục Giao sắc mặt cũng ngượng nhịu, cười khổ ngồi bên cạnh lãnh mặc hàn, ôn nhu kéo đệm chăn cho anh, che lại trước ngực anh, mới chậm rãi nói kỳ thật con số này nói khó không khó nói dễ dàng cũng không dễ dàng cũng khiến người suy nghĩ một chút a à. ngày đầu tiên yêu nhau này cũng không phải là ngày lần đầu gặp mặt bọn họ quen biết nhau một thời gian dài rằng giặc như thế ai biết được đâu là ngày họ yêu nhau huống chi nếu chuyện này là như mà đơn phương chính mình nghĩ mà không phải cùng cảm xúc với giám đốc tưởng vậy thì càng không dễ làm rồi ngoặc kép chấm 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 ngoặc kép Trang hạo nhiên trầm mặc còn muốn nói chuyện này, nội tâm có phần vướng mắc chuyện này nếu cùng tưởng thiên lỗi đàm thoại, có thể hay không phơi ra vết sẹo của anh ta. Lãnh mặc hàn hiểu Trang hạo nhiên đang nghĩ cách, ngẩng đầu nhìn về phía anh, nói cậu cùng với giám đốc tưởng có thể đàm thoại chuyện này sao. Bởi vì quả thật, hiện tại trừ bỏ anh ta, có thể có lời giải mật mã này, người nào cũng không được rồi. Trang hạo nhiên ngồi ghế sofa, sắc mặt vẫn như cũ đông lại, trầm mặc lúc lâu, mới nói, lại nhìn đi. Tôi tự có tính toán. Mọi người nghe lời này, tất cả đều không lên tiếng. Hiện tại quan trọng nhất là cậu. Trang hạo nhiên nói lại chuyện chính, khóe miệng dương lên tươi cười, nhìn về phía lãnh mặc hàn, nhẹ nhàng thở ra nói cậu đã không có việc gì. Làm tôi sợ muốn chết, đúng là dạng người cố chấp, bị người đánh tới hôn mê phải đưa vào bệnh viện. Còn như vậy nữa đi, tôi không muốn phải nuôi họa huyền thanh của cậu cả đời lãnh mặc hàn ảm đạm cười. Anh hẳn là người phải chăm sóc cậu ấy. Thục giao lại tựa vào bên người lãnh mặc hàn ngồi xuống, nhìn về phía trang hạo nhiên mỉm cười địa nói, đến lúc đó, nuôi luôn cả em nữa cũng được. Lời này vừa nói ra, tất cả mọi người trong lòng đều biết rõ cười rộ lên, lãnh mặc hàn lại mang theo vài phần bất đắc dĩ tiểu tụy biểu tình, thở dài mới nói, không nên nói lung tung. Tiền lương của em còn cao hơn anh. Tương lai của em cũng là của anh, của anh chính là của em trương thục giao vươn hai tay ra bọc vào khuỷu tay lãnh mặc hàn đầu đặt trên vai anh làm núng lãnh mặc hàn mặt biểu lộ ngưỡng nhịu, làm bộ muốn buông cánh tay ra ai nói là của cô mặc hàn là của tôi tiêu đồng cũng đá một cước đi tới gần xem náo nhiệt cũng ngồi ở bên người lãnh mặc hàn vươn hai tay ra bọc vào khuỷu tay của anh cười ngọt ngào nũng nhịu. lãnh mặc hàn từ chối xin tha đành phải ngẩng đầu nhìn về phía trang hạo nhiên Trang Hạo Nhiên dương mặt cười rộ lên, chỉ vào hai cô gái này nói, "Cậu mau thu nhận cả hai cô ấy đi. Tương lai đỡ phải lập gia đình, tôi muốn chuẩn bị tốt mấy phân đồ cưới cho cậu." "Tốt lắm, anh lại làm loạn." Lãnh Mặc Hàn vừa rồi buông hai tay ra, lại không hiểu cảm thấy đau đớn trong ngực, mặt anh hơi tái chút, nhíu chặt lại, tay không tự giác ôm lấy trước ngực mình. "Như thế nào a, à? lại không thoải mái a?" À. Trang Hạo Nhiên quan tâm, hơi chút ngồi thẳng người khẩn trương nhìn về phía lãnh mặc hàn, nói có muốn kêu bác sĩ hay không. Lãnh mặc hàn chỉ ôm lấy ngực, nhàn nhạt lắc đầu, anh thật sự là một con người quá phiền phức. Quái lạ, lâm sở nhai không khỏi nhắc cổ tay, nhìn thời gian bên ngoài, nhíu chặt mi tâm nói, bình thường bác Phúc xem bệnh cho Uyển Thanh cùng mặc hàn đều là đúng giờ, hiện tại đều đã quá một chút, còn chưa thấy tới. Nói chưa hết lời, ngoài phòng bệnh liền nghe được một trận tiếng bước chân, tiếp cận bên này, còn nghe được tiếng chào hỏi quen thuộc của hộ sĩ. Tô Lạc Hoành nghe được giọng lâm bạch bạch, anh tựa như hút bạch phiến phấn khởi lạ thường, lập tức nhảy dựng lên, nắm lên một quả táo lớn, phóng đến bên cạnh cửa, lại nhanh chóng hướng sofa của mình nhảy lên. Quả nhiên, lâm bạch bạch lại mang theo mũ đội, 20 năm như một cô chỉ mặc loại áo sơ mi màu lam kẻ ô cùng quần sót xin, lưng mang cái hòm thuốc đi tới, không nói hai lời, Môi mím chặt thành một đường dài, đưa chân đem táo để cạnh cửa hướng tới Tô Lạc Hoành đá đi. Ầm, um, một tiếng, quả táo ở giữa mắt trái Tô Lạc Hoành, anh a một tiếng với vẻ mặt đau khổ, hai tay che kín mắt kêu la, cô mà là con gái sao? Làm chuyện xấu, thiên địa bất dung, Lâm Bạch Bạch đứng bên cạnh cửa, một trận hung tợn khinh miệt anh. "Cô, Tô Lạc Hoành nhất thời che hai mắt mình, lập tức đứng lên, hung dữ nhìn về phía Lâm Bạch Bạch. Cô cái gì cô?" Trang Hạo Nhiên ngẩng đầu trách cứ Tô Lạc Hoành, nói, vẫn còn không ngồi xuống cho tôi. Mỗi ngày vất vả chữa bệnh không công cho Mạc Hàn và Họa Uyển Thanh như vậy, cậu không có việc gì trêu cợt cô ấy làm cái gì. Đúng là, Lâm Bạch Bạch mang theo cái hòm thuốc, đặt ở cạnh giường bệnh, hung tợn chừng mắt liếc nhìn Tô Lạc Hoành một cái, mới nhìn mọi người thu hồi sắc mặt, có phần khách khí cười nói, thật có lỗi a, à, đã tới chậm bác Phúc có chút việc, đi đến dược đường, kêu tôi qua châm cứu trước cô chắc làm được hay không a à? Tô lạc hoành vẻ mặt xem thường không được anh để cho tôi châm huyệt dũng tuyền cho anh thử xem lâm bạch bạch liền chừng anh Tô lạc hoành lập tức không nói lâm bạch bạch hừ một tiếng lại không để ý anh mà xoay người mở hòm thuốc ra thủ pháp thuần thục lấy ra bao châm vừa mở ra vừa cào nhào, tiểu nhu chết tiệt sáng nay lúc đi làm cũng không kêu tôi một tiếng làm hại tôi thiếu chút nữa đến trường muộn lãnh mặc hàn nghe thế hai mắt hơi chút lóe ra lâm bạch bạch không nói lời nào tiếp tục cầm lấy châm so sánh một chút quái lạ bình thường tiểu nhu chúng ta có trái tim ấm áp nhất người nào có việc cô đều gương mẫu làm trước muốn gì cho lấy nghĩ muốn ăn thế nào liền ăn thế đó tôi bây giờ còn nhớ nhà cô có nhân sâm ngàn năm lấy một chút như vậy đơn giản tựa như lấy hạt mà ăn cô có phải trộm cướp hay không a à? lâm sở nhai nói đùa phi cô ta đúng là nữ tướng cướp Tào Anh Kiệt cũng nói đùa theo. Lúc này cô ấy không có thời gian, gần đây thật sự rất bận rộn, nghe nói muốn tham gia một cuộc thi. Lâm Bạch Bạch nói hết lời, cũng đã cầm châm, xoay người, mới nói với lãnh mặc hàn cuộn tay áo lên, không biết di động trong quần bò của mình rơi ra, lập tức vang lên tiếng chuông êm tai, cô sửng sốt. Một bàn tay nhàn nhạt, nhạt đặt lên đệm viết mềm nhún, đem điện thoại kia cầm lên. Lãnh mặc hàn nắm màn hình lớn điện thoại ba sao kia, nhìn điện báo hiện lên, Màn hình vừa vặn là mặt cô với bộ dáng thật thà phúc hậu cùng nụ cười ngọt ngào, anh liền thâm sâu nhìn ảnh chụp này. Lâm Bạch Bạch tức khắc đặt châm xuống, muốn tiếp nhận điện thoại kia, đúng là tay cô tiếp xúc đến điện thoại bên này, lại mới chỉ cầm vào, muốn dùng lực lấy, cô liền kỳ quái ngẩng đầu, nhìn về phía lãnh mặc hàn. Lãnh mạc hàn cũng phảng phất như không muốn đưa điện thoại di động cho cô, nhàn nhạt nhìn về phía cô, tay cầm điện thoại di động gắt gao nắm lại. Ngoặc kép chấm 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 chấm, chấm ngoặc kép, Lâm bạch bạch ánh mắt chợt lóe lên, kỳ quái nắm lại di động, nhíu mày muốn dùng lực kéo qua. Lãnh mặc hàn lại nhìn về hướng cô, hai mắt có phần nóng bỏng, tay kia vẫn dùng lực cầm, liền không cho. Một cử động kia, để cho thuộc giao kỳ quái quay đầu lại nhìn lãnh mặc hàn. Ai, trả cho tôi, lâm bạch bạch không nói hai lời, liền tức khắc vươn tay ra, cắn chặt môi dưới, sử dụng toàn bộ sức mạnh, đem điện thoại kia rượt mạnh trở về, nắm trong tay mình, lại trừng mắt với lãnh mặc hàn, suy nghĩ anh muốn làm gì a à? Lãnh mặc hàn hai mắt chất lóe lên, nén trong ngực một hơi, gần như sắp bộc phá nhìn phía ngoài cửa sổ, cái gì cũng không nói nên lời. Trường 1040, mặc dù yêu, nhà hàng hoàng gia, giữa trưa hôm nay, sau khi khách khứa đã đi được một lúc, bên ngoài gió thổi mạnh, nhiệt độ không khí hơi thấp, tuyết ngoài cửa sổ sát đất đã sớm rơi xuống tạo thành một tầng mỏng, một số nhân viên phục vụ đang đứng ở ghế ngoài trời, vừa hứng gió lớn vừa sắp xếp lại bàn ăn. Trần Mạn Hồng khuôn mặt lạnh lùng, khoanh tay dựa vào trước quầy ba, biểu tình khuôn mặt khó coi, trừng mắt nhìn Tiểu Nhu phía trước, nhịn xuống lửa giận trong ngực. Bên phía cửa sổ sát đất, những tấm màn lụa trắng buông xuống, một bóng dáng nhỏ nhắn đang làm việc. Tiểu Nhu mặc váy đồng phục màu đen, tóc búi cao, tay cầm khăn lau, vừa lau kính cửa sổ trong suốt, thỉnh thoảng vừa ngẩng đầu Lén lút nhìn về phía cái bàn ngay chính giữa nhà hàng của một đôi nam nữ, hai mắt mở to, không biết là đang suy nghĩ cái gì. Trần Mạn Hồng dừng lại, thở sâu một cái, lại lập tức nín thở, ngửa mặt nhìn về phía nhà đầu chết tiệt này. Đúng là, đôi nam nữ chính giữa nhà ăn kia, hôm nay giống như có chuyện vui vẻ, trò chuyện rất hăng say, không chú ý đến bàn ăn bày đầy đủ món ăn tinh xảo, nhất là trái cây và các món nguội. Phía trên quả cam California vàng óng trong suốt, tách ra thành những cánh hoa, chính giữa tràn đầy nước cam ngọt ngào. Xuyên qua quả đào mọng nước là hạt đào màu hồng, hạt đào mang theo vị ngọt của đường cát, khiến người ta phải chảy nước miếng. Lão đầu bếp tự tay làm những viên sô cô la điểm tâm, nghe nói bên trong chính thức làm từ sốt rượu đỏ blueberry, không biết ăn có ngon hay không. Không tới bao lâu, hai người cũng hiểu được thời gian đã đến, trước tiên liền tính tiền, sau đó ngọt ngào dựa vào nhau mà rời khỏi nhà hàng ánh mắt tiểu nhu lập tức sáng lên, không nói một lời, liền ném khăn lau, gương mặt thật thả phúc hậu biểu lộ dáng vẻ đáng yêu, vội vàng đi tới bàn ăn kia trước, đưa tay muốn nâng trái cây và các món nguội kia lên, vù, roi thép thật dài, vù một tiếng rơi xuống, đánh thẳng vào tay của cô. A, à, tiểu nhu đau đớn rút tay về, ngẩng đầu, nhìn trần mạn hồng đau khổ kêu lên, quản lý, đau quá đi mất, cô cũng biết đau sao? Trần mạn hồng tức giận đến không nói ra lời cầm lấy roi dài tính vung vào mặt nha đầu chết tiệt kia, bộ dáng tiếc hận không thể rèn thành sắt được, nghiến răng nghiến lợi tức giận nói cái gì mà bùn loãng cũng có thể chát thành tường. Cô đúng là làm mất hết mặt mũi cô à tôi, tôi đã nói với cô một ngàn lần một vạn lần không nên đụng đến đồ khách đã dùng qua. Cô có chút lòng tự trọng được không? Chẳng lẽ ngày mai quản đốc kiểm tra, dám khảo hỏi cô, nên xử lý đồ ăn thừa của khách như thế nào? Chẳng lẽ đáp án của cô là cầm lấy ăn luôn, hay là mang về nhà cho gà và cho chó ăn. Phốc, tất cả nhân viên trong nhà hàng, nhịn không được cười rộ lên. Không có cho gà và cho chó ăn, chính là bản thân tôi ăn luôn thôi. Tiểu nhu oan uổng thật căng thẳng nói. Đó là lý do vì sao tôi gọi cô là heo. Mỗi ngày ăn thức ăn thừa ở nhà bếp, lại không thấy cô mập lên hai lạng thịt nào, cũng chẳng có khí lực cứ cách một ngày làm vỡ của tôi một cái ly, cách hai ngày làm bể của tôi một cái cái đĩa quản lý bộ phận chi tiêu, vẻ mặt mặt khinh bỉ thường nói bếp ăn chúng ta làm hao tổn rất lớn. Cô để mặt mũi của tôi ở đâu? Lần trước lấy cam đến ép nước cho khả hình uống, làm hại cô ấy về sau bị đau bụng hai ngày. Trần Mạn Hồng nói hết hơi lại cầm roi đánh Tiểu Nhu. Tiểu Nhu nghe xong những lời này, nhất thời vừa khẩn trương vừa sợ hãi trốn tránh roi của Trần Mạn Hồng, nhịn không được ủy khuất nói, đúng là. Đúng là, lần này, tôi rõ ràng thấy hai người khách đó căn bản là không hề dùng đến trái cây và các món nguội này. Nếu vứt đi, quả thật rất lãng phí. Trần Mạn Hồng nhất thời tức giận đến nói không ra lời, ngửa mặt lên bộ dáng muốn chết, dừng lại một lúc, mới vươn ra ngón tay chỉ vào khuôn mặt sợ hãi rụt rè kia, tức giận kêu lên, như thế nào lại không hề dùng qua thứ này, tại thời điểm khách nói chuyện nước bọt sẽ vô tình bắn lên trên đồ ăn, điều đó thật sự không an toàn và cũng không hợp vệ sinh. Tổ tông của tôi đến cuối cùng tôi nên dạy cô như thế nào mới được đây? cũng bởi vì dáng vẻ này của cô mà có không ít quản lý đều cười nhạo tôi bởi vì cô tôi không thể nào nhanh chóng ngẩng đầu lên được rồi cô còn không chịu hăng hái tích cực một chút sao cô hãy nhìn hai người bạn thân của cô đi như khả hinh không chỉ sắp làm phu nhân tổng giám đốc mà còn tổ chức trận đấu rượu đỏ trên toàn thế giới tính rượu đỏ trận đấu lớn hay như lâm bạch bạch sinh viên tài năng khoa kinh tế thời gian sau khi học xong vẫn cùng bác phúc học y cô như vậy không thể học được từ người khác một cái gì sao? Ngoặc kép chấm 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 ngoặc kép, tiểu nhu nhất thời cúi thấp đầu, nói không ra lời. Trần Mạn Hồng vừa thấy dáng vẻ này của cô, liền tức giận vung lên roi, lại hướng ngang đùi cô đánh một cái, mới nói, mỗi ngày cô đều là cái dáng vẻ này, sống dở chết dở. Ngày mai quản đốc kiểm tra, cô mà dám ở trước mặt giám khảo, giống như năm ngoái dọn bàn bị vấp, bổ nhào vào tổng giám đốc làm ngài ấy toàn thân ẩm ướt. Tôi thề tôi nhất định sẽ đem 10 móng tay của cô cắt sạch. Sau một tiếng gào của sư tử Hà Đông, khiến cho tất cả nhân viên trong nhà hàng không dám lên tiếng. Người đang lau cửa sổ, bê bàn, bê chén đĩa, ngay cả lão đầu bếp vừa rồi muốn đi tới đòi tiểu nhu sô-cô-la còn lại mà khách chưa ăn, thấy Trần Mạn Hồng mắng chửi người như vậy, vội vàng xoay người đi ra ngoài. Tiểu nhu một lần nữa lại mếu máu cúi đầu, không nói nên lời. Cô xem điệu bộ này của cô đi thật đúng là giống heo mà, ngay cả khi không ăn, đầu đều cúi thấp xuống. Trần Mạn Hồng hung tợn trừng to mắt, mắng cô một trận, cảm thấy vẫn khó hiểu nói, cô cùng với Khả Hinh và Lâm Bạch Bạch ở chung một chỗ không thấy xấu hổ về những gì mình đã làm sao. Trần Mạn Hồng nói xong, liền bê cơm, trái cây và các món nguội kia lên, không nói hai lời liền đi đến chỗ Văn Văn vừa đẩy xe ăn ngang qua đổ xuống. Vẻ mặt Tiểu Nhu đau khổ có phần nuối tiếc, nhìn về phía sô cô la bị ném xuống kia, nhất thời cắn môi dưới, không dám nói gì. Trần Mạn Hồng tức giận quay người, ngoan độc trừng mắt nhìn Tiểu Nhu một cái, mới hừ một tiếng, xoay người rời khỏi nhà hàng. Tiểu Nhu đứng một mình bên cạnh bàn ăn, hai mắt mở to, để lộ biểu tình ngây và thành thật, nhớ lại lời nói vừa nãy của Trần Mạn Hồng, cô cùng với Khả Hinh và Lâm Bạch Bạch ở chung một chỗ không cảm thấy xấu hổ về những gì mình đã làm sao. Lòng của Tiểu Nhu trở nên căng thẳng, không hiểu sao nhớ tới tại trước đại sảnh khách sạn nhìn lâm bạch bạch và lãnh mặc hàn cùng nhau ngồi vào xe thể thao lãnh mặc hàn quay mặt mặc dù ngăn cách bởi lớp kính nâu sập nhìn lúc nào cũng lạnh lùng nhưng là vẫn vô cùng có sức quyến rũ nói ra vô ích nhưng chính mình là một người không có sức quyến rũ tiểu nhu khó hiểu những lời này làm lòng cô bị tổn thương đôi mắt to tinh tế dần dần có điểm ướt át cô cúi đầu nhớ tới vừa rồi gọi điện thoại cho lâm bạch bạch muốn quan tâm hỏi thăm lãnh mặc hàn một chút nhưng không biết vì sao Lâm Bạch Bạch lại cúp điện thoại. Rất có thể cô ấy đang vội vàng châm cứu cho Lãnh Mặc Hàn, mà bản thân mình chuyện gì cũng không làm được. Lời nói xong cô gái đột nhiên nhớ tới cái gì, mắt mở to, lóe ra tia quang mang, tạm thời bỏ xuống công việc trên tay, đi ra khỏi bếp ăn, xoay người thông qua hành lang đi tới gian phòng nghỉ ngơi của mình, hướng đến ngăn nhỏ đựng tiền, từ trong túi đồng phục lấy ra chìa khóa, mở ngăn tủ, trong chốc lát mùi nhân sâm bay ra. Ánh mắt cô gái sáng lên, xuyên qua ngăn tủ màu đen, lấy ra một cái hộp gỗ nho nhỏ, từ từ mở ra, ngẫu nhiên nhìn thấy bên trong là một cây nhân sâm trưởng thành hình tượng Phật, đặt ở trên vài nhung màu hồng, cô liền lặng lặng nhìn gốc nhân sâm này, nhớ lại sau buổi trưa ấy, Lãnh Mặc Hàn ngồi xổm sau lưng mình, cật lực vặn vòi nước, cơ thể toát ra một mùi hương nam tính, ngay cả nhiệt độ trên cánh tay cứng rắn của anh chạm vào cánh tay của cô đến nay vẫn còn. Tiểu Nhu lập tức cầm lấy gốc nhân sâm này, lòng có chút chua xót và khổ sở. đằng sau là một bóng đen đến gần. lão đầu bếp vừa cầm khăn lau tay, vừa đi tới quan tâm nhìn tiểu nhu, lấy thân phận trưởng bối hỏi thăm tiểu nhu. vừa rồi quản lý có mắng cô hay không? tôi là lão đầu bếp không tốt, nhìn thấy người khách kia không ăn, cô nên kêu tôi trở lại một ít cho cô ăn. tiểu nhu đang cầm nhân sâm, nhất thời ngây ngốc xoay người, nhìn về phía lão đầu bếp, liên tục lắc đầu. Lão đầu bếp vừa rồi muốn nói chuyện, lại lập tức cúi đầu, nhìn về phía nhân sâm nằm trên vải nhung hồng bên trong hộp gỗ kia. Ông ngạc nhiên đến ngây người kêu lên, ai nha, nhân sâm này ít nhất phải 500 năm trở lên. Tiểu nhu ngây ngốc cúi đầu, nhìn nhân sâm trên tay, lẩm bẩm nói 800 năm rồi. Sáng nay ngay lúc tôi rời giường, bà đưa cho tôi, bảo tôi có thời gian, ăn đúng giờ. Ngoặc kép chấm 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 ngoặc kép, vẻ mặt lão đầu bếp có phần cổ quái nhìn cô gái trước mặt, không tin lời của Tiểu Nhu, lại cười rộ lên nói, nhân sâm 800 năm này có thể ăn vì tiện hay sao? Nhà cô là mở tiệm nhân sâm à? Tiểu Nhu rất ít khi nói về gia đình, cho nên rất hiếm người biết nhà cô làm cái gì. Chỉ biết là nhà cô không có tiền, vì vậy bình thường cô rất tiết kiệm, có tiền hay không có tiền sẽ không lãng phí, ngược lại tiền mà cô cho mượn không hề ít. Tiểu Nhu nghe xong những lời này, ngớ ngẩn nói trong nhà tôi. Có một mảnh đất, liền là loại người tham lão đầu bếp nhíu mày không tin lời của cô tiểu nhu không muốn giải thích nhiều chỉ là biểu tình khuôn mặt rất khổ sở cầm lấy gốc nhân sâm kia gói vào trong túi áo đi ra khỏi phòng suy nghĩ có nên gọi điện thoại cho lâm bạch bạch để hỏi thăm tình hình thân thể của lãnh mặc hàn hay không cô một đi trên hành lang dài đón lấy gió biển nắm chặt điện thoại di động khó hiểu trượt dãy số điện thoại dừng lại ở dãy số của lãnh mặc hàn ngơ ngác nhìn tiểu nhu lúc này văn văn đột nhiên bước nhanh tới nhìn về phía tiểu nhu sốt ruột kêu lên a à, tiểu nhu lập tức cất điện thoại vào trong túi áo khó hiểu xoay người nhìn về phía văn văn hỏi có chuyện gì hả văn văn căng thẳng nhìn cô nói vừa rồi phó thư ký tiêu gọi điện thoại đến ra lệnh muốn nhà hàng chúng ta nấu một ít cháo để đưa qua bệnh viện cho phó tổng lãnh hiện tại mọi người đã tan tầm chỉ còn lại cô thôi cô mau nhanh lên cùng lão đầu bếp chuẩn bị cho tốt rồi đưa qua bên đó đi hả tôi ư Tiểu Nhu bất ngờ giật mình kêu lên. Audio điện tử võ tấn bền. chương 1041, đừng. Mùa thu, thực sự đã đến. Nhiệt độ dần dần giảm xuống, một cơn gió, từ hướng nam quét xuyên qua những chiếc lá xanh xanh, trái phải lay động. Tiểu Nhu mặc chiếc áo len lông thỏ tuyết trắng, quần đùi màu đen, mang đôi bốt ngắn đen, đeo ba lô, nhanh chóng đi ra khỏi tòa nhà, mặt lộ vẻ khẩn trương cùng kích động, bước trên bãi cỏ xanh kia, căn cứ theo sự căn dặn của lão đầu bếp, đi đến chỗ chú chu ở bộ phận cây xanh, lấy loại cầu kỳ mà ông cụ vừa trồng trong vườn về, cô vừa dẫm lên cỏ xanh mềm mại đi về phía trước, vừa có chút cấp thiết nhìn xung quanh bộ phận cây xanh phía bên kia, vừa vặn nhìn thấy chú chu, đang dưới bóng một gốc cây xoài đi ra. Cô vội vã bước qua, hướng về phía chú chu giải thích nguyên do. Chú chu nghe, liền cười mắng lão đầu bếp một câu, mới đưa một chén sứ trắng lớn bằng bàn tay, đưa cho tiểu nhu. Tiểu Nhu lập tức cười ngọt ngào thật thà phúc hậu vui vẻ nhận lấy, hướng về phía chú Chu khéo léo nói lời cảm ơn, liền tức khắc ôm chén cầu kỳ kia, nhanh chóng đi về phía phòng ăn ngự tôn. Phòng bếp Lão đầu bếp đang đứng trước nóc lò nóng hổi, tay cầm một con dao phay sắc bén, trước mặt hai học trò, đem nhân sâm 800 tuổi, đưa đến trên thất gỗ, đầu tiên là đập mạnh một cái, sau đó cắt cạch 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 đem nhân sâm cắt thành hạt nhỏ, lại bỏ chúng vào trong chung sứ, dùng chay không ngừng giã nát, Vừa dã vừa ngửi được mùi vị nhân sâm hoang dại hiếm hoi kia thực sự vô cùng nồng đậm, nghĩ loại nhân sâm 800 năm này, tùy ý dùng làm canh uống, thật là lãng phí a. Sư phụ, gạo nếp đã chuẩn bị xong, một học trò đem gạo nếp trắng đã được chuẩn bị đưa đến trước mặt lão đầu bếp, lại đem táo tàu, gừng ngọt đưa đến trước mặt lão đầu bếp. Cầu kỳ tới đây, tiểu Nhu vẻ mặt nhiệt tình cùng hưng phấn cầm chén cầu kỳ kia, đi vào phòng bếp, vui vẻ cười nói. Được, đặt ở đây lão đầu bếp đầu tiên đem gạo nếp cùng táo tàu ngâm rồi dùng bàn tay mình ấn chặt quay sang tiểu nhu mới nói đùa tiểu nhu a à. cô đem nhâm sâm 800 năm này hầm canh cho người khác uống cô không đau lòng a à. không đau lòng tiểu nhu tức khắc ngây ngô hiền lành cười rộ lên nói lãnh phó tổng là bạn của tôi mà ha 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 lão đầu bếp nghe được lời nói ngốc nghếch này dù sao cũng là người thế hệ trước tự nhiên hiểu được đạo lý này liền nói đùa tôi nghĩ là nhân sâm chân quý như vậy đem cho lãnh phó tổng ăn phải con dễ cha cô mới có thể báo đáp lại được a à? tiểu nhu mặt đỏ bừng vội vội vàng vàng ngẩng đầu nhìn về phía lão đầu bếp nói không có không có không có ý này ha 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 lão đầu bếp lại một trận bật cười cửa phịch một tiếng mở ra trần mạn hồng đột nhiên hệt như tượng phật đứng ngay cạnh cửa ôm vai nhìn những người này bên trong phòng bếp tiểu nhu cũng xoay người Thật khẩn trương nhìn về phía Trần Mạn Hồng, sợ đến mức nói không nên lời, vô thức dịch chuyển người qua, muốn che giấu gốc nhân sâm 800 năm kia. Che giấu cái gì đó? Trần Mạn Hồng bước nhanh qua, lạnh như băng đẩy Tiểu Nhu ra, liếc mắt nhìn mảnh nhân sâm nhỏ trong chén kia, nói thẳng, người này thật sự không phải lấy nhân sâm từ trong kho lạnh phòng ăn đem ra đấy chứ? Bày lên mặt bàn xem, nhân sâm phòng ăn chúng ta, ít nhất 10 năm trở lên a. Lão đầu bếp nghe lời này vẫn còn đang vo gạo, lại rửa lá cầu kỳ, vẫn chỉ cười cười không lên tiếng. Tiểu Nhu mở to mắt, đứng ở một bên, không dám lên tiếng, chỉ cúi đầu thấp. Trần Mạn Hồng lạnh lùng nhìn chằm chằm cái nhà đầu chết tiệt kia, dáng vẻ sợ hãi rụt rè, hừ một tiếng nói, đợi một lát khi đưa chén canh sâm qua đó, cẩn thận một chút. Nghe nói hoàn á bên kia, có một nữ phó tổng từ nước Anh quay về, người kia người giúp đỡ tổng giám đốc trang, làm việc hết sức anh minh cùng nhanh nhẹn, ánh mắt rất sắc bén, một lát khi qua đó, đừng làm mất mặt của tôi. Biết không?" Tiểu Nhu dừng lại một chút, mới trực tiếp ấp a à ấp úm nói, "Biết. Biết." Trần Mạn Hồng lại hung ác trợn mắt liếc cô một cái, mới xoay người đi ra ngoài. "Này, Trần quản lý." Lão đầu bếp vừa đem gạo nếp cùng bột nhân sâm nhét vào trong bụng gà, mới ngẩng đầu nhìn về phía Trần Mạn Hồng cười rộ lên nói, "Giá nhân sâm tiểu Nhu mang ra, hôm nay hóa đơn này tính cho ai?" Trần Mạn Hồng tức khắc sắc bén xoay người Nhìn về phía lão đầu bếp tức giận nói, đương nhiên căn cứ theo nhân sâm 10 năm, tính cho tổng giám đốc Trang. Hoặc là phó tổng, tờ hóa đơn này, cầm lấy đi, ai ký tính người đó. Dù sao cũng không phải Trần Mạn Hồng tôi, cũng khẳng định không tính cho phòng ăn ngự tôn tôi. Dựa vào cái gì a? À? Hừ. Cô vừa nói xong, đã nhanh chóng xoay người, vịch một tiếng, đóng cửa lại đi thẳng ra ngoài. Tiểu Nhu nhìn Trần Mạn Hồng đi ra ngoài, mới thở phào nhẹ nhõm. Lão đầu bếp lại cười rộ lên, khôi hài nói, nếu như cô ấy biết, đây là củ nhân sâm 800 năm nhà cô, nhất định tự mình lấy giá trên trời, để cho tổng giám đốc ký. Như vậy, khẳng định tích hiệu của cô ấy tháng này, nhất định đạt được hoàn toàn. Mọi người cùng nhau cười rộ lên, Tiểu Nhu cũng chỉ ngây ngốc cười một chút, liền lại khẩn trương ngốc nghếch, nhìn lão đầu bếp tiếp tục nấu canh gà nhân sâm kia. Bệnh viện. Lãnh Mạc Hàn nằm nghiêng trên giường, nhìn Tô Lạc Hoành cùng Lâm Sở Nhai ngồi cùng một chỗ vừa nói vừa cười, Tiêu Đồng đang ngồi bên kia, gò táo cho mọi người ăn, sau đó Trang Hạo Nhiên cũng lợi dụng thời gian ngắn nghỉ ngơi, ngồi một mình trên sofa, mặt bộc lộ vẻ nghiêm túc, căn dặn Tào Anh Kiệt nói, cuộc khảo hạch cuối năm để thăng chức của các khách sạn thuộc tập đoàn Á Châu đã bắt đầu, mà cuộc khảo hạch năm của các khách sạn thuộc Hoàn Á bên châu Âu cũng đang khẩn trương được chuẩn bị, bảo Tào Anh Kiệt giám sát một chút. Trang Hạo Nhiên ngồi tại chỗ, theo thói quen hai tròng mắt lóe lên, dừng lại, suy nghĩ một số chuyện, mới xoay người, nhìn Tào Anh Kiệt nói, cậu có thời gian, bắt tay vào chuẩn bị một cuộc thi đấu chức vị chuyên nghiệp cho tập đoàn Á Châu và Hoàn Á. Mỗi nơi cử ra tuyển thủ ưu tú nhất tham gia dự thi. Có thời gian, thiết kế một phần tài liệu đưa cho tôi. Được, Tào Anh Kiệt hơi nghiêm mặt gật gật đầu, anh tốt nghiệp trường quản lý khách sạn xuất sắc nhất thế giới, đối với nghiệp vụ và điều khiển khách sạn, có tiếng thành thạo trong ngành, từng có bằng kỹ năng chuyên nghiệp, cứu vãn sự nghiệp ẩm thực của vô số khách sạn. Lãnh mặc hàn lạnh lùng lẳng lặng ngồi trên giường bệnh, như có như không nghe bọn họ nói vài lời, hai chồng mắt lại thỉnh thoảng vô thức liếc về phía cạnh cửa, không hiểu sao có chút khẩn trương. Trương Thục Giao đứng bên cạnh cửa sổ sát đất, trước hai chiếc bàn tròn cỡ lớn, đặt lên gần 32 tách trà lại nước trái cây, còn có trà sâm, nghĩ lãnh mặc hàn vừa tỉnh lại, hoa quả cũng không muốn ăn, trà không muốn uống, cơm cũng không muốn ăn, cô cũng gấp gáp muốn chết, bưng nước việt quất mà mình vừa pha chế mặt bộc lộ ôn nhu tươi cười đi tới trước mặt lãnh mặc hàn đem nước trái cây đưa tới nói đến uống đi nước việt quất nóng lãnh mặc hàn không lên tiếng chỉ bộc lộ vẻ nhàn nhạt, nhạt dường như đang suy nghĩ chuyện gì đó ngoặc kép chấm 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 ngoặc kép trương thục giao nhất thời im lặng bưng lý nước trái cây kia thật sự bất đắc dĩ nói thẳng tôi nói anh rốt cuộc muốn uống cái gì chứ vừa rồi bác sĩ đã vào nói anh có thể ăn uống được, ít nhất cũng phải uống thứ gì đó chứ. Không cần, nhạt miệng, không có khẩu vị, lãnh mặc hàn trực tiếp nhàn nhạt cự tuyệt. Tiêu đồng vừa gọt táo, vừa nhịn cười, ngẩng đầu liếc mắt nhìn về phía lãnh mặc hàn một cái. Trương Thục Giao tức khắc vô cùng sắc bén liếc mắt nhìn tiêu đồng, cố ý nói có phải cô biết chuyện gì hay không? Đại loại như anh ấy thích ăn gì, uống gì? Tôi không nói cho cô, mặc hàn là của tôi, tiêu đồng không nói hai lời, liền ngồi sát lãnh mặc hàn, đầu hơi dựa trên bả vai anh. Lãnh mặc hàn nặng nề thở hổn hển một hơi, bất đắc dĩ ngẩng đầu, lại vô thức liếc nhìn cánh cửa kia một cái. Trang hạo nhiên ngồi tại chỗ, ngước mắt, nhìn về phía dáng vẻ của lãnh mặc hàn, hơi nghi hoặc. Sốt cuộc, một trận tiếng bước chân nhẹ nhàng truyền đến, sau đó bóng người chiếu lên bức tường trong suốt bên trong phòng bệnh, mặc dù dừng trước cửa sổ, nhưng vẫn có thể thấy bóng người kia không cao, lãnh mặc hàn tức khắc có chút khẩn trương, hai tròng mắt nhanh chóng chấp chấp nhìn chằm chằm cánh cửa kia tiếng gõ cửa quả thực lặng lẽ vang lên trang hạo nhiên liếc mắt nhìn lãnh mặc hàn lại quay mặt sang nhìn về phía cánh cửa kia mới lấy thân phận tổng giám đốc đáp lại tiến vào cửa nhẹ nhàng đẩy ra lãnh mặc hàn tức khắc hơi ngồi dậy hai mắt nóng cháy nhìn về phía bóng dáng xinh đẹp ngoài cửa kia vừa mới kích động lại nhanh chóng tối sầm lại văn văn mặc đồng phục khách sạn tay cầm hộp giữ nhiệt chuyên dùng của khách sạn, vô cùng tôn kính đứng ở cạnh cửa, thật khẩn trương hướng về phía tổng giám đốc và các vị phó tổng giữa phòng gật đầu, nói tổng giám đốc, các vị phó tổng, tôi là trưởng bộ phận phòng ăn ngự tôn, Trần Văn Văn. Nghe thư ký tiêu nói lãnh phó tổng thân thể không thoải mái, muốn uống canh sâm, chúng tôi liền để lão đầu bếp đặc biệt hầm canh sâm 10 năm, đưa tới cho phó tổng. Trang hạo nhiên hai tròng mắt có chút sắc bén, nhìn về phía văn văn, có chút giò xét, mới mỉm cười nói đưa vào đây vâng trong lòng văn văn khẽ kêu lên một tiếng thật cẩn thận đưa canh sâm tiến vào lãnh mặc hàn ngồi trên giường bệnh cảm giác thần kinh của mình căng đến mức siết chặt cắn chặt răng chừng mắt nhìn dáng vẻ khẩn trương cùng âm thanh vâng giả dạ kia của văn văn cảm giác hơi thở vừa mới nén lại nơi lồng ngực lại muốn nổ tung ai lâm sở nhai nhìn văn văn khẩn trương đi tới liền cười hỏi kỳ quái tôi còn tưởng rằng tiểu nhu đưa tới đây đúng vậy Tiêu đồng cũng kỳ quái nhìn về phía văn văn, cười hỏi, tôi không phải giận, bảo tiểu nhu đưa tới sao. Trương Thục Giao nghe lời này, liền có chút kỳ quái nhìn về phía văn văn. Lãnh mặc hàn cũng lạnh lùng nhìn chằm chằm cô. Văn văn đứng một bên, có chút khẩn trương cười nói, tiểu nhu ngày mai sẽ phải khảo hạch thăng chức, cho nên không thể qua đây. Đây là đợt khảo hạch trưởng ca lần thứ ba của cô ấy, nếu như không qua, có thể sẽ bị khấu trừ tiền lương, có thể chính vì như vậy, nên có chút khẩn trương. Lãnh Mặc Hàn mặt cứng rắn, hai tròng mắt cường liệt lóe ra, tay bất giác nắm chặt ga giường, mím chặt môi không lên tiếng. Trang Hạo Nhiên vô thức liếc mắt nhìn Lãnh Mặc Hàn, mới mỉm cười, nhìn về phía Văn Văn nói, biết rồi. Đặt xuống đi. Vâng, Văn Văn liền thật cẩn thận đem canh sâm từ trong hộp giữ nhiệt bưng ra, đặt trên bàn nhỏ chỗ giường bệnh, lại cẩn thận mở nắp lên, lập tức một trận mùi hương nhân sâm nồng đậm, ngập tràn toàn bộ phòng bệnh, làm người ngửi được đều cảm giác tinh thần sảng khoái. Trang Hạo Nhiên khứu giác nhạy bén, người được mùi nhân sâm này, mới nghi ngờ cười nói, "Đây chỉ là nhân sâm 10 năm." Vâng, Văn Văn Tôn kính gật đầu, liền bưng canh lên, đưa về phía Lãnh Mặc Hàn, nói canh sâm này là lão đầu bếp chúng tôi tự mình giám sát, đoán chừng đủ niên đại. Phòng Thu mua cũng có ghi lại. Cô nói hết lời, liền quy quy củ củ bưng đưa đến trước mặt Lãnh Mặc Hàn. Lãnh Mặc Hàn sắc mặt cứng rắn, trực tiếp tức giận dùng tay ngăn cản vội ý quét qua chén canh kia, nói câu không uống. Dầm, văn văn bất ngờ, tay bưng canh sâm, bị lãnh mặc hàn lật úp lại, cả chén canh sâm liền dầm một tiếng, rơi trên mặt đất, văng tung tóe đầy đất. Đừng, một thanh âm, đột nhiên đau lòng từ bên ngoài phòng truyền đến. Mọi người cùng nhau ngẩng đầu, cư nhiên kinh ngạc nhìn thấy tiểu nhu mặc áo lông trắng cùng quần đùi đen, cấp thiết chạy vào phòng bệnh, mặt bộc lộ sự đau lòng, hai mắt đẫm lệ, Nhìn về phía chén canh kia cứ như vậy bị rơi vỡ trên mặt đất, đó chính là canh xâm mình canh giữ gần 3 giờ đồng hồ. Lãnh Mặc Hàn hơi giật mình, cũng tức khắc ngẩng đầu, nhìn về phía Tiểu Nhu. Chương 1042, chút tâm ý. Bầu không khí bỗng chốc ngưng kết lại. Mọi người đầu tiên hơi giật mình nhìn về phía bộ dáng kích động của Tiểu Nhu xuất hiện kia, cảm thấy nghi ngờ, có chút bất đắc dĩ nhìn về phía Lãnh Mặc Hàn lãnh mặc hàn cũng bộc lộ vài phần khẩn trương cùng tiểu tụy nhìn về phía tiểu nhu hai tròng mắt nhanh chóng chớp nhớ tới chính mình vừa làm đổ canh sâm anh có chút không biết phải làm sao lại ngẩng đầu nhìn về phía người đang đứng trước cửa trương thục giao cũng vô thức đứng bên cạnh lãnh mặc hàn cũng hơi nghi ngờ nhìn tiểu nhu tiểu nhu hệt như đứa bé bị bắt nạt hai mắt ngấn lệ thương tâm khổ sở liếc mắt nhìn lãnh mặc hàn lại đau lòng cúi đầu nhìn mảnh vỡ sứ trắng trên mặt đất và nước canh sâm ẩm ướt vẩy trên mặt đất, cái đùi gà kia cũng rơi trên mặt đất, dơ bẩn, mắt cô chớp chớp, nước mắt lăn xuống, không nhịn được mím môi, nhớ tới sáng nay lúc cha mình lấy được nhân sâm, cô tức khắc dùng cái hộp đựng, liền đang suy nghĩ lúc nào có thể tìm một cơ hội, lấy nấu canh cho người này ăn. Cha nói, tiết trời lạnh, thân thể của mình có chút không tốt, mới cho mình nhân sâm chân quý như vậy dùng để giữ nhiệt cho cơ thể. Hàng năm vào thu, đều là chị mình một cây, mình một cây lòng cô đau nhói, đứng ở cạnh cửa, không hiểu sao bỗng cảm thấy có chút phẫn nộ, cũng không để ý Văn Văn đang vội vội vàng vàng nhận lỗi, cô một thân một mình, trong tay cầm hóa đơn của phòng ăn Ngựa Tôn, hệt như một đứa nhỏ quật cường, đi vào phòng bệnh, đi thẳng tới trước mặt Trang Hạo Nhiên, ngốc ngách đem tờ hóa đơn đưa cho Trang Hạo Nhiên. Trang Hạo Nhiên lập tức ngồi trên sofa, mặt cười như không cười, ngước mắt liếc nhìn Tiểu Nhu một cái, biết cô là bạn tốt của Khả Hinh, không phải không lễ phép, liền có chút không rõ nhìn cô kỳ quái đáp hả tiểu nhu thở dốc nắm tờ hóa đơn kia lại đưa về phía trang hạo nhiên nói đây là hóa đơn của phòng ăn chúng tôi có phải hay không là chữ ký của anh tổng giám đốc một chén canh sâm lời này vừa nói ra mọi người lập tức cũng không biết bày ra nét mặt gì nhìn về phía đứa nhỏ đang tức giận kia lãnh mặc hàn càng khẩn trương ấy nấy nhìn về phía bóng lưng tiểu nhu cô hôm nay mặc áo len trắng quần đùi đen mang bốt ngắn lộ ra đôi chân trắng nõn thon dài, tóc buộc cao đuôi ngựa, thuần khiết nhanh nhẹn, trên trán rũ xuống vài sợi tóc mái, rơi vào trước khuôn mặt trái xoan nhỏ nhắn đang đỏ bừng, đôi mắt chấp chấp, rất tức giận. Anh trong lúc nhất thời, lại có chút xấu hổ. Tiêu đồng lúc này, cũng có chút khẩn trương liếc về phía tiểu nhu, người này so với Trần Mạn Hồng nói cũng hệt như một con lật đật, một cô gái nhiệt tình không ngã, yêu thương không ngã, tính tình cũng không ngã, hôm nay dường như thực sự tức giận hóa đơn sao, tôi ký, Trang Hạo Nhiên đành phải bật cười một chút, liền vươn tay nhận lấy tờ hóa đơn kia, mở ra, liếc mắt nhìn hóa đơn hai vạn hai này, liền không chút do so dự từ trong túi sách của mình, lấy ra bút máy màu đen, đang muốn ký tên. Chờ một chút, Tiểu Nhu đột nhiên phồng mặt lên, tức giận gọi. Trang Hạo Nhiên lập tức có chút kỳ quái ngẩng đầu, nhìn về phía Tiểu Nhu dáng vẻ như muốn giải quyết việc chung, liền cười hỏi, sao vậy? Khuôn mặt nhỏ nhắn của Tiểu Nhu bỗng căng thẳng, rất cố chấp tức giận nhìn Trang Hạo Nhiên, nói: "Hóa đơn này có vấn đề." "Vấn, vấn đề gì?" Trang Hạo Nhiên đầu tiên nheo mắt nhìn mọi người, mới ngẩng đầu nhìn Tiểu Nhu lại lễ phép hỏi: "Có chuyện gì?" Cô cứ việc nói. Vừa rồi thời gian ở trên giấy tính tiền, Tiểu Nhu tức giận đến lạnh lùng cương quyết nói được phân nửa, lại nhìn Trang Hạo Nhiên dũng cảm nói tiếp: "Tôi và quản lý nói sai rồi. Đây không phải là nhân sâm 10 năm, đây là nhân sâm 800 năm của phòng ăn chúng ta." giá không đúng, phúc, trang hạo nhiên lập tức giống như nuốt phải một con ruồi chết, có chút không thể tin nổi mở to mắt nhìn về phía tiểu nhu nói a à. bao bao nhiêu lãnh mạc hàn nhất thời cấp thiết ngẩng đầu nhìn về phía tiểu nhu trái tim hệt như bị người ta lấy búa nện bịch một tiếng vỡ nát mấy người lâm sở nhai cùng tô lạc hoành còn có tào anh kiệt tức khác mở to mắt anh nhìn tôi tôi nhìn anh cũng khoa trương rụt đầu rụt đuôi đem miệng há hốc ra 825 năm, Tiểu Nhu lại hai mắt rưng rưng, tức giận đến trái tim muốn lên men, mũi đỏ bừng, nghẹn ngào nén đau thương nói tiền này không đúng. Anh chuyển nhập lại số tiền, rồi lại ký tên của anh. Trang Hạo Nhiên là một người làm ăn, đương nhiên theo phản xạ có điều kiện tính toán số tiền kia, rốt cuộc có đáng giá đầu tư hay không, rốt cuộc có đáng giá hay không, nghĩ tới nhân sâm 800 năm này, con người mắt anh trợn tròn, cầm cây bút máy kia, dừng trước hóa đơn hơn một vạn, giống như đứa nhỏ la ầm lên, vậy, vậy, vật bao nhiêu tiền a? À? Anh nói xong, liền tàn bạo liếc xéo lãnh mặc hàn. Lãnh mặc hàn cũng có chút cấp thiết ngẩng đầu, nhìn về phía tiểu nhu. Tôi không biết, tiểu nhu ngốc nghếch đáp lại, tôi làm sao biết nó bao nhiêu tiền. Tổng giám đốc ngài đánh giá một chút, tùy tiện cấp cho nó một con số đi. Nếu không, tôi rất khó mà giải thích với nhiệm vụ quản lý giao cho. Đây chính là nhân sâm núi trường Bạch gần 900 năm. Trang Hạo Nhiên lập tức lại như ăn phải con ruồi thứ hai, há hốc mồm chừng mắt nhìn hóa đơn này. Lãnh mặc hàn nhất thời bất đắc dĩ ngẩng đầu, nhìn về phía Tiểu Nhu, xin lỗi cùng ấy náy nói, anh ký. Bao nhiêu tiền? Tiểu Nhu nghe lời này, liền hơi đỏ mặt, muốn cướp tờ hóa đơn kia, giao cho lãnh mặc hàn. Trang Hạo Nhiên lại bật cười tay thu lại, mặt bộc lộ vẻ nhẹ nhóm, đem hóa đơn cầm vào giữa lòng bàn tay, nói, không cần. Tôi ký. Anh nói xong, liên chuẩn bị để tiêu đồng đưa nhân viên vật tư đánh giá nhân sâm 800 năm này bao nhiêu tiền. Là 825 năm, Tiểu Nhu lại nhanh chóng nhìn về phía Trang Hạo Nhiên, giống như đứa nhỏ nổi giận nói. Đúng đúng đúng, 825 năm, Trang Hạo Nhiên lại cười rộ lên, nhìn chén canh sâm 825 năm kia, vung vẩy đầy đất, anh thật muốn lấy giày ném người kia. Tôi ký, Lãnh Mặc Hàn nhìn về phía Trang Hạo Nhiên đưa mắt ra hiệu nói, canh này do tôi làm đổ. Tiểu Nhu vừa nghe lời này, không nói hai lời, đỏ mặt liền đoạt lấy tờ hóa đơn trong tay Trang Hạo Nhiên, đi nhanh tới trước mặt Lãnh Mặc Hàn, đem hóa đơn đưa cho anh. Lãnh Mặc Hàn chậm rãi ngẩng đầu, nhìn về phía Tiểu Nhu đờ nát vẻ mặt tức giận, hai mắt anh lại tràn đầy thiếu ý. Tiêu Đồng cầm di động, sau khi cùng phòng thu mua nói chuyện xong, có vẻ khó khăn quay đầu, nhìn Trang Hạo Nhiên nói, ách. Phòng thu mua nói, cái này rất khó đánh giá, bởi vì lúc trước khách sạn chúng ta có mua một cây nhân sâm trăm vạn, hình như giá tiền là hơn 90 vạn, ông ấy nói nếu căn cứ theo giá thị trường mà tính, càng già lại càng đáng giá hơn. Vậy hẳn là tính khoảng 800 vạn đến ngàn, ngàn vạn. Phốc. Mọi người trong nháy mắt mạch máu đều ngưng kết lại, bọn họ bất luận có bao nhiêu tiền, 100 ngàn cũng không phải là con số nhỏ. Lãnh Mặc Hàn nghe giá tiền này, cũng có chút giật mình ngẩng đầu, nhìn về phía Tiêu Đồng. Tiểu Nhu lần này nghiến răng nghiến lợi nhìn về phía lãnh mặc hàn, nói, vậy lãnh phó tổng ngài tùy tiện cấp 800 vạn đi. Tôi coi như tính số chẵn cho anh. Cái người thành thật này. Này, Trương Thục Giao nghe lời này, có chút không liên quan, nhìn về phía Tiểu Nhu với dáng vẻ cả vú lấp miệng em, cười rộ lên, nói, cô nói 800 vạn liền là 800 vạn sao. Nhân sâm chất lượng cũng có hư hỏng, cô không có nghe nói sao, nhân sâm kỳ thực tới số tuổi nhất định, sẽ không đáng giá nữa sao nhân sâm nhà tôi sao có thể không đáng giá tiểu nhu thương tâm khổ sở ngẩng đầu nhìn về phía trương thục giao nghẹn ngào nói đây là cha tôi đau khổ cay đắng tích chữ lại cho tôi và chỉ tôi vào thu mỗi người một cây bởi vì sợ tôi lạnh sáng nay cho tôi cũng tiếc không dám ăn cô một nhân viên phục vụ nhỏ như vậy trong nhà có thể có nhiều vật chân quý sao trương thục giao không khách khí sắc bén nói thục giao lãnh mặc hàn nghiêm túc quát trương thục giao Tiểu Nhu vừa nghe lời này, trong lòng đau xót, thật khổ sở nhìn cô, nước mắt từng giọt lăn dài, thật lòng nói, đúng. Nó không quý giá, nó bị tròn vùi dưới đất 800 năm, cha tôi cũng không coi nó là vật chân quý gì, thế nhưng giữ lại cho con gái, phần tấm lòng này mới là vô giá. Tôi, tôi, chén canh này của tôi, ninh hầm suốt 3 giờ. Lão đầu bếp nói, hầm nhân sâm lâu năm như vậy, tốt nhất là dùng củi lửa nấu, hương vị sẽ càng đậm tôi liền đem tất cả củi khô ở bộ phận cây xanh nhặt về, cùng lão đầu bếp nhóm lửa nấu ở bên ngoài. Ninh hầm suốt 3 giờ sau a, à, tôi phải nhặt bao nhiêu củi chứ? Lãnh mặc hắn nghe, trong lòng đau nhói ngẩng đầu, nhìn về phía tiểu nhu. Tiểu nhu càng nói càng đau lòng, ở trong mắt mấy người các người, thời điểm tâm tình tốt, toàn bộ hoa quả cùng món nguội đều có thể ăn liền. Thời điểm tâm tình không tốt, một chén canh sâm 800 năm, cứ như vậy đánh vỡ rốt cuộc có bao nhiêu phú quý a? À. các người không biết rằng, hàng năm tại thời điểm hạt thóc biến thành gạo, có vài hạt gạo dụng trên ruộng đồng, bà cố nội trong thôn chúng tôi đều phải cúi người xuống nhặt lấy từng hạt một, từng hạt từng hạt đều vất vả, không có thứ gì lãng phí, không có xa xỉ như vậy, thật quá mức. Tiểu Nhu nói xong liền thật đau lòng khóc xoay người chạy như bay ra ngoài. Tiểu Nhu lãnh mặc Hàn nhìn Tiểu Nhu đi ra ngoài, tim anh căng thẳng, tức khắc nhấc chăn lên muốn đứng dậy đuổi theo ra ngoài. Ai, anh đi đâu vậy? Trương Thục Giao thoáng cái giữ chặt thân thể anh, lo lắng nói, anh đừng đứng lên, bác sĩ dặn, anh phải nằm. Lãnh mặc hàn lại ngưng mặt, không đếm xỉa lời nói của cô, nhanh chóng nhấc chăn lên, tay chống nơi lồng ngực đau đớn, cương quyết đứng lên, loạng choạng đi ra khỏi phòng bệnh. Trương 1043, người nhìn ta, ta nhìn ngươi. Hoàng hôn, gió thu đột nhiên nổi lên, cây cối lay động mạnh hơn. Lãnh mặc hàn chỉ đơn giản mặc đồng phục bệnh nhân mỏng manh, cứ như vậy khẩn trương tay giữ lồng ngực, sốt ruột đi ra khỏi phòng bệnh, lại trong nháy mắt, cũng đã không thấy người kia đâu, trong lòng anh sốt ruột, liền gắng gượng chống đỡ thân thể đau đớn, loạn choạng cất bước đi về phía trước. Mặc hàn, anh, trương thục giao thực sự lo lắng cho lãnh mặc hàn, vội vã đi tới, hai tay đỡ người anh, để anh tiếp tục đi về phía trước. Mấy người trang hạo nhiên cùng tô lạc hoành, cũng khẩn trương đi ra ngoài nhìn thấy dáng vẻ đau lòng ấy náy kia của lãnh mặc hàn cũng nhanh chóng đi lên bình thường đều biết anh cùng với tiểu nhu vẫn luôn hợp ý tiểu nhu cô gái này cũng có tiếng đối với bạn bè rất nhiệt tình đối với ai cũng đều tốt như vậy nhiệt tình như vậy lần này lãnh mặc hàn làm như vậy thật sự là làm tổn thương cô đại sảnh bệnh viện vì vào thu nên có chút lạnh lẽo lãnh mặc hàn dọc theo hành lang thật dài xót ruột hướng về phía bên này hành lang bệnh viện đi tới bởi vì khí trời lạnh lẽo cho nên bệnh nhân qua lại cũng không nhiều, có chút vắng vẻ, thấy cô gái nào đó, hai mắt anh chợt lóe, lại muốn cấp thiết cất bước đi ra đại sảnh, nhìn thấy Lâm Bạch Bạch sách theo thuốc của bác Phúc đi vào đại sảnh muốn đến bắt mạch cho mình, anh lập tức nhìn cô, hơi bộc lộ sự khẩn trương hỏi, thấy Tiểu Nhu không? Lâm Bạch Bạch mang theo chiếc mũ nồi hàng trăm năm bất biến của cô, kỳ quái mở to mắt, nói, không thấy. Cô ấy tới rồi sao? Không phải nói không có thời gian, phải thi sao? lãnh mặc hàn lập tức ủ rũ thật vất vả mời mong được người này đến lại cứ như vậy mà đi rồi trương thục giao vẫn vẻ mặt hoài nghi không thể tin nổi nhìn về phía lãnh mặc hàn lãnh mặc hàn lại không nói gì nữa lúc trang hạo nhiên cùng tô lạc hoành chạy tới anh lại bộc lộ vẻ nhàn nhạt trầm mặc xoay người quay về ai không nhìn thấy tiểu nhu a à? tô lạc hoành nhìn dáng vẻ tiều tụy cùng mất mát của lãnh mặc hàn liền thuận miệng hỏi lâm bạch bạch lâm bạch bạch ngẩng đầu nhìn về phía Tô Lạc Hoành trực tiếp không khách khí nói, anh biết sao? Tôi không phải mới vừa nói, không nhìn thấy sao? Tô Lạc Hoành vừa nghe lời này, sắc mặt cứng ngắc, con mắt trái vẫn còn sưng đen lên như bảo vật quốc gia, tức giận nhìn về phía Lâm Bạch Bạch, nói tôi tình nguyện tôi mù, nhìn không thấy, trong lòng tôi còn thoải mái. Vậy có muốn tôi cho anh một châm, cho anh mù một năm? Lâm Bạch Bạch không nói hai lời, sắp sửa rút ra một cây châm, đâm anh. Nhớ kỹ cho tôi. Tô Lạc Hoành vội vã quay người đi. Lâm Bạch Bạch hung hoang liếc mắt nhìn anh một cái, mới chịu cất bước đi về phía trước, lại vô thức ngửi thấy được mùi vị gì đó, kinh ngạc nói: "Ôi trời, đây có phải nhân sâm 800 năm của nhà Tiểu Nhu không?" Mọi người cùng nhau trầm mặc xoay người, nhìn cô. "Làm sao cô biết?" Lâm Sở Nhai kỳ quái nhìn về phía Lâm Bạch Bạch, hỏi. Lâm Bạch Bạch nói thẳng: "Tôi sao lại không biết, nhà bọn họ có bao nhiêu gốc nhân sâm, tôi đều biết." gốc nhân sâm này ít nhất phải 800 năm, tổng cộng có hai gốc, một gốc là của Tiểu Nhu, một gốc là của chị cô ấy. Loại nhân sâm này chống lạnh tốt nhất, sức khỏe Tiểu Nhu vốn không tốt, vừa đến trời thu, cha cô ấy liền đem nhân sâm này cho cô ấy ăn. Nếu không, cô ấy sẽ không chịu được lạnh, cô ấy từ lúc 5 tuổi đã ăn loại nhân sâm này rồi. Nhưng mà, đấy là gốc cuối cùng của cô ấy, năm nay ăn hết, sau này đều không cần ăn nữa. Lâm sở nhai cao mày, nghi ngờ nhìn về phía lâm bạch bạch cảm thấy cô nói có chút chân thực liền vô ý thức hỏi rốt cuộc cha tiểu nhu rốt cuộc là làm cái gì sao có thể đem nhân sâm như vậy ăn như ăn cơm vậy hay là trong thôn các cô có rất nhiều nhân sâm hoang dại lãnh mặc hàn đứng một bên cũng bộc lộ vẻ nhàn nhạt hơi nghiêng mặt vô thức lắng nghe lâm bạch bạch vừa mới muốn giải thích lại nghe đến một trận tiếng bước chân gấp gáp tiêu đồng lúc này nhanh chóng đi tới nhìn về phía mọi người vui sướng nói, Uyển Thanh tỉnh rồi. Mọi người nghe lời này, tức khắc ngạc nhiên vui mừng cười, lãnh mặc hàn cũng nhìn về phía tiêu đồng, mặt bộc lộ vẻ vui sướng. Mau đi xem một chút, Trang Hạo Nhiên nghe thấy tin vui này, liền tức khắc xoay người dẫn mọi người cùng đi thăm Uyển Thanh, lãnh mặc hàn đã dưới sự nâng đỡ của Trương Thục Giao, mạnh tay ấn vết thương, cũng cất bước đi về phía trước, thế nhưng vừa mới đi vài bước, vẫn còn chưa từ bỏ ý định xoay người, liếc mắt nhìn bên ngoài đại sảnh, Chiếu vào ánh mặt trời sáng bóng, cùng với một đài phun nước đầy sắc màu cao cao, thật lâu dừng ở vị trí kia, cuối cùng mới mất mắt xoay người trở về. Bóng lưng, từng chút một biến mất bên trong đài sảnh bệnh viện. Một bóng người nho nhỏ, từ sau đài phun nước, chậm rãi đi ra. Tiểu nhu đứng bên cạnh đài phun nước, mở to đôi mắt to ngây thơ đơn thuần, có chút ôn nhu cùng điềm đạm đáng yêu nhìn bóng lưng lãnh mặc hàn, từ từ biến mất trước mắt mình, lòng cô đột nhiên đau xót cũng chỉ thất lạc xoay người, một thân một mình ôm ba lô, cất bước đi về phía trước, bên trong còn có thật nhiều trà bánh, có đủ loại hương vị. Cô bé này cứ như vậy, đi dưới ánh nắng mặt trời, đón gió lạnh lẽo, lập tức cảm thấy có chút lạnh, kìm lòng không được hắt xì một cái. Đầu có chút nặng, có thể là bị cảm. Cô bé này kìm lòng không được rất uất ức hít mũi một cái, lại ôm ba lô, tiếp tục cất bước đi về phía trước. Một chiếc xe thương vụ màu đen, hệt như viên đạn, trong nháy mắt thắng gấp bên cạnh Tiểu Nhu, ngay lúc cô bé này còn chưa kịp quay đầu lại, một bóng người màu đen trong khoảnh khắc xuất hiện, cô ta mặt lạnh tàn nhẫn vươn tay, siết chặt cổ Tiểu Nhu, tức khắc đem cả người cô kéo lên xe thương vụ, phịch một tiếng đóng cửa lại. "Cứu!" Tiểu Nhu cả người nằm bò trước cửa sổ xe, quát to một tiếng, cũng đã bị một phụ nữ mặc áo đen xuất trưởng đánh cho ngất đi. Tiểu Nhu cứ như vậy cả người té xỉu ở trong xe chiếc xe thương vụ lại như mũi tên lao thẳng về phía trước chỉ còn lại chiếc ba lô kia chợt dừng dưới ánh mặt trời có phần trói mắt chiếc xe thương vụ vẫn như mũi tên lao như bay về phía trước liền vượt qua mấy cột đèn xanh đèn đỏ lại nhanh chóng chuyển hướng quẹo vào hẻm nhỏ không tên phụ nữ tóc ngắn kia ngồi cạnh ghế dựa mặt lộ vẻ băng lãnh nhìn thân thể tiểu nhu đang rụt lại nằm trên ghế xe hai mắt cô chợt lóe trong tay cầm một con dao nhỏ sắc nhọn yếu ớt hỏi cô ta chính là bạn tốt nhất của đường khả hình sao? Vâng, một phụ nữ khác nói. Cô xác định đường khả hình chưa chết sao? Cô ta ngồi ở xe ghế, mặt âm u lạnh lẽo, nhìn về phía tiểu nhu đang hôn mê, khuôn mặt trái xoan nghiêng nghiêng, hồng hồng vô cùng xinh đẹp. Cô ta kìm lòng không được dường như có chút khát máu, cầm đao nhọn kia, đưa đến khuôn mặt của tiểu nhu, nhẹ nhàng dừng lại. Hai chồng mắt lợi sắc bén chú ý xem mí mắt cô rốt cuộc có di động hay không, xác định cô đã hôn mê. Tôi chắc chắn, đây là sau khi điều tra vô cùng xác thực, người phụ nữ kia lại khẳng định nói. Vậy chuyện này có thể chơi đùa thật tốt rồi, ý muốn của chủ nhân, liền tuyệt đối không cho đường khả hinh tham gia cuộc thi đấu lớn này. Tôi nghĩ bạn của cô ta ở trong tay tôi, cô ta sẽ không thể mặc kệ mà ngồi nhìn được. Tôi nắm được nhiều lợi thế đến vậy cơ mà. Mặt cô bộc lộ nụ cười tàn nhẫn, cười đến mức vô cùng đắc ý. Người phụ nữ kia cũng cười nhìn cô, ý kiến nói thế nhưng. Đường khả hình còn có một người bạn tốt khác nữa, tên là Nhã Tuệ. Chúng tôi có phải cũng nên bắt lại hết, dạy dỗ cô ta một chút. Người phụ nữ kia hai mắt lạnh lẽo, nhìn chằm chằm tiểu nhu vẫn hôn mê nghiêng mặt, trời sinh cô không tin người, tay cầm đao nhọn kia, đang đặt trên trán tiểu nhu, rạch một đường nhỏ, chờ mắt nhìn máu tươi tràn ra, lướt quả khuôn mặt xinh đẹp của cô, mới chăm chú nhìn mí mắt cô, xác định cô đã hôn mê, tiểu nhu vẫn không biết đau đớn hôn mê trên ghế xe không nhúc nhích không nên gấp gáp chúng ta chậm rãi chơi đùa từng người từng người một chơi đến lúc đường khả hình xuất hiện mới thôi mặt cô bộc lộ tia nhìn tàn nhẫn nhớ tới nhiệm vụ chủ nhân giao cho lại hung ác ngửa mặt nói đem cô ta mang đi chuẩn bị đem cô gái tên nhã tuệ bắt lại nhanh chóng tìm kiếm tung tích đường khả hình cử cú mèo đi nếu như phát hiện bóng dáng cô ta giết vâng trong xe mọi người nhận lệnh phủ thủ tướng. Đường khả Hinh một thân một mình, đang ngồi trước bàn làm việc, thập phần chuyên chú nhìn sách tài liệu, hai mí mắt di động chú ý tới tư liệu bác dịch đưa cho mình, có triệu chứng giai đoạn đầu rượu đỏ chúng độc trì, cô lại hơi chú ý nhìn, thế nhưng cô lại không hiểu sao cảm giác được trái tim mình rét lạnh, có một loại dự cảm không tên, bắt đầu khuếch tán khắp nơi trong cơ thể mình, cô kìm lòng không được kỳ quái vươn tay, nhẹ ấn ngực, cái cảm giác âm thầm sợ hãi lại tập kích đến, mặt cô tức khắc giấy lên một đoàn đau khổ. Vô thức nghĩ, chuyện gì xảy ra? Đây là đang là phủ thủ tướng, sẽ không có việc gì đâu. Thế nhưng trái tim sao lại đau đến vậy? Cô vô thức buông bút máy, nuốt nơi cổ họng khô cạn, hai mắt càng lúc càng mơ hồ cùng mờ mịt, kìm lòng không được ngẩng đầu, nhìn về phía bóng trúc lay động ngoài cửa sổ. Bóng trúc vẫn cứ, lao sao, mà đong đưa. Cô cũng không chú ý đến, giữa bóng trúc dừng lại một bóng màu xám cho, đôi mắt của nó, vô cùng sắc nhọn nhìn chằm chằm cô gái bên trong khung cửa sổ kia, mặt quỷ dị, thỉnh thoảng tỏa ra một cỗ khí thức tàn nhẫn, làm lông nó đang lúc dần tấn công lên, sinh vật này lại bỗng cảm giác được bầu không khí xung quanh có chút không đúng, hơn nữa cảm giác này càng lúc càng không đúng, nó tức khắc linh mẫn xoay đầu, cư nhiên phát hiện có một con vẹt, cũng đang bắt trước mình, chân đứng trên cành trúc cách mình không xa. Theo cơn gió từ từ dao động, lại đón gió bất động nhìn chằm chằm chính mình. Con vật xúc sinh này mở to mắt, nhìn nó. Con vẹt này cũng mở to đôi mắt, trợn mắt nhìn nó. Trường 1044, hôm nay cáo biệt, ngày mai lại yêu thương sâu sắc. Gió thật lớn, bóng trúc lay động, tạo lên âm thanh, xào sạc, thần bí, nhất là những chiếc lá rơi xuống chạm vào bóng hình in trên mặt đất khiến con người ta có có chút khẩn trương. Con cú mèo dừng lại trên cành trúc, đón gió lay động, lại vẫn như cũ uy vũ văn phong bất động nhìn chằm chằm vào con anh vũ kia, đôi mắt tròn vo, phối hợp với khuôn mặt quỷ dị, thập phần có tính công kích tính, anh vũ đảo một vòng nhìn chằm chằm con cú mèo kia, mắt chấp chấp, còn đang nghĩ xem con súc sinh này làm thế nào mà chui được vào đây. Cứ như vậy, ngươi xem ta, ta nhìn ngươi, con cú mèo tựa hồ cũng cảm giác được mình là khách không mời mà đến. Cho nên không khí có chút quỷ dị mang theo thần sắc công kích kia càng ngày càng nặng, lông chim theo gió dựng đứng lên, Lúc nhìn chằm chằm con anh Vũ kia, mắt trừng lớn, trong nháy mắt định lao như tên bắn về phía con anh Vũ kia, mỏ còn định mổ thẳng vào đầu nó. Trong khoảnh khắc anh Vũ cũng linh hoạt hẳn lên, bay vút lên không trung tiêu sái xoay người, xèo xèo quát to một tiếng, giết chết ngươi. Không nói hai lời, nó liền nhanh chóng nhanh nhẹn xoay người lại, cưỡi ở trên người con cú mèo kia, mười móng vuốt như thần chết ôm chặt con cú mèo, không nhìn xem nó ở trên cành trúc bị loạn cao cao, tức khắc hung hăng dùng cái mỏ sắc nhọn dùng sức đánh tên Tô Thủy Kỳ chết tiệt kia để đánh nó, âm thanh mổ nhau liên tục truyền đến, thậm chí còn khiến cho lông chim bay tứ tung. Một trận âm thanh thê lương như thanh âm gọi hồn của con cú mèo vang lên, làm cho khắp rừng trúc truyền đến từng đợt không khí quỷ dị. Đường Khả Hinh ngồi ở trên bàn sách trước bệ cửa sổ, không hiểu sao nghe được thanh âm này, liền có điểm vô ý thức ngẩng đầu, muốn ra bên ngoài nhìn một chút. Gió lớn, bóng trúc vẫn tiếp tục lay động, Từng đợt âm thanh, xào xạc, mang đến một bầu không khí không bình thường, nhưng lại không có phát hiện ra cái gì khả nghi. Thế nhưng cô nghe được âm thanh này, trong lòng vẫn là có chút buồn phiền, liền vô ý thức đứng lên, với tay ra ngoài cửa sổ muốn lật xem làn hoa và tán cây cảnh. Con cú mèo bị anh Vũ nhà ta kiềm chế ở sâu trong rừng trúc, mắt thấy đường khả hình sắp sửa đóng cửa sổ lại, nó tức khắc nhanh như mũi tên bay lên trời không, vù vù trong tiếng gió mãnh liệt, quỷ dị quay vòng 360 độ thế nhưng đầu vừa mới chuyển qua đây anh vũ lập tức vung móng vuốt lên chọc thẳng vào đôi mắt lợi hại lại một trận thanh âm thê lương truyền đến con cú mèo triệt để phẫn nộ rồi nó bắt đầu phát tiết điên cuồng xoay người ở trên trời bay loạn xạ một hồi vung cánh phải lên bỏ qua con anh vũ kia anh vũ không hổ là do tô thủy kỳ nuôi nó phát huy công phu dính người cưỡi ở trên mình con cú mèo tựa như harry potter cưỡi cái chổi móng vuốt chăm chú áp chặt lên thân cú mèo hết sức ghìm xuống lông chim dựng đứng lên, từng cái đen trắng lẫn lộn là tả rơi xuống, một bên cắn một bên còn không dừng kêu lên, người từ đâu đến. Kia con cú mèo nhanh chóng xoay tròn thân thể, nóng vội muốn thoát ra khỏi con anh vũ dính người này, cứ như vậy hai con chim ở trên không chung không ngừng bay loạt, lông chim vẫn ngừng rơi xuống khắp nơi, dẫn tới hai người hầu vừa muốn đi vào biệt thự, liền kim lòng không đậu kỳ quái ngẩng đầu lên, chỉ cảm thấy được bóng đen liên tục chấp động, bầu trời vẫn xanh thẳm trong sáng, sắc mặt liền có chút kỳ quái đi vào bên trong. Siêu, hai thân ảnh lập tức vù vù bay đến, con cú mèo lại một trận xoay vòng, tính toán lật chuyển anh Vũ, bất đắc dĩ nhìn con anh Vũ kia không có chút nào váng đầu, thậm chí càng hung hăng hơn, lông chim dựng thẳng, móng vuốt vẫn đặt trên thân nó, uy phong lẫm liệt ngẩng đầu, một trận tức giận xông thẳng lên não, đôi con người trừng trừng, tức khắc nhìn thấy con cú mèo lại có ý định xông lại trước cửa sổ phòng Tô Thủy Kỳ, nó liền trở tay không kịp, chỉ nghe thấy phịch một tiếng, hai con chim liền cùng nhau vọt vào cửa sổ, lật úp cái bát cá vàng tô thủy kỳ vừa mới mua về. phanh cái bát rơi trên mặt đất, toàn bộ đều bị vỡ vụn, thủy tinh văng đầy trên mặt đất. tô thủy kỳ trong nháy mắt từ trên giường nhảy dựng lên, vừa ngủ không được bao lâu, lại nghe thấy một trận âm thanh vỡ vụn khủng bố này, anh khó nén được một trận khiếp sợ trong lòng, vội vàng nuốt nước bọt nơi cổ họng, hai mắt nhanh chóng mở to. Chân Trần đi xuống sàn trải qua một tấm bình phong, lập tức kinh ngạc phát hiện ra cái bát cá vàng vỡ vụn trên mặt đất, nước văng tung tóe, mẹ anh đang sai người đem tấm thảm 12 phường Thiêu tự mình thiết kế ra ngoài, nhìn mấy con cá bạch kim đang nhảy nhảy không ngừng trên mặt đất. Con anh vỗ chết tiệt kia, thân thể ướt nhẹp, biết mình làm sai, liền ngồi xổm xuống bên cạnh con cá nào đấy, cúi đầu, không dám nói chuyện. Ngoặc kép chấm 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 ngoặc kép, Tô Thủy Kỳ trong nháy mắt ngẩng đầu, cắn chặt răng nhìn mấy vật nhỏ này loạn thành một đoàn lửa giận hừng hực bốc cháy kêu to này anh không dám gọi tên của nó một tràng tiếng gõ cửa nhanh chóng vang lên mấy người hầu lo lắng đứng ở ngoài cửa hỏi tôn thiếu gia ngài có việc gì không ạ tô thủy kỳ không có thời gian để ý tới người hầu chỉ là mặt lạnh bước nhanh đi đến một phen suy nghĩ nhất định phải bắt được con vẹt kia đem nó vặt hết lông làm thịt kho tàu ăn sạch anh vũ lập tức chạy trốn tô thủy kỳ từ thảm bên này chui qua tấm bình phong bên kia, Tô Thủy Kỳ tức giận cũng theo nó đi tới tấm bình phong bên kia, lại bởi vì quá tức giận, không có lưu ý tới dưới đất, chân không cẩn thận đạp phải mảnh thủy tinh nho nhỏ nào đấy, anh kêu lên một tiếng, chân đau vừa đi về phía trước, vừa tàn bạo gọi, ngươi đứng lại đó cho ta. Ngươi, cái tên xúc sinh đáng chết này, ta mà bắt được ngươi. Đem lông của ngươi vặt hết, dùng ngươi để nấu thịt kho tàu. Anh vỗ chậm chậm chi chi nha nha kêu lên, bay về phía đống sách khoa học của Tô Thủy Kỳ, đến bên cạnh giường anh, dùng mỏ không ngừng mổ mổ lên mấy quyển sách. Người còn muốn biết thịt kho tàu là như thế nào sao? Tô Thủy Kỳ dựa vào trước tấm bình phong, đầu tiên là nhấc chân lên, nhìn đến miếng thủy tinh đâng cắm vào chân, trong nháy mắt ngẩng đầu, cư nhiên nhìn thấy con anh vô kia, con xúc sinh đáng chết, đã kẹp được tấm ảnh chụp đường khả hình, phi trên không chung, trái tim của anh thoáng cái lạnh đi, tức giận cũng trong nháy mắt ngưng lại, chân lập tức đạp trên đất bằng, đầu tiên là uy hiếp chỉ vào nó, có chút khẩn trương nói, người muốn làm gì? Người thả xuống cho ta. Kia, anh vũ phong độ đáng yêu của chúng ta, giờ tấm hình lên ở trên không chung không ngừng quạt quạt, chỗ kia tất cả đều là ảnh chụp của đường khả hình từ 3 năm trước đổ lại đấy. Còn có một tấm là tô thủy kỳ cùng đường khả hình chụp ở phòng ăn ngựa tôn, hai mái đầu chụm lại, không biết là có bao nhiêu thân mật cùng ân ái. Được rồi, tô thủy kỳ thôi dọa, anh đã quá hiểu tính nét của con súc sinh này rồi. Chỉ thật khẩn trương nói, người mau xuống, ta sẽ không xử lý ngươi. mau đem ảnh để xuống cho ta. nếu không, người bay ra ngoài, thì vĩnh viễn cũng đừng trở lại đây nữa nhé. anh vũ vừa nghe thấy lời này, trong nháy mắt liền thừa dịp tô thủy kỳ khẩn trương, vừa lúc tỉnh kỳ đẩy cửa đi vào, liền tức khắc như tên bắn bay ra ngoài. này, tô thủy kỳ khẩn trương đến độ cũng không quản chân có đau hay không, ngay lập tức theo sát xúc sinh kia đi ra ngoài. anh vũ cũng mặc kệ tô thủy kỳ kêu to liền dương cánh bay qua hành lang thật dài hướng gian phòng đường khả hình bay đến thật khéo thật là thật khéo a à. đã xảy ra chuyện gì đường khả hình trong khoảnh khắc nghe thấy âm thanh thủy tinh vỡ vụn đáng sợ như vậy liền theo thói quen mặc bộ quần áo thể thao mà trắng tóc đuôi ngựa búi đơn giản mang kính mắt màu đen đi ra ai biết cô vừa mới bước ra ngoài hành lang liền thấy vật nhỏ đáng yêu kia bay trên không trung dương cánh bay tới chính mình vừa phi vừa ném những tấm ảnh trắng như tuyết xuống Xúc sinh, tô thủy kỳ nhìn những tấm ảnh chụp từng đợt rất xuống, anh thật mất thể diện đến khóc thét. đường khả hình cũng kinh kinh ngạc mở to mắt nhìn về phía những tấm ảnh chụp đang theo gió bay tới. có ảnh chụp chính mình trước khi hủy dung, có ảnh chụp đứng trước hồ sen đầu đội mũ sam, còn có khuôn mặt sau khi được khôi phục, một thân váy dài màu đen, quấn khăn quàng cổ cùng màu. có ảnh chụp ngồi trên đỉnh núi trước biệt thự, khi đó mùa đông gió lạnh buốt, tóc mái rũ xuống, lướt qua đôi mắt u buồn tan thương. Chuyện cũ rõ ràng như quay đầu nhìn lại, ảnh chụp như từng thước phim quay chậm, trong lòng mổn ngang trăm mối. Đường Khả Hinh đứng ở giữa hành lang, vẫn như cú ôn nhu nhìn từng bức ảnh, trong lòng ngũ vị tạp trần, cô kìm lòng không được nhìn về phía Tô Thủy Kỳ, hai tròng mắt xẹt qua một tia cảm động cùng áy náy. Tô Thủy Kỳ đứng ở bên này hành lang, trầm mặc nhìn Đường Khả Hinh, nhớ tới lúc mới cùng cô quen biết, lại tới tương lai sẽ xảy ra nhiều chuyện, có lẽ trong lòng có chút hít cảm xúc, vì sao lại để Trang Hạo Nhiên phát hiện ra vẻ đẹp của cô trước. Tim của anh chợt thấy đau nhói, vẫn cảm thấy có chút xấu hổ cùng không có ý tứ nhìn về phía đường khả hình. Đường khả hình cũng nhìn về phía bộ dáng của anh như vậy, trầm mặc một hồi, rốt cuộc chậm rãi nở nụ cười. Tô Thủy Kỳ nhìn kỹ nụ cười kia của cô, chính bản thân anh cũng có chút ngượng ngùng cười cười. Bên hồ sen, khói xanh quanh quẩn, lượn lờ bao phủ, một không gian tràn đầy tĩnh mịch yêu nhã. Đường khả hình như lúc trước đứng ở ven hồ sen, dừng ở bên chiếc lá sen đã khô héo, đột nhiên nhớ tới lâm đại ngọc tâm đắc nhất câu kia, sen tàn nghe rộn tiếng mưa thu, có lẽ nhân sinh một chữ tàn, vẻ đẹp tuy không còn tròn vẹn, từ sau khi nàng bị hủy dung, phát hiện bước đi cuộc đời mình, càng lúc càng chậm, càng chậm hơn. Chậm có thể dừng lại chút, lưu ý bên người một đóa hoa, một chút phong cảnh bóng chiều tà. Khi đó, nhìn cái gì cũng yêu thương, khi đó, nhìn cái gì cũng không còn hy vọng, khi đó, nhìn cái gì cũng không có màu sắc. Cô gái ôn nhu đứng ở trước hồ sen, lại có thể cảm giác được sự tàn phai của vẻ đẹp tự nhiên, có lẽ cô hẳn là nên cảm kích những tháng ngày ấy, mặc dù quá đau thương cùng mất đi niềm hy vọng, nhưng cuối cùng cũng làm cho cô cảm thụ sâu sắc được một điều rằng, có vài người lộ trình chỉ cần đi chậm lại một chút, chỉ cần ta nguyện ý buông xuống, thời gian sẽ giúp ta chữa lành mọi vết thương, thậm chí là mộng tưởng của chính mình. Trọng yếu nhất là, ta có muốn tin tưởng bản thân mình hay không? có tin tưởng vào thế giới này hay không. Mặt cô lộ chút tươi cười, quay đầu lại, ôn nhu nhìn về phía Tô Thủy Kỳ. Tô Thủy Kỳ cũng đứng ở trước hồ sen, hai tay đút túi quần, dừng ở trên những tán lá sắc tàn, thở dài một cái. Đường khả hình nhìn bên gò má anh, phát hiện anh từ trước đến nay, vẫn không hề thay đổi, vẫn luôn lãnh đạm, ôn nhu, hiểu ý người như vậy. Anh cho cô cảm nhận được tình yêu thương cùng bao dung lớn nhất, giống như những ngày đông lạnh lẽo xuất hiện những tia nắng ban mai ấm áp không lâu sau khi quen biết anh cô luôn cảm nhận được thiên đường gần ngay trước mắt kỳ thực cô vẫn luôn cảm kích anh giống như người thân trong gia đình mang đến sự ấm áp cho cô đường khả hình chậm rãi vươn tay nhẹ nắm lấy cánh tay tô thủy kỳ tô thủy kỳ hai mắt hơi chấp động chậm chạp quay đầu trong đôi mắt cất chứa bao nóng bỏng cùng yêu thương nhìn về phía đường khả hình không chút nào che giấu đường khả hình cũng nhìn anh thật lâu trong mắt là sự quan tâm cùng áy náy gọi tô thủy kỳ cô muốn nói chút gì đó, và anh cũng biết cô muốn nói cái gì. Tô Thủy Kỳ đứng bên cạnh cô, nhìn cô không khác xưa là mấy, bộ quần áo thể thao màu trắng quen thuộc, tóc dài buộc đuôi ngựa, cặp mắt to linh động, bên trong chứa đựng sự ôn nhu cùng hàm xúc, cánh mũi cao, đáng yêu có chút đỏ ửng, cánh môi phất hồng, khuôn mặt nhỏ nhắn trơn mềm trắng nõn, đôi gò má hồng hồng. Tim anh đập thình thịch, rộn ràng vì cô, đôi mắt ẩn nhẫn lóe ra mấy phần tình ý, nhưng lại chỉ là đón gió lạnh, hơi cười cười, do dự mấy phần, mới hơi xoay người, đứng ở trước mặt cô, cúi đầu nhìn bộ dáng ôn nhu của cô, anh hơi dừng lại chút mới vươn tay thong thả đặt lên bờ vai cô, đem cái mũ kéo lên đội vào cái đầu nho nhỏ, ngừng mắt nhìn khuôn mặt trái xoan xinh đẹp, càng tới gần càng thấy ấm áp, anh mới có chút tự an ủi mình cười cười. Đôi mắt đường khả hình cũng đã nhòa đi vì lệ, đau lòng nhìn về phía Tô Thủy Kỳ, nghẹn ngào nói, anh đừng làm như vậy, em sẽ cảm thấy hối hận khi xuất hiện trong cuộc đời của anh, bởi vì em biết tình cảm là món nợ đáng sợ nhất trên đời này. Trong đôi mắt mờ sương của Tô Thủy Kỳ có khắc sâu hình bóng của cô, trên khuôn mặt tràn đầy thâm tình, nhìn thật sâu về phía đường khả hình, anh lại thong thả vươn tay, khẽ vuốt khuôn mặt nhỏ nhắn của cô, để cho lòng bàn tay lạnh như băng của anh, cảm nhận được độ ấm trên khuôn mặt cô, trong lòng không khỏi kích động dâng trào, bàn tay anh phát hỏa khuôn mặt cô, một bộ dáng mềm mại như hoa, anh không hiểu sao lại nhớ tới ba năm trước đây vào cái buổi tối đầy yêu thương đó, anh ngồi bên trong xe, lần đầu tiên rơi lệ. Người con gái ôn nhu ấy, cái gì cũng không nói, chỉ là khóc cùng anh, dịu dàng làm cho anh tan nát cõi lòng. Anh thật vất vả mới nhịn được, không muốn lại để mình hãm sâu hơn nữa vào bể khổ này. Thanh âm khàn khàn cùng khát cầu nói, em không cần phải tận lực đáp trả tình yêu của anh. Bởi vì, anh cho tới bây giờ cũng không muốn tận lực nhớ đến nó. Đường khả hình trong lòng tê dần, nhìn về phía anh. Tô Thủy Kỳ hồi tưởng lại bên hồ sen sau bữa tiệc sinh nhật kia, hai tay anh khẽ vuốt ve khuôn mặt nhỏ nhắn của cô, cảm xúc dâng trào kích động nói: "Anh đã từng nói, tình yêu là bầu trời xanh, là đám mây trắng, là cơn mưa nhỏ dịu dàng, là xuân hạ thu đông. Nó không đâu là không có, nó căn bản không cần quên, cũng không cần tận lực đi tìm, cuối cùng cũng sẽ có một ngày nó tìm đến, cuối cùng cũng sẽ có một ngày nó đi qua. Nếu như hôm nay là cáo biệt, ngày mai có lẽ sẽ là yêu thương sâu sắc." nước mắt đường khả hình từng giọt, từng giọt lăn dài trên đôi gò má, đau lòng nhìn về phía anh. Tô Thủy Kỳ cố gượng cười, nghẹn ngào nói, hãy để cho gió mang tình yêu ấy đi. Đi tới nơi đâu cũng được, không chừng một ngày ảo đó, hoặc ở kiếp sau trăng, nó cũng sẽ hóa thành một cơn gió, đến bên cửa sổ, làm bạn với em. Khả hình, anh yêu em. Đường khả hình kìm lòng không được đau lòng khóc nấc lên, khóc đến thương tâm, không biết phải làm sao mới mang lại hạnh phúc cho người đàn ông thâm tình này. Tô Thủy Kỳ cũng không khỏi vì mối duyên phận này mà đau lòng muốn chết, tay nâng khuôn mặt nhỏ nhắn phân nộn của cô lên, nhìn vào đôi mắt yêu thương ngập nước của cô, anh dường như trở lại quá khứ 3 năm về trước, khi ấy ở trong xe cùng bây giờ giống nhau, trở động tâm, kìm lòng không được khẽ chạm nhẹ vào má cô, cúi đầu nhìn cô nghẹn ngào nói, anh yêu em, khả hinh. Hôm nay anh hướng em nói lời từ biệt. Mặc kệ ngày mai có phải là yêu thương sâu sắc hay không. Anh cũng sẽ đáp ứng em, ngày hôm nay, tạm biệt em, người con gái anh yêu. Anh nói xong, trong lòng tê dần, đầu ngón tay khẽ lướt qua đôi môi anh đào của cô, cách một ngón tay cúi đầu điểm nhẹ một cái. Dường như anh đã cảm nhận được hết sự ngọt ngào nơi sẽ không bao giờ thuộc về anh nữa. Anh chậm rãi nhắm mắt lại, khóe mắt lan xuống một giọt lệ. Đường khả hình cũng đau lòng đến động cũng không động được, đôi môi mím, cô nhắm mắt lại, mặc cho dòng nước mắt chảy xuống. Một làn gió thu ngọt ngào thổi tới, mang theo cái dịu dàng của những năm tháng tuổi trẻ bồng bột, nhân sinh thật khó có được mối tình đầu tốt đẹp giống như vậy, đời người ai rồi cũng đi qua quãng thời gian tươi đẹp đó, khi ấy dù cho khắp nơi tràn ngập yêu thương đi chăng nữa, thì ta vẫn cảm nhận được sự thuần khiết cùng thiện lương, không bao giờ biến mất. Hai người cách nhau chỉ một ngón tay, hôn lên đôi môi đối phương, đó là sự an ủi, đó là lời cáo biệt, nụ hôn ấy mang theo thương tiếc cùng chúc phúc, hãy để thứ tình cảm ấy, mang theo đau đớn cùng lưu luyến, để lại nơi đây, tình yêu ấy rơi xuống ngàn năm hóa thành ngọc quý, tồn tại đến muôn đời. chương 1045, Hôn Mê 4 giờ chiều, một chiếc xe rôn roi màu trắng lập tức dừng trước thảm đỏ khách sạn, trang hạo nhiên nhanh chóng bước ra từ trong xe, đón luồng gió mạnh mẽ, cài lại nút áo âu phục màu trắng. Vừa đi vừa nghe tiêu đồng hướng chính mình báo cáo sắp tới có một hội nghị nhỏ còn có 5 giờ chiều phải đến sảnh chính tầng 12 của khách sạn, tham gia sâu triển lãm trang phục mùa đông của chị gái. Đối với triển lãm trang phục mùa đông trên thế giới lần này, là ưu tiên hàng đầu của Trang Ngải Lâm, có biên tập viên tạp chí thời trang nổi tiếng thế giới, nhà thiết kế nổi danh Paris, còn có những thiên kim tiểu thư, ngôi sao quốc tế đến tham dự. Từ đại sảnh khách sạn đã cho thấy, trừ bỏ trận thi đấu rượu đỏ, còn có những phóng viên giải trí tay cầm camera đi về hướng tầng 12. Trang hạo nhiên nghe nói chuyện này, liền tạm dừng giữa đại sảnh, nghĩ ngợi một lúc mới xoay người, nhìn về phía tiêu đồng nhanh chóng nói, đợi một lát nữa nếu có thời gian, cô chuẩn bị cho tôi một bó Blue Lover. Nhất định phải có thật nhiều những đóa hoa tươi đẹp, chị của tôi rất thích màu xanh lam. Vâng, tiêu đồng gật đầu. Lúc này, Tô Lạc Hoành, Lâm Sở Nhai, Tào Anh Kiệt bọn họ sau khi thăm Uyển Thanh, bởi vì có việc phải làm nên cũng nhao nhao mở cửa xe đua trở về. Cũng chính vào lúc này, có một người đàn ông đẹp trai bước xuống khỏi xe đua, khiến cho các vị thiên kim tiểu thư không kìm được lòng mà dõi mắt nhìn theo. Ba tên cầm thú kia cảm thấy rất có mặt mũi, không kìm được nở nụ cười đắc ý, cùng đi theo vào trong đại sảnh, đi phía sau Trang Hạo Nhiên. Đêm nay tổng giám đốc tưởng có tới không? Trang Hạo Nhiên nghĩ một chút liền hỏi Tiêu Đồng. Hẳn là sẽ tới, Tiêu Đồng không kìm được lòng cười nói, tôi cảm thấy tổng giám đốc tưởng thật sự thích chị Trang của chúng ta mặc kệ đại tiểu thư chiêu chọc anh ấy như thế nào cũng sẽ không để ý chỉ cần đại tiểu thư ở trong khách sạn anh ấy đều dặn dò đông anh cùng trưởng phòng lý chăm sóc tận tình không thể có một chút nhạt nhẽo nào lần trước đại tiểu thư ở nhã các dùng cơm trưa tổng giám đốc tưởng cũng đang dùng cơm ở sát phách còn tự mình đến chào hỏi trò chuyện một khoảng thời gian tô lạc hoành nghe lời này nhịn không được cười nói nếu không chúng ta đem bọn họ ghép thành một đôi đi hiện tại chị em yêu nhau rất phổ biến phải không? Anh Kiệt, cút, tao anh Kiệt bật cười, nói, 500 năm trước của anh đây chính là vợ chồng rồi. Anh đây không kể là nửa người trên hay nửa người dưới đều cao to dũng mãnh là được rồi. Trang hạo nhiên nghe vậy nhìn không được cười nói, quên ý định của mấy người đi. Chị của tôi là của bác dịch, tạm thời là vậy. Hai người bọn họ không phải chia tay rồi sao? Lâm sở nhai cười hỏi. Chuyện tình cảm ai nói chính xác được, thoạt nhìn đặc biệt một người không diễn trò, không chừng cuối cùng có thể thành. Trang hạo nhiên nói mà có chút đắc ý chính mình lúc đó không buông tha đường khả hình, bèn cất bước đi về phía trước, lại phát hiện phía trước có một cô bé nhỏ khoảng 6-7 tuổi, mái tóc ngắn tết lại, mặc váy trắng, ôm trong tay một con gấu nhỏ đứng bên canh người mẹ, nhìn về phía mình vẻ mặt hồng hào, dáng vẻ kinh ngạc cùng xấu hổ. Vẻ mặt anh hiện lên vẻ mị lực, hai mắt ẩn trước ẩn tình, cười cười nhìn về phía cô bé nhỏ kia, không kìm lòng được hướng về phía cô bé lóe lên một ánh mắt. Cô bé nhỏ lập tức cảm thấy hô hấp dồn dập, khuôn mặt có chút đỏ hồng, cảm thấy lúc này chú thật đẹp trai. Trang hạo nhiên nhịn không được cười rộ lên, tiếp tục mang vẻ mặt đẹp trai đắc ý cất bước đi về phía trước, vừa đi vừa lại nhanh chóng nghiêng đầu nhìn Thục Giao, lo lắng hỏi buổi chiều tình huống của khả hình thế nào rồi. Trương Thục Giao theo anh đi về phía trước, buồn cười. Trang hạo nhiên dừng bước lại, gương mặt bộc lộ sự nghi hoặc cùng lo lắng, hỏi có phải đã xảy ra chuyện gì hay không. Trương Thục Giao cầm một sấp tấm ảnh trong tay, là tịnh kỳ giám sát trung tâm lúc đó chụp lại, cô hơi giấu phía sau, không dám lộ ra. Trang hạo nhiên tức khắc chừng mắt liếc cô một cái, liền hơi không người đoạt lấy sấp ảnh trong tay cô, sau đó bình tĩnh rút ra tấm thứ nhất, phảng phất có điểm buồn chán nhìn vào tấm ảnh. Khuôn mặt anh lập tức căng lên, hai con mắt mở to, hiện lên những tia đỏ như máu nhìn thấy trong tấm ảnh là hình tô thủy kỳ ôm chặt đường khả hình, cúi người hôn lên đôi môi cô, vô cùng ngọt ngào, vô cùng sâu sắc. Phanh, thượng đế như đang cầm một cái chảo, bịch một tiếng đập vào cái ót của anh, triệt để ảnh hưởng đến đại não anh, người này cư nhiên không nói hai lời liền trực tiếp hôn mê bất tỉnh. Lão đại, một tiếng kêu vừa sốt ruột vừa khẩn trương vang lên, truyền ra khắp toàn bộ đại sảnh. Thời gian từng chút một qua đi, mặt trời buổi chiều cũng muốn tranh thủ nhanh một chút lặn xuống ngoài khơi, không có mặt mũi gặp người khác. Phòng làm việc của Tổng Giám đốc đầy ấp người. Trang Hạo Nhiên cả người mặc áo sơ mi màu đen, quần thường cùng màu, đang nằm trên ghế sofa, anh đã hôn mê được một giờ lúc này mới dần hồi phục tinh thần, lại vẫn như cũ kiểu bệnh nặng không khỏi, nặng nề thở gấp nơi lồng ngực, chậm rãi mở mắt ra, tức khắc nhìn thấy Tô Lạc Hoành, Lâm Sở Nhai, Tào Anh Kiệt, Lâm Đồng mấy người đứng thành một hàng, cúi đầu kinh ngạc nhìn về phía mình. Gương mặt anh lập tức nhăn lại, trái tim đau đớn như bị ai nhéo một phát, đưa tay đặt lên ngực, quay mặt đi chỗ khác, rúc mặt vào trong sofa, giọng nói khan khan mệt mỏi, "Cút ngay. Lục phủ ngũ tạng của lão tử nát hết rồi, sắp chết rồi." Tô Lạc Hoành thật sự là coi thường Trang Hạo Nhiên, vẻ mặt bộc lộ sự mất thể diện, khinh bỉ nói, "Tôi con bà nó." Nửa người trên đẹp trai, cùng với nửa người dưới là trở thành một người đẹp trai như vậy. Cư Nhiên chỉ nhìn một tấm hình, anh liền mất thể diện mà ngất đi giữa đại sảnh khách sạn như vậy. Anh có biết vừa rồi anh nhắm mắt lại đến giờ đã qua một tiếng đồng hồ thị trường chứng khoán giống như đang cười vào mặt anh, nhanh chóng tụt xuống cho đến bây giờ. Bà nó, có muốn mất hết thể diện như thế không hả? Đúng vậy, Lâm Sở Nhai cũng một trận tàn bạo nhìn về phía Trang Hạo Nhiên tức giận nói, lão tử vừa mới đem anh từ trên mặt đất nâng lên, anh có biết tôi rất bối rối không? Suốt cuộc là nhấc chân lên trước, hay là nâng đầu anh lên trước mới có thể làm cho anh vẫn giữ dáng vẻ đẹp trai? Trang Hạo Nhiên nghe lời này, vươn tay chống lên sofa, liếc Lâm Sở Nhai, vẫn có để ý chuyện này hỏi kia. Vậy cậu nâng thế nào? Còn có thể nâng thế nào? Tào Anh kiệt tức giận đến nghiến răng nghiến lợi nhìn anh kêu to, đương nhiên là kéo đôi chân dài của cậu chạy về phía phòng làm việc. Cố gắng không để phóng viên chụp được dáng vẻ này của cậu. A, à, Trang Hạo Nhiên nhăn mặt lại, đưa tay đặt lên vị trí trái tim trên ngực mình, vẻ mặt đau khổ muốn điên rồi, cái gì anh cũng đều không để ý, nhưng rất chú ý đến dáng vẻ không đẹp trai của chính mình. Lúc này, Tiêu Đồng là lo lắng cho thân thể của Trang Hạo Nhiên, lập tức lấy ra một lọ dầu thuốc của chủ tịch thường sử dụng, đổ một chút ra lòng bàn tay, lại đưa tay hướng về phía lồng ngực của Trang Hạo Nhiên, vì anh mà khẩn trương xoa nhẹ, vừa xoa vừa nói: "Lão đại, anh không sao chứ? Anh xác định bây giờ anh bình thường sao?" Cán bộ cấp cao của tập đoàn Hoàn Á cùng Á Châu toàn bộ đều tới đây, đứng ngoài cửa đông nghịt. Thành viên ban giám đốc của Hoàn Cầu và chủ tịch cũng muốn tới. Mọi người đều rất quan tâm đến anh. Tôi không muốn gặp ai, ai tôi cũng không muốn gặp, trái tim tôi đang đau như dao cắt, lục phủ ngũ tạng đều tan nát hết rồi. Trang hạo nhiên đưa tay ấn chặt lồng ngực của mình, nhớ tới đường khả hình cùng Tô Thủy Kỳ hôn nhau, rõ ràng cảm giác được giữa hai người bọn họ tâm đầu ý hợp như vậy. Anh lại thấy tan nát cõi lòng cả người nằm dài trên ghế sofa, ấn chặt ngực kêu lên, chịu không nổi. Lão tử muốn chết. Trương Thục Giao lúc này mới cười cười xuất hiện, thò đầu ra, nghĩ muốn xem kịch vui nhìn về phía Trang Hạo Nhiên, nói lão đại anh đúng thật là không dùng được bất quá đây mới chỉ là một tấm hình không hôn còn cách một ngón tay còn cách một ngón tay trang hạo nhiên cảm thấy trái tim càng đau trực tiếp tay ấn chặt trên ngực lại đau đến tê dần kêu lên cũng là bởi vì cách một ngón tay mới lo lắng không chịu nổi anh nói xong cả người lại nằm dài trên sofa vươn tay đập vào ngực mình vẻ mặt đau khổ nói lão tử thật sự chịu không nổi tiếp tục như vậy sớm muộn cũng chết vì bệnh tim Phúc, trương thục giao nghe lời này nhịn không được cười rộ lên anh và tiểu đường đã phát triển đến bước này anh còn sợ gì anh đường đường là một người đàn ông lại còn vì chuyện này mà ngất đi tô lạc hoành thực sự không thể hiểu được các cậu còn không hiểu tôi trang hạo nhiên lại đau khổ ấn vào lồng ngực của mình trái tim đập thình thịch nói lão tử chính là cướp khả hình trở về từ tay tổng giám đốc tưởng đấy cho nên người nào đó sớm hay muộn cũng phải trả lại. Tất cả mọi người nghe lời này đều bất đắc dĩ nhìn anh. Trang Hạo Nhiên một bên nặng nề thở dốc, một bên hai mắt nhanh chóng lưu chuyển, cảm thấy tiếp tục như vậy sớm muộn cũng không phải biện pháp, các ngón tay anh nắm chặt ngón cái, trong nháy mắt nghĩ tới điều gì đó liền tức khắc ngồi dậy, nhìn Tiêu Đồng nói, lập tức đem 27 con chim anh Vũ lão tử nuôi dưỡng đến đây. A, à, Tiêu Đồng kỳ quái nhìn về phía anh. Mau lên. Trang hạo nhiên nặng nề thở ra, trên mặt bộc lộ vẻ khẩn trương, quay mặt sang nhìn lúc tiêu đồng mở cửa ra, thấy thật nhiều cán bộ cao cấp đang đứng bên ngoài, anh lập tức sốt ruột phất tay nói, bảo bọn họ đều đi hết đi. Hiện tại tôi rất phiền não. Được, Tô Lạc Hoành lại khinh bỉ nhìn anh một cái, mới xoay người đi ra ngoài, thông báo Tổng Giám Đốc Trang đã không có việc gì, mọi người có thể trở về rồi. Không bao lâu sau, An An cùng tiêu đồng hai người khiêng lồng chim to đùng đi về phía phòng làm việc của Tổng Giám Đốc. Wow, lâm sở nhai cùng tô lạc hoành mấy người bọn anh không biết trang hạo nhiên động tác lại nhanh như vậy, ngẩng đầu kinh ngạc nhìn an an cùng tiêu đồng nâng lồng chim to đùng đi vào, bên trong là hơn 20 con chim anh vũ, mỗi con đều khỏe mạnh xinh đẹp như vậy. Bọn họ thất thần nói, anh nuôi nhiều chim anh vũ như vậy để làm gì? Đem bọn chúng thả ra, trang hạo nhiên lập tức khôi phục lại thân phận tổng giám đốc như thường ngày, đơn độc dựa mình vào ghế sofa, giang hai tay ra, tràn đầy khí thế nhìn về phía hai mươi mấy con chim anh vũ xinh đẹp kia nói thẳng hôm nay mấy người các cậu ai cũng không được đi không cho phép tan làm về chăm sóc lão bà không cho phép đi đuổi theo bạn gái trước lại càng không được phép đi theo rồi mấy cô người mẫu trẻ tuổi trò chuyện cùng mấy con anh vũ này của lão tử a à, ba người kinh ngạc nhìn về phía anh kêu to nói cái gì hai tròng mắt trang hạo nhiên chợt lóe vẻ mặt vô cùng đắc ý audio điện tử võ tấn bền hết chương 1045